Nguyên bản hắn là chuẩn bị tìm một cơ hội chậm rãi nghiên cứu này chỉ cỏ dại, nhưng Lăng Thương phong tỏa thiên địa lúc sau, hắn liền không đường lui, chỉ có thể trước tiên thử xem, ở hắn nghĩ đến liền tính này cây cỏ dại không phải thánh dược, kia cũng là không giống bình thường thần dược, chất chứa khổng lồ năng lượng, hắn ăn vào đi luôn là sẽ có trợ giúp. Nuốt vào lúc sau một khắc, Dương Nghị Vân cười. Hắn đoán không sai, này cây tiểu thảo quả nhiên kỷ nguyên thánh dược. Bởi vì, oanh, vào miệng là tan, không gì sánh kịp to lớn năng lượng ở trong thân thể hắn du đãng lên. Dương Nghị Vân cảm thụ hai cổ lực lượng tách ra mà đi, một cổ thẳng vào hắn ý thức hải, một cổ nhập thần hạch đạo trùng. Hai bút cùng vẽ, pháp lực cùng thần hồn đồng thời tăng lên lên. Tại đây một khắc hắn trong óc lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái, tựa hồ một chút liền thành không minh, hắn cảm giác chính mình hòa tan giống nhau, ý thức dung nhập thiên địa, như diều gặp gió, ngao du thiên địa vạn vạn dặm, lại tựa hồ chui vào đại địa dưới. Hắn thấy được rất nhiều rất nhiều. Chu thiên vận chuyển, vạn vật sinh trưởng điêu tàn, mưa gió lôi điện, thương hải tang điền. Kỳ thật hắn vẫn luôn đứng ở tại chỗ động đều không có động một chút, trong lòng rõ ràng đây là chính là thánh dược chi lực. Vô cùng xác định hắn nuốt vào chính là kỷ nguyên thánh dược không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt hắn tựa hồ ý thức đi qua vô số thời gian, là một cái kỷ nguyên thời gian giống nhau. Kỳ diệu cảm giác làm hắn mê muội. Nhưng giờ phút này ở Lăng Thương trong mắt Dương Nghị Vân lại là có làm hắn sợ hãi hơi thở. Dương Nghị Vân tu vi cảnh giới ở lấy đáng sợ tốc độ bò lên. Chỉ thấy hắn toàn thân đắm chìm trong thần quang bên trong, tản ra cường đại vô cùng hơi thở. Giống như đại ngày liệt dương buông xuống đại địa, thứ người không mở ra được hai mắt, khí chàng cường đại đến nhiên hắn đều nhìn không được tưởng lui về phía sau đều. Ầm ầm ầm, một tiếng tiếp theo một tiếng nặng nề từ Dương Nghị Vân trong cơ thể phát ra. Mỗi một tiếng nặng nề chính là một lần cảnh giới đột phá. Từ sơ cấp pháp thần đến trung vị pháp thần, lại đến thượng vị pháp thần, lại đến. Trực tiếp đột phá tới rồi thiên đạo cảnh giới, như thế mới dừng lại. Chờ đến Dương Nghị Vân toàn thân thần quang tan đi lúc sau, cũng đã là thiên đạo chi cảnh giới tu vi. Lăng Thương như ở trong mộng mới tỉnh. Cái này hắn tin tưởng Dương Nghị Vân vừa rồi ăn vào thật là kỷ nguyên thánh dược. Thế gian cũng chỉ có một cái kỷ nguyên mới ra đời một gốc cây kỷ nguyên thánh dược, mới có như thế thần kỳ công hiệu, có thể đem một cái sơ cấp pháp thần ở trong vòng vài phút ngắn ngủi đề thượng đến thiên đạo cảnh giới tu vi, lại còn có sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Đây là kỷ nguyên thánh dược mị lực nơi, cũng là hắn tiêu phí thật lớn tâm huyết, thậm chí đáp thượng thần ma nói cùng một đợt cường giả tưởng được đến nhưng chung quy không được đến thánh dược. Phốc, Lăng Thương nhìn Dương Nghị Vân, trong lúc nhất thời tâm tư vô cùng phức tạp, hâm mộ ghen tị hận vân vân tự một chút bùng nổ, nhịn không được hộc ra một ngụm lão huyết tới. Thật là, đồng nhân bất đồng mệnh a. Hắn hao tổn tâm cơ tưởng được đến thánh dược, lại là chủ động lựa chọn Dương Nghị Vân tiểu tử này. Không phun một ngụm lão huyết, trong lòng buồn bực hắn tán không ra. Nhưng có thể thế nào đâu. Tiểu tử này đã bước vào thiên đạo chi cảnh, là cái chịu trời cao chiếu cố người a. Ta không cam lòng a. Trong giây lát Lăng Thương giơ thẳng lên trời thét dài, trong tay bát phương thí thần dù thần quang lộng lẫy dựng lên, vèo một chút liền hướng về Dương Nghị Vân vọt qua đi. Giờ khắc này Dương Nghị Vân, bỗng nhiên mở hai mắt. Hắn không nghĩ tới thánh dược thần kỳ tẫn nhiên như thế kỳ diệu. Nhiên hắn một bước bước vào thiên đạo cảnh giới, tuy rằng chỉ là thiên đạo cảnh giới sơ cấp, nhưng lại là thật thật tại thiên đạo chi cảnh giới tu vi, thần hồn cùng pháp lực đồng bộ, không có bất luận cái gì di chứng, nhất thần kỳ chính là kỳ nguyên thánh dược sở mang đến kỳ diệu chi lữ, quả thực chính là một hồi tâm cảnh thượng tu hành, đối thiên địa đại đạo hiểu được. Cái này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì muốn hơn nữa kỳ nguyên hai chữ. Kỷ nguyên chính là thời gian, vừa rồi kỳ diệu cảm thụ trung thánh dược dược hiệu cho hắn một hồi thời gian thượng hiểu được. Thu hoạch thật lớn, cho nên tuy rằng lúc này đây tu vi cảnh giới tăng lên như ngồi hỏa tiễn giống nhau mau, nhưng không hề có cái gì di chứng, vừa đứng thức thẳng tới thiên đạo cảnh giới. Cũng lý giải thiên đạo cảnh giới sở mang đến lực lượng. Quy tắc áo nghĩa thì ra là thế, tuy rằng còn không đạt được, nhưng cũng đã hiểu biết. Giờ phút này một trương mắt thấy đến Lăng Thương xông tới. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, há mồm thổ lộ, hiện tại có thể cùng ngươi một trận chiến. Nói chuyện chung trong tay đồ long kiếm nơi tay, một khắc tay chung hỗn độn chung bị hắn bỗng nhiên ném phía chân trời. Đông, răng rắc, một tiếng chuông vang thiên địa chấn động, răng rắc một tiếng liền đem Lăng Thương phong tỏa thiên địa cấp chấn vỡ. Hỗn nguyên một chảm,
vung lên đồ long kiếm toàn thân pháp lực sai động, hơn nữa triệu hoán hỗn nguyên một hơi, đối với xông tới Lăng Thương nhất kiếm chém đi ra ngoài. Lăng Thương trong tay bát phương thí thần dù, lúc này cũng là thần quang lộng lẫy, huy động chi gian tám đạo thần quang từ giữa mà ra, lần này lại là vẽ ra tám tôn nguy nga ma thần, hình thể bề ngoài cùng giờ phút này Lăng Thương giống nhau. Thần ma hơi thở thật lớn, thực hung hãn hơi thở, quay chung quanh ở Lăng Thương quanh thân xông thẳng mà đến. Dương Nghị Vân nhất kiếm chém ra. Lăng Thương bạo giống, thần ma đáng thiên địa. Một tiếng dưới, tám tôn thần ma nháy mắt hợp nhất, lại là hóa thân trăm trượng, một quyền chém ra, thẳng đánh Dương Nghị Vân này nhất kiếm. Ầm vang. Hai bên công kích có thể nói ở nháy mắt liền bùng nổ va chạm ở cùng nhau. Toàn bộ thiên địa rung chuyển dựng lên. A. À, trong đó hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết. Là Lăng Thương kêu thảm thiết. Này một kích dưới, thật xa nhìn lại là Dương Nghị Vân kiếm khí thế như trẻ che bẻ gãy nghiền nát giống nhau, trực tiếp phá rất tám tôn thần ma xuất kích, hơn nữa dự uy chút nào không giảm trực tiếp dừng ở Lăng Thương trên người, chợt lóe rồi biến mất. Đây là kiếm khí trực tiếp xuyên thấu Lăng Thương thân thể. Cường đại năng lượng bùng nổ dưới, toàn bộ thứ 9 thánh điện trong sân hết thảy hoa cỏ cây cối hóa thành cho tàn. Bốn phía thiên địa nguyên bản là bị trận pháp bao phủ, liền tại đây một kích dưới, oanh một chút nổ tung. Ngay sau đó rộng mở thông suốt, lại là lộ ra tướng mạo sẵn có. Lúc này mới phát hiện, đây là đỉnh núi đỉnh, bốn phía là huyền nhai vách đá. Toàn bộ thứ 9 thánh điện liền tọa lạc ở đỉnh núi. Khụ, phốc, Lăng Thương thượng thân thần quang tan đi, trong tay bát phương thí thần dù rơi xuống tại bên người, hắn ngồi xổm dưới đất. Không có khả năng. Nhìn Dương Nghị Vân giờ phút này Lăng Thương lẩm bẩm tự nói. Hắn không thể tin hoặc là nói vô pháp tiếp thu bị Dương Nghị Vân nhất kiếm mà bại sự thật. Đông! Hỗn độn chung vang lên. Dương Nghị Vân nhưng chút nào không nương tay, không ngừng lại, phía trước ném trời cao hỗn độn chung, giờ khắc này rớt xuống dưới, khắc văn lưu chuyển chi gian, ngay lập tức đem Lăng Thương bao phủ ở trong đó. Giờ khắc này trần ai lạc định. Dương Nghị Vân một bên thao tác hỗn độn chung, một bên tiến lên nhìn Lăng Thương nói, hai con đường, đệ nhất thần phục, đệ nhị. Ta đem ngươi luyện hóa. Bị hỗn độn chung bao phủ ở bên trong Lăng Thương nghe vậy, ngây người một chút, ngay sau đó lại là cất tiếng cười to, ha ha ha. Toàn thân thần quang bùng nổ, bỗng nhiên giống to, thần phục. Ngươi tính thứ gì, bổn tọa tung hoành cả đời, đều là người khác thần phục cùng ta, làm ta thần phục, ngươi nằm mơ đi. Dứt lời Lăng Thương trầm thấp một tiếng, bảo. Dương Nghị Vân đại kinh thất sắc, vội vàng thúc giục hỗn độn chung nháy mắt đối với Lăng Thương rơi xuống. Đông, oanh, tiếng chuông rên rỉ, nổ vang rung trời, toàn bộ đại địa nháy mắt như mạng nhện giống nhau lan tràn. Thứ 9 thánh điện quảng trường trầm xuống 3 mét. Phốc, lần này là Dương Nghị Vân hộc máu. Một mông ngồi ở trên mặt đất, trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn không nghĩ tới Lăng Thương cư nhiên còn có như vậy cương liệt một mặt. Lão yêu cư nhiên sẽ lựa chọn tự bạo. Nếu không có hỗn độn chung bao phủ. Lần này hắn đều phải hóa thành cho phi. Nhìn ảm đạm vô cùng hỗn độn chung, Dương Nghị Vân nghĩ mà sợ không thôi. Thiếu chút nữa điểm hắn đều cúp. Lăng Thương một lần tự bảo vệ mình, hỗn độn chung đều đã chịu thật lớn tổn thương, phản vệ hắn một chút, cái này là nội thương. Cũng may không muốn mệnh. Ít nhiều hỗn độn chung. Đồng thời hắn vẫn là nội tâm bị chấn động một lần, hắn thấy được cường giả tự tôn, cũng không phải mỗi một cái đại yêu đều sợ chết. Lăng Thương cái này lão yêu không nghĩ tới như thế kiên quyết, sẽ lựa chọn tự bảo. Thật đúng là không sợ chết. Cũng may hết thảy đều kết thúc. Dương Nghị Vân ngồi ở tại chỗ đả tọa tu dưỡng. Trong cơ thể phản phệ thực trọng. 10 ngày lúc sau hắn mới khôi phục lại đây. Mở to mắt, Hùng Hoan, Huyền Cùng, Thần Mộc Lão Tổ, Ngạo Nắng Ấm Ngạo Vân huynh đệ tất cả đều tại bên người. Thoạt nhìn chỉ có Hùng Hoan không bị thương ở ngoài, những người khác đều mang theo thương, nhưng không phải thực trọng. Đã khôi phục một ít. Chủ nhân, năm đại yêu thần thấy Dương Nghị Vân tỉnh lại, một đám cung kính hành lễ. Giờ phút này đều mang theo kính sợ. Đối với bọn họ tới nói, Dương Nghị Vân trên người phát sinh sự là ở chấn động. Phía trước hết thảy bọn họ đều xem ở trong mắt, thật sự là một lần đối bọn họ thế giới quan đổi mới. Dương Nghị Vân đối chiến Lăng Thương, ở hoàn cảnh xấu chung đột phá, cư nhiên được đến kỷ nguyên thánh dược ăn vào. Một bước vào thiên đạo cảnh giới, chỉ chớp mắt nhất kiếm chiến bại thiên đạo tam trọng Lăng Thương. Đây là kiểu gì thực lực? Liên tính là vượt cấp chiến đấu cũng là vượt quá lẽ thường chiến đấu a.
thiên đạo cảnh giới sơ cấp nhất kiếm bại thiên đạo tam trọng. Cuối cùng bước đến Lăng Thương tự bạo mà chết, thần thoại cũng bất quá như thế đi. Đại gia vô pháp tưởng tượng, Dương Nghị Vân tương lai sẽ trưởng thành đến kiểu gì nông nỗi. Hiện tại thiên đạo cảnh giới sơ cấp là có thể chiến thiên đạo tam trọng, như vậy chờ hắn bước vào thiên đạo tam trọng lại sẽ là cỡ nào cường đại. Thần Mộc lão tổ mấy cái vô pháp tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng, đối Dương Nghị Vân cái này chủ nhân từ nội tâm bắt đầu thần phục, đi theo như vậy một cái chủ nhân, có lẽ đối bọn họ tới nói không phải chuyện xấu, ngược lại là một hồi cơ duyên. Dương Nghị Vân xem bọn hắn mấy cái ánh mắt, liền biết bọn họ trong lòng tưởng cái gì, nhưng cũng không làm bất luận cái gì giải thích, hắn có thể nhất kiếm bại Lăng Thương, dựa vào cũng không phải là tự thân rất cường đại, mà là Hỗn Nguyên một hơi trở thành chủ lực. Thật lại nói tiếp, hắn hiện tại thực lực có thể cùng thiên đạo tam trọng cường giả chiến đấu, nhưng cũng giới hạn trong tầm thường tam trọng, Lăng Thương chính là dùng quá thánh đan trong tay có thánh khí thiên đạo tam trọng. Hảo, các ngươi điều dưỡng như thế nào, kế tiếp chúng ta tiến vào thứ 9 thánh điện đi. Dương Nghị Vân cười cười hỏi. Ta chờ không quá đáng ngại. Năm đại yêu thần nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, lúc này mới phất tay đem hỗn độn trung cấp thu lên, hắn hỗn độn trung bị hao tổn. Trong khoảng thời gian ngắn là dùng không được, yêu cầu chất chứa một đoạn thời gian mới được. Thu hồi hỗn độn chung sau, Dương Nghị Vân trước tiên nhìn lại, Lăng Thương tự bảo vệ mình thành cho cái gì cũng chưa lưu lại. Nhưng là tám pháp thí thần dù lại là còn ở. Vung tay lên bát phương thí thần dù tới rồi trong tay, nhìn qua có chút vết rách, nhưng tựa hồ vấn đề không lớn, chỉ cần chữa trị một chút vẫn là có thể dùng. Thánh khí liền tính là thánh khí A. Dương Nghị Vân trong lòng cảm thán. Cái này thánh khí hắn chuẩn bị nhận lấy, quay đầu lại chữa trị lúc sau chính mình dùng, tám đại thuộc tính thánh khí thực tiếp cận hắn thể chất. Này chiến rốt cuộc kết thúc. Địch nhân lớn nhất Lăng Thương tự bạo, hắn được đến thánh khí bát phương thí thần dù, càng là được đến kỷ nguyên thánh dược, làm hắn tu vi lại một lần ngồi một lần hỏa tiễn giống nhau tăng lên. Dưới trướng thu mười mấy cái thiên đạo cấp bậc đại yêu thần, thật sự là một lần đỉnh cao nhân sinh. Đương nhiên trọng điểm là hắn đạt thành mong muốn. Giúp Ngọc Lả Lướt được đến cửu trọng niết bàn hoa, tin tưởng sẽ làm Ngọc Lả Lướt khôi phục tu vi cảnh giới. Nhìn thoáng qua Lăng Thương tự bạo địa phương, Dương Nghị Vân trong lòng đối Lăng Thương bi ai 3 giây, người này đáng giá kính trọng, là cái kiêu hùng. Đi, tiến thánh điện. Vung tay lên 6 người hướng về cuối cùng một điện mà đi. Thứ 9 thánh điện, cũng là cuối cùng một điện, thánh nhân điện, dựa theo huyền cùng từ Lăng Thương trong miệng biết được tin tức, thánh nhân điện có thánh nhân dạy bảo. Chính là toàn bộ Trường Thanh Thánh Đạo lớn nhất bảo tàng. Như thế Dương Nghị Vân trong lòng đến lúc đó phi thường chờ mong. Thánh nhân dạy bảo, ở hắn nghĩ đến hẳn là chính là Trường Thanh Thánh Nhân chứng đạo thành thánh bí quyết đi. Lại là không biết đối hắn có tác dụng hay không. Tất cả mọi người biết thánh nhân dạy bảo là thành thánh bí quyết nơi, đối với mấy ngày này nói cường giả tới nói là có vô cùng đại dụ hoặc, nhưng ở Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ đến, cũng liền như vậy hồi sự. Lần này hắn đã được đến rất lớn, không tham. Bất quá thật muốn có cái gì thánh nhân dạy bảo nói, có thể tranh thủ vẫn là muốn tranh thủ, không vì chính mình, vì bên người mấy ngày này nói đại yêu cường giả, hiện tại hắn chính là những người này chủ, này đó người cường đại, liền ý nghĩa hắn cường đại. Hơn nữa Dương Mẫu Nhân trong lòng đã tính toán hảo, chuyến này lúc sau muốn mang theo này đó đại yêu có thể rời đi vĩnh hằng thần giới, đi hướng hắn nơi thần giới. Với hắn mà nói, nơi nào mới là hắn chủ chiến trường. Trở về lúc sau cùng 33 thiên điện đế tôn vô thượng đại chiến cũng sẽ kéo ra màn che. Như số mệnh chi chiến, trốn không được. Vậy chỉ có một trận chiến. Đương nhiên hiện tại tưởng này đó cũng thượng sớm, trước mắt tiến vào thứ 9 thánh điện mới là chính sự nhi. Thánh điện liền ở trước mắt, cách xa nhau vài trăm thước mà thôi. Vừa rồi hắn cùng Lăng Thương chiến đấu năng lượng dao động thật lớn. Toàn bộ trong đại viện hết thảy đều bị phá hủy, nhưng duy độc này tòa thánh điện không hề có thu được tổn thương. Dương Nghị Vân nghĩ tới nhất định có cái gì lực lượng bảo hộ. Sợ là tưởng đi vào không phải dễ dàng như vậy. Quả nhiên khi bọn hắn bước lên thánh điện bậc thang thời điểm. Ong ong, vô hình kết giới xuất hiện, cản trở bọn họ. Đã sớm hẳn là biết có bảo hộ, nếu không Lăng Thương cái kia lão yêu phía trước liền vọt vào đi. Bất quá cũng may cái này kết giới. Không có cảm nhận được công kích, chỉ là phòng ngự. Chủ nhân ta tới thử xem. Thần Mộc lão tổ nói. Dương Nghị Vân gật đầu nói, cũng hảo, cẩn thận một chút. Nói chuyện bọn họ mấy cái lui về phía sau một ít khoảng cách. Mà thần Mộc lão tổ còn lại là bỗng nhiên vung tay lên,
cánh tay hắn hóa thành một cái thần quang phát ra cây mây, bỗng nhiên quất đánh mà đi. Oanh! Một tiếng nặng nề vang lên. Cũng không có đại gia ngấm lại chung phát sinh kinh thiên động địa thanh âm, mà là rất thấp trầm một tiếng. Liền nhìn đến thần mộc lão tổ một kích tựa hồ như là quất đánh ở bông thượng giống nhau, cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Chủ nhân! Thần mộc lão tổ lắc đầu, có chút xấu hổ, tỏ vẻ mở không ra. Đại gia cùng nhau công kích thử xem. Ngạo tình đề nghị. Lúc này Huyền cùng mở miệng nói, đây là thánh đạo chi lực, ta cảm nhận được một chút, có thời không hơi thở tồn tại, muốn phá cái này kết giới, sợ là dùng cậy mạnh là không được, yêu cầu làm bản tìm được trận pháp căn nguyên mới có thể phá, nếu không chúng ta mạnh mẽ công kích lực lượng, chỉ biết bị thời không chi lực một tầng tầng chuyển hóa, ở đại lực lượng cũng không có biện pháp. Ngươi có thể tìm được trận pháp căn nguyên, Dương Nghị Vân xem tưởng Huyền cùng. Ta tận lực thử xem Huyền cùng cũng không có nắm chắc, hắn chỉ là tu thời không chi đạo, có thể cảm giác một ít quy luật, có thể hay không tìm được không nhất định. Kế tiếp Huyền cùng bắt đầu quay chung quanh thứ 9 thánh điện vần quanh tìm kiếm trận pháp căn nguyên. Dương Nghị Vân cũng đứng ở tại chỗ nhắm mắt, cẩn thận đi cảm thụ cả tòa thánh điện biến hóa, hắn biết bất luận cái gì trận pháp đều là có dấu vết để lại, hắn cũng ở tìm. Hắn cũng thân cư thời không chi lực, đương nhiên chính là không gian chi lực, chỉ là khả năng không có Huyền cùng cường đại. Bất quá hắn có cái bất luận kẻ nào đều không cụ bị bẩm sinh ưu thế là, thân cư trong thiên địa 10 đại thuộc tính chi lực. Có thể nói hắn cảm giác chi lực, so bất luận kẻ nào đều cường đại mấy chục lần. 10 đạo thuộc tính mở ra, chu thiên hô ứng. Bản thân cũng đã lập với bất bại chi địa. Chẳng qua hắn hiện tại đối lực lượng của chính mình, còn không có cân nhắc thấu. Yêu cầu đi chậm rãi khai quật mới được. Này cũng không thể trách hắn, tăng lên tu vi thật sự là quá nhanh, mau tới rồi làm hắn đều sợ hãi nông nỗi. Trong lòng nghĩ chờ chuyện ở đây xong rồi lúc sau, hắn phải hảo hảo bế quan tu luyện một phen, đem cảnh giới củng cố xuống dưới mới được, nhìn như phong cảnh kỳ thật loại tình huống này là rất nguy hiểm, Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng này đó. Bước vào thiên đạo cảnh giới lúc sau, đích xác hắn cảm thụ nói thiên địa chi gian 10 đại thuộc tính lực lượng bất đồng. Thúc dục phóng xuất ra thần hạch đạo chủng trong vòng 10 đại đạo thụ chi lực, chu thiên bốn phía cũng bắt đầu có nổ vang, nhưng lúc này đây cùng phía trước bất đồng. Phía trước hắn vẫn là pháp thần chi cảnh, hiện tại còn lại là thiên đạo chi cảnh. Cái này trình tự đã tiếp xúc chính là, siêu việt hết thảy lực lượng thiên địa đại đạo. Lực lượng trình tự trở thành phụ trợ. Trước kia là mượn thiên địa chi lực, từ thiên đạo cảnh giới bắt đầu còn lại là sử dụng cùng vận dụng thiên địa chi thế. Hoàn toàn là hai cái bất đồng trình tự khái niệm, đối thiên địa quy tắc huyền bí sẽ hiểu biết càng thêm thấu triệt. Lực lượng thuộc tính phụ thuộc tính đến pháp tắc lại đến quy tắc áo nghĩa tầng tầng tiến hóa chi lộ bắt đầu rồi. Tương đương nói thiên đạo cảnh giới là nhảy ra lực lượng trình tự, chính chân ý nghĩa thượng tiếp xúc tới rồi thiên đạo trình tự. Giờ phút này hắn cảm thụ thiên địa chi gian, cùng phía trước rất là bất đồng. Phía trước là 10 đại thuộc tính lực lượng, như là đang ở trong nước biển cảm giác. Hiện tại còn lại là không chỉ là đang ở trong nước biển, mà là cảm giác chính mình đứng ở trên 9 tầng trời cảm giác. Thiên địa chung 10 đại thuộc tính lực lượng, nhưng tùy ý chi phối, huy động chi gian phong vân đại động, thiên địa xoay chuyển. Đây là một loại cảnh giới. Thực kỳ diệu vô pháp ngôn ngữ cảnh giới. Trở tay chi gian tâm động chi gian nhưng hội tụ thiên địa chi lực thành sơn thành hải. Có vô số biến hóa, vô số khả năng tồn tại. Ở hắn giờ phút này cảm giác chung. Hắn xem toàn bộ thánh điện bề ngoài chính là một cái thật lớn màn hào quang. Có cuồn cuộn không ngừng thiên địa chi lực hối nhập toàn bộ màn hào quang chung, hiển nhiên là cho màn hào quang cung cấp cuồn cuộn không ngừng lực lượng, toàn bộ màn hào quang hoặc là kết giới tương đương dung nhập thiên địa, như thế tình huống bọn họ công kích chẳng khác nào là công kích thiên địa, này như thế nào phá được. Nhìn qua trận pháp căn cơ ở nội bộ, như thế tình huống, quả thực là vô giải. Nhưng là Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Lại nói tiếp cũng đơn giản. Nhưng là phải làm lên đã có thể khó khăn. Bất quá đổi cá nhân nói, thật đúng là làm không được. Nhưng hắn không giống nhau. Là cái gì đâu. Biện pháp này chính là, ở thánh điện màn hào quang ở ngoài ở tới một cái màn hào quang, hoàn toàn cắt đứt thánh điện màn hào quang kết giới với thiên địa hô ứng, như thế không chiếm được thiên địa chi lực cung cấp năng lượng, đến lúc đó ở đi phá kết giới, hẳn là liền khó không được. Đương nhiên này chỉ là hắn một cái ý tưởng. Có thể hay không thành còn không biết. Hơn nữa muốn hoàn toàn cắt đứt kết giới hấp thu thiên địa chi lực, cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể làm đến, thiên địa chi gian 10 đại lực lượng,
ai có thể toàn bộ ngăn cách 10 đại lực lượng, chỉ cần có một loại tồn tại, kết giới lực lượng liền còn có chống đỡ. Duy độc Dương Nghị Vân có thể làm đến. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân mang theo ý cười mở thuận hai mắt. Ngay sau đó hắn hỏi Huyền đồng đạo, như thế nào? Huyền cùng mày nhăn lại nói, thần tôn chúng ta sợ là phá không được cái này kết giới. Vì sao? Dương Nghị Vân cười hỏi. Huyền cùng trầm giọng nói, ta phát hiện toàn bộ kết giới ở cuồn cuộn không ngừng hấp thu thiên địa chi lực, hơn nữa là sở hữu thiên địa chi lực, chúng ta công kích tương đương là công kích thiên địa, không có ai có thể phá khai rồi. Dương Nghị Vân nghe xong cười ha ha, nếu đem thiên địa chi lực cắt đứt đâu? Không có khả năng, thiên địa chi gian 10 đại lực lượng, không ai có thể toàn bộ cắt đứt. Huyền cùng theo bản năng nói. Dương Nghị Vân cười cười nói, kế tiếp ta tới cắt đứt thiên địa chi lực, các ngươi toàn lực phá kết giới, nghĩ đến hẳn là nhưng phá. Lời này một chỗ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cắt đứt thiên địa chi lực. Này có điểm khoác lác đi. Ở đây năm đại cường giả cơ hồ đều ở trong lòng như vậy nghĩ đến. Nhưng không có người ta nói ra tới, không dám bác Dương Nghị Vân thể diện. Dương Nghị Vân cười cười cũng không nói lời nào, nhảy dựng lên, tới rồi thánh điện giữa không trung. Trong lòng vừa động thúc dục nói thụ chi lực, cùng Chu Thiên hô ứng, ngay lập tức chi gian một cái thật lớn kết giới hình thành, bao phủ ở thánh điện trên không. Thiên địa chi lực hoàn toàn bị ngăn cách. Thật sự cảm thụ không đến. Huyền cùng trừng mắt tự nói. Thần Mộc lão tổ mấy cái cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng. Phong tỏa một mảnh thiên địa đối bọn họ bất luận cái gì một cái tới nói đều là một bữa ăn sáng, nhưng nếu là hoàn toàn phong tỏa rất mỗi ngày mà chi gian sở hữu thuộc tính chi lực, đó là không có khả năng. Nhưng hiện tại Dương Nghị Vân thật làm được. Đừng sững sờ, nhanh lên phá kết giới. Đang lúc Thần Mộc lão tổ năm cái xuất phát từ khiếp sợ là lúc, Dương Nghị Vân thúc giục thanh truyền đến. Đại gia nhanh lên phá kết giới. Huyền cùng tỉnh ngộ lại đây vội vàng nói chuyện. Dương Nghị Vân tuy rằng phong tỏa thiên địa chi lực, ngăn cách thánh điện kết giới hấp thu thiên địa chi lực, nhưng là hắn cũng thừa nhận rồi thật lớn áp lực, không nghĩ tới chính là, cho nên thiên địa thuộc tính chi lực tất cả đều dừng ở hắn không dưới kết giới thượng, đánh sâu vào rất lớn, hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Đây là cái ngoài ý muốn. Không có dự đoán được, liền tính hắn ngăn cách thiên địa thuộc tính chi lực, phía dưới thánh điện kết giới còn có cường đại lực hấp dẫn, làm thiên địa lực lượng không ngừng hội tụ, đối Dương Nghị Vân tới nói đánh sâu vào phi thường đại. Nhìn đến phía dưới Huyền cùng cùng Thần Mộc lão tổ mấy cái trợn mắt há hốc mồm sững sờ, Dương Nghị Vân vội vàng hô to làm cho bọn họ phá kết giới. Anh em trang cái ích dễ dàng sao? Các ngươi mẹ nó liền không biết phối hợp hảo a. Ta áp lực thật lớn. Đỉnh không được bao nhiêu thời gian, hắn bày ra kết giới bị bốn phương tám hướng hội tụ mà đến thiên địa chi lực đánh sâu vào rất lớn. Thánh nhân thủ đoạn lợi hại làm hắn một lần nữa kiến thức, vốn dĩ cho rằng chỉ cần cắt đứt thánh điện kết giới chặt đứt thiên địa chi lực nơi phát ra, hết thảy liền ok, không nghĩ tới hắn bày ra ngăn cách thiên địa chi lực kết giới, phía dưới thánh điện kết giới còn như cũ có được cường đại hút xả chi lực, làm hắn cảm nhận được thật lớn áp lực, thánh đạo thủ đoạn thật sự lợi hại. Ầm vang, cũng may phía dưới Huyền cùng mấy người công kích hiệu quả. Một tiếng nổ vang trực tiếp phá thánh điện kết giới. Một lần thành công. Ở thánh điện kết giới phá rất một khắc, hắn cũng cảm nhận được bốn phương tám hướng hội tụ thiên địa nơi tan đi. Này thuyết minh hắn phỏng đoán là chính xác. Hô! Triệt bỏ phong tỏa kết giới, Dương Nghị Vân thường thường phun ra một ngụm chọc khí. Liền như vậy điểm thời gian nội, hắn đã là mồ hôi đầy đầu. Đối thiên uy có khắc sâu nhận thức, trong lòng nghĩ mà sợ. Cứ việc thánh điện kết giới là thánh nhân thủ đoạn, nhưng lại là mượn lực thiên địa. Nếu là ở muộn một chút, hắn cảm giác hắn sẽ chịu bị thương nặng. Cũng may cuối cùng là phá kết giới. Phi rơi xuống đi, cảm thụ một chút, thánh điện bảo hộ chi lực biến mất không thấy. Ở Thần Mộc lão tổ cùng Huyền cùng mấy người kính ngưỡng trong ánh mắt, Dương Nghị Vân mở miệng nói, đi thôi, hiện tại hẳn là không thành vấn đề. Cái này hâm mộ ánh mắt hắn chính là thừa nhận rồi thật lớn áp lực a. Lúc này đây bước lên thánh điện bậc thang, trực tiếp đi tới trước đại môn, không còn có đã chịu cái gì trở ngại. Nghĩ đến thánh điện bảo hộ chính là bên ngoài kết giới một tầng mà thôi. Bất quá ngẫm lại chính là một tầng kết giới, nhưng cũng là lên trời khó khăn. Khả năng Trường Thanh thánh nhân đều không có nghĩ tới có người có thể phá vỡ hắn thánh đạo kết giới đi. Càng là không nghĩ tới Dương Nghị Vân cái này thân cư 10 đại thuộc tính nói thụ dị loại tồn tại, nhẹ nhàng liền phá hắn kết giới. Mở cửa.
Dương Nghị Vân mở miệng, ý bảo Thần Mộc lão tổ mở cửa, hắn không cảm nhận được có cái gì lực lượng tồn tại. Là chủ nhân, Thần Mộc lão tổ đáp lại chi gian đơn giản thô bạo vung tay lên một đạo pháp lực trực tiếp đánh vào trên cửa lớn. Ai? Dương Nghị Vân nhìn có điểm hãi hùng khiếp vía. Làm ngươi mở cửa khá vậy không cần như thế đơn giản thô bạo đi. Vãn một nếu là mở cửa nháy mắt có cái gì dị thường xuất hiện, đại gia nhưng đều ở bên nhau, chẳng phải là một nồi hấp. Ai hiểu rõ một tiếng, thánh điện đại môn đã mở ra. Cũng may không có gì dị thường. Dương Nghị Vân trong lòng từ bỏ, hắn biết đây là yêu tộc phong cách hành sự, có thể động thủ thời điểm tuyệt đối không thể so so. Cùng nhân tộc tư duy chênh lệch vẫn là rất lớn. Trong lòng nghĩ lần sau lại có loại sự tình này vẫn là làm Huyền cùng đi làm bảo hiểm một chút. Đại điện chi môn mở ra, không có trong tưởng tượng cái gì ngũ quang thập sắc cảnh tượng, thực yên tĩnh. Bên trong có điểm tối tăm. Bọn họ đi vào đi. Toàn bộ thánh điện trong vòng, thực bình thường, cũng không phải quá lớn, chính là trăm bình phương bộ dáng. Không có bất luận cái gì pháp lực thêm vào tồn tại, cục đá cùng bó củi kiến tạo mà thành, nhìn thậm chí có điểm thô ráp đơn giản. Đi vào trong tầm mắt đập vào mắt đó là một tôn điêu khắc. Cũng không cao lớn, chính là 3 mét cao. Là cái lão giả điêu khắc. Hiển nhiên 89 phần 10 là trường thanh thánh nhân điêu khắc. Trừ bỏ này một tôn pho tượng ở ngoài, toàn bộ thánh điện trong vòng rỗng tuếch, cái gì đều không có. Này cũng quá đơn sơ đi, ngạo tình người nhìn không được nói chuyện. Giờ phút này đại gia ánh mắt tất cả đều ngắm nhìn tại đây một tôn pho tượng thượng. Không hề nghi ngờ. Nếu toàn bộ thánh điện trong vòng thật sự có thánh nhân dạy bảo, như vậy này một tôn điêu khắc liền mấu chốt. Thần tôn điêu khắc trong tay tựa hồ có cái gì? Giờ phút này mở miệng nói chuyện chính là Huyền Cung. Kinh hắn như vậy một mở cửa, đại gia tất cả đều nhìn về phía, điêu khắc tay. Quả nhiên này tôn điêu khắc trong tay có một quyển trục giống nhau đồ vật, là lòng bàn tay hướng về phía trước tư thế, bên trái trong tay, mà tay phải chung còn lại là vươn ngón trỏ chiều hạ bộ dáng. Ta đi bắt lấy tới. Tính tình có chút sốt ruột cái gì Thần Mộc lão tổ không nói hai lời, phi thân dựng lên, thẳng đến điêu khắc trong tay quyển trục. Nhưng mà ngay sau đó, liền ở Thần Mộc lão tổ sắp muốn đụng tới quyển trục thời điểm, đột nhiên pho tượng quang mang đại tác. Oanh! A! À. Thần Mộc lão tổ trực tiếp bị pho tượng thần quang đánh trúng, oanh một chút dừng ở trên mặt đất, miệng phun lão huyết. Không muốn chết cũng đừng lộn xộn, này tôn điêu khắc thực rõ ràng là trường thanh thánh nhân điêu khắc. Lại há có thể là ngươi dễ dàng có thể mạo phạm. Thế gian thánh nhân mới là siêu thoát tồn tại, có thể có mấy người. Ngươi đây là tìm chết. Dương Nghị Vân đối Thần Mộc lão tổ tùy tiện rất bất mãn, không chút khách khí mắng hắn. Thứ này hiển nhiên là trong lòng động tham niệm, đều không có xin chỉ thị hắn cái này chủ nhân, cái này cũng làm cho hắn ăn cái mệt, cũng coi như là chuyện tốt. Hắn dùng quá kỷ nguyên thánh dược, hơn nữa có được hỗn nguyên một hơi tồn tại. Không có người so với hắn hiểu biết thánh đạo đáng sợ. Hỗn nguyên một hơi là càn khôn thần tôn lưu lại một tia thánh đạo chi lực, hơn nữa vẫn là không xem như hoàn chỉnh thánh đạo chi lực, bởi vì càn khôn thần tôn là mạnh mẽ hợp đạo, cho nên không coi là chân chính siêu thoát. Mà thánh nhân là chân chính hợp đạo cường giả. Suy nghĩ một chút một tia hỗn nguyên một hơi đều có như vậy cường đại uy lực, nhìn hắn năng lực chiến thiên đạo tam trọng lăng thương, mà hiện tại bọn họ đối mặt chính là một tôn chân chính thánh nhân điêu khắc. Ai biết có gì chờ lực lượng cường đại hơi thở lưu tại điêu khắc thượng. Thánh nhân uy nghiêm không thể xâm phạm. Thần Mộc lão tổ cái này lão hóa tùy tiện ra tay, không bị điêu khắc ánh sáng cấp lộng chết đã là may mắn. Hắn là cảm nhận được này tôn điêu khắc thượng tản mát ra hơi thở, cơ hồ là cùng hỗn nguyên một hơi cùng cấp bậc lực lượng, làm hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Hắn là sợ Thần Mộc lão tổ lỗ mãng liên lụy những người khác. Này tôn thánh tượng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Vừa rồi bùng nổ thần quang phản phệ Thần Mộc lão tổ hơi thở, hắn một chút liền cảm nhận được là hỗn nguyên một hơi cấp bậc lực lượng, làm hắn hãi hùng khiếp vía. Chủ nhân ta sai rồi. Thần Mộc lão tổ cái này thành thật, lau khóe miệng vết máu, vội vàng thừa nhận sai lầm, chính hắn cũng là lòng còn sợ hãi, vẻ mặt nghĩ mà sợ, ngẫm lại vừa rồi thánh tượng bùng nổ thần quang hơi thở, hắn là thật sợ. Tân mệt không phải trực tiếp công kích, mà là một loại tự mình phát ra, nếu là thánh tượng chủ động công kích. Chưa chừng hắn lúc này đã hóa thành hôi phi. Dương Nghị Vân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không đang nói chuyện, mà là tiến lên đi đến. Tuy rằng Thần Mộc lão tổ vừa rồi lỗ mãng, nhưng là cũng cho hắn biết thánh tượng trong tay quyển trục là quan trọng đồ vật. Sẽ là cái gì đâu?
chẳng lẽ chính là huyền cùng trong miệng thánh nhân dạy bảo? Có thể là đi, nhưng là hiện tại mọi người đều biết, liền tính là đó là thánh nhân dạy bảo, có thể tưởng tượng được đến sợ là không dễ dàng. Vừa rồi kia cổ thần quang hơi thở tất cả mọi người cảm nhận được, không thể địch lại được. Dương Nghị Vân tiến lên là bởi vì hắn quan sát tới rồi một cái chi tiết là thánh tượng một cái tay khác chỉ hướng về phía ngầm. Đây là thánh tượng bất luận cái gì chi tiết đều không phải đơn giản. Hắn tiến lên xem xét, lại là không phát hiện cái gì. Thánh tượng ngón tay mặt đất cái gì cũng không có. Không đúng a, hắn tự nói thầm. Thần tôn chính là đang nói thánh tượng ngón tay vị trí. Huyền cùng sau khi nghe được hỏi một câu. Ân, đây là thánh tượng không có khả năng không có sở chỉ, ngươi nhưng nhìn ra cái gì? Dương Nghị Vân hỏi Huyền cùng. Giờ phút này hai người đều là nhân tộc lại là đi có tương đồng tư duy. Huyền cùng ngẫm lại sau nói, ta cũng không biết đúng hay không, là nghĩ đến một cái ở vĩnh hằng thần giới truyền lưu về thánh nhân chuyện xưa. Nói xem Dương Nghị Vân ý bảo hắn tiếp tục nói. Huyền cùng tổ chức một chút ngôn ngữ nói, nghe đồn thánh nhân ở viễn cổ thời đại phù hộ thế gian vạn tộc sinh linh, mà vạn tộc sinh linh đều đem thánh nhân trở thành bảo hộ chi thần, lập thánh tượng mà cúng bái, trở thành một loại tín ngưỡng. Ý của ngươi là chúng ta hẳn là cúng bái thánh tượng. Dương Nghị Vân mở miệng nói. Huyền cùng gật đầu nói, có thể thăm viếng nhìn xem, dù sao là thánh nhân chi tượng. Ha ha, ngươi tới thử xem liền ở thánh tượng ngón tay nơi. Dương Nghị Vân mở miệng nói. Nói thật không biết vì cái gì, đương Huyền cùng nói ra muốn cúng bái thánh tượng thời điểm, không lý do hắn trong lòng mạc danh sinh ra một cổ tử phản cảm, trong lòng có chút kháng cự. Nhưng là lý trí tới nói, hắn là tán thành Huyền cùng này một phen lời nói. Bọn họ cùng thánh nhân chênh lệch đâu chỉ là cách xa vạn dặm, cúng bái một tôn thánh tượng cũng là bình thường. Ta đây trước thăm viếng thử xem, Huyền cùng nói xong, lập tức hai đầu gối quỳ xuống ở thánh tượng ngón tay nơi thăm viếng thánh tượng. Huyền cùng nhưng thật ra dứt khoát lưu loát ngã đầu liền bái. Thần kỳ một màn xuất hiện. Đương Huyền cùng thăm viếng lúc sau, thánh tượng thượng thủ quyển trục thần quang lập lòe, huyền phù dựng lên mở ra, lại là mặt trên thần quang bao phủ cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng lại một đạo thần quang từ triển khai quyển trục bay ra tới rừng ở Huyền cùng trên người. Ngay sau đó Huyền cùng cả người chấn động, lại là vẫn không nhúc nhích, như là như ngừng lại đương trường, mới đầu Dương Nghị Vân còn tưởng rằng có cái gì cổ quái, bất quá ngay sau đó hắn liền cảm nhận được Huyền cùng trên người hơi thở ở lưu chuyển, mơ hồ trung tựa hồ tu vi có tinh tiến. Đây là thực rõ ràng được đến chỗ tốt. Chủ nhân, Ngạo Tình mấy cái cũng phát hiện trong đó huyền diệu, ý tứ là bọn họ cũng muốn cúng bái thánh tượng. Đi thôi. Kế tiếp Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ cùng thần Mộc lão tổ cúng bái thánh tượng. Quả nhiên phân biệt ba đạo thần quang từ quyển trục trung chiếu rọi ở bọn họ trên người, ba người cũng tiến vào tu luyện trạng thái. Lúc này Dương Nghị Vân chỉ chớp mắt lại là nhìn đến Hùng Hoan còn đứng tại chỗ, cười hỏi, ngươi như thế nào không bái? Vân đại ca không bái ta cũng không bái. Hùng Hoan tu chủ yếu là huyết mạch chi đạo, đối nàng tới nói, hiểu được gì đó thật đúng là không quan trọng, tâm tư cũng đơn giản. Thấy Dương Nghị Vân không bái nàng cũng không nhúc nhích. Không bái cũng hảo, nói thật tuy rằng có lực lượng hiểu được, nhưng là ta thật đúng là phản cảm làm khó người khác này một bộ. Này một tôn thánh tượng cư nhiên đã sớm định ra muốn cho kẻ tới sau cúng bái quy củ, bực này quy củ ta không mừng, không bái cũng thế. Dương Nghị Vân nói thẳng không cố kỵ nói ra hắn tiếng lòng. Chủ nhân, Vân Tử, đúng lúc này ngoài điện vang lên thanh âm. Lại là Ngọc Lả Lướt cùng Hùng Du Thiên. Sa Hồ bà, Medusa, Thiên Hạc, Thoán Thiên Hầu, Thạch Giám Đảm Đương, Hồng Liên Phu Nhân, Nam Bắc Nhị Hải Chuẩn Thánh đi đến. Dương Nghị Vân nhìn thấy Ngọc Lả Lướt thời điểm ánh mắt sáng lên, đón nhận đi nói, Lả Lướt tỷ tỷ ngươi sẽ khôi phục. Không đúng, ngươi bước vào thiên đạo chi cảnh. Dương Nghị Vân vừa thấy Ngọc Lả Lướt, không chỉ có là khôi phục tu vi cảnh giới, lại còn có đột phá tu vi cùng hắn giống nhau đạt tới thiên đạo chi cảnh giới. Ngọc Lả Lướt hai tròng mắt chung có che giấu không được thần thái thực rụt rè gật đầu ân, hoàn toàn khôi phục thuận lợi đột phá tới rồi thiên đạo cảnh giới. Lần này nó dùng liền thành niết bàn hoa khôi phục tu vi cảnh giới sau một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tu luyện đột phá bước vào thiên đạo chi cảnh, cũng là nước chảy thành sông sự, bản thân nàng phía trước chính là đứng đầu thượng vị pháp thần, tiến đến vĩnh hằng thần giới kỳ thật chủ yếu là mài rũa đạo tâm, hiểu được thiên đạo, làm nàng có thể đột phá quan khẩu. Quả thật cùng Dương Nghị Vân đi vào vĩnh hằng thần giới này một đường trải qua cho nàng đánh hạ đột phá căn cơ. Ngộ đại đạo, có thể đột phá không kỳ quái.
Ngọc Lả Lướt đột phá, cũng làm Dương Nghị Vân biết càn khôn thần tôn cái kia ngôn ngữ chưa chắc chuẩn xác, hoặc là nói nỗ lực chính là thay đổi, có lẽ càn khôn lúc trước ngôn ngữ là có khác một tầng ý tứ, chỉ là bị đương sự hiểu sai ý đi. Ngươi, cũng. Ngọc Lả Lướt nhìn Dương Nghị Vân há to miệng, nàng trong mắt Dương Nghị Vân cư nhiên cũng là thiên đạo cảnh giới. Đối Dương Nghị Vân vị này càn khôn thần điện tân thần tôn, nàng hiện tại là thật nhìn không thấu. Lúc này mới bao lâu thời gian? Có lẽ đây là lão thần tôn anh minh đi. Hắn truyền nhân quả nhiên phi vật trong ao. Trước kia lần đầu tiên thấy Dương Nghị Vân thời điểm, nàng cũng nghĩ tới muốn cho Dương Nghị Vân cùng thiên tộc đế tôn vô thượng đấu, đó là người si nói mộng lời nói, nhưng hiện tại xem ra. Hết thảy đều có khả năng. Hắn trưởng thành chính là tốt nhất chứng minh. Hắc hắc, may mắn mà thôi. Dương mẫu nhân khó được ở Ngọc Lả Lướt trước mặt khiêm tốn một lần. Rốt cuộc những người khác nhìn về phía Dương Nghị Vân ánh mắt tự nhiên cũng có bất đồng, một đám đều các có tâm tư, nhưng có một chút lại là định ra, trong lòng đối Dương Nghị Vân chịu phục, cho rằng đi theo như vậy một cái chủ nhân có lẽ cũng không tồi. Kế tiếp tất cả mọi người tham dự đến cúng bái thánh tượng đội ngũ chung, mỗi người đều thu được thánh tượng quyển trục lễ rửa tội. Tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái. Hiển nhiên kia phó quyển trục là thánh nhân lưu lại chí bảo. Làm mỗi người tu luyện đều có đột phá cùng tăng lên. Duy độc hắn cùng Hùng Hoan không tham dự cúng bái. Liền ở đại điện chung chờ đợi đại gia hoàn thành tu luyện. Nháy mắt trăm năm thời gian trôi qua, thủ hạ một loại đại yêu thần đều kết thúc tu luyện. Dương Nghị Vân nhìn một đám tăng lên một tầng cảnh giới, tức khắc trong lòng đại hỉ, những người này tăng lên liền đại biểu hắn đến thực lực. Quyền trục như cũ lập lòe thần quang, giờ phút này Dương Nghị Vân do dự. Cúng bái một chút lại có gì phương, chỉ là trong lòng cảm xúc mà thôi. Hơn nữa mọi người đều cúng bái, không phát hiện cái gì không được tự nhiên, tất cả đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều nói nghe được thánh nhân giảng đạo tiếng động. Dương Nghị Vân biết loại này thanh âm là không thể ngôn truyền, yêu cầu cúng bái thánh nhân mới có thể được đến quyển trục thần quang chiếu rọi, mới có thể nghe được thánh nhân giảng đạo. Ngẫm lại sau hắn chuẩn bị bái nhất bái. Vừa mới hai đầu gối bái hạ. Còn không có bắt đầu thăm viếng hết sức, lại là thánh tượng đột nhiên phát ra một tiếng rắc thanh. Cùng thời gian một thanh âm ngay sau đó vang lên ở hắn trong óc, đạo hữu chiết sát ta cũng. Dương Nghị Vân này nhất bái, không đúng, đều không có chân chính bái đi xuống, chỉ là một quỳ, trực tiếp khiến cho này một tôn thánh tượng cấp nứt ra rồi. Một màn này chính là làm ở đây đại yêu thần nhóm thiếu chút nữa kinh rớt trong mắt. Bọn họ mỗi một cái cúng bái đều không có việc gì. Cố tình Dương Nghị Vân liền như vậy một quỳ thánh tượng liền trực tiếp nứt ra mở ra. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này một tôn thánh tượng căn bản là nhận không nổi Dương Nghị Vân một quỳ, từ một cái khác góc độ tới nói, Dương Nghị Vân là có đại thân phận chủ nhân. Cái gì thân phận? Tự nhiên không có khả năng là hiện tại cái này thân phận, có lẽ hắn kiếp trước thân phận đi. Dương Nghị Vân trong đầu xuất hiện chính là Sa Hồ bà xưng hô hắn thiên chúa cảnh tượng. Nhớ tới là hắn ở Sa Hồ tộc thần đáy hồ từ hỗn độn chung được đến những cái đó tin tức, cái kia Đông Hoàng Thiên Đế. Nhưng hắn cùng Đông Hoàng Thiên Đế có quan hệ sao? Thật khó mà nói. Nếu không trong đầu vang lên thanh âm này vì cái gì muốn nói một câu, đạo hữu chiết sát ta cũng đâu. Dương Nghị Vân sửng sốt hắn đột nhiên phản ứng lại đây, thanh âm này tựa hồ là đến từ trước mắt thánh tượng. Định nhãn vừa thấy, hảo xảo bất xảo thấy được thánh tượng đôi mắt. Giờ phút này này tôn thánh tượng đôi mắt lại là ở sáng lên. Bất quá lại cũng là chợt lóe rồi biến mất. Hắn biết căn bản không phải ảo giác. Tu vi tới rồi thiên đạo trình tự không có khả năng sinh ra ảo giác, Dương Nghị Vân thực xác định vừa rồi thánh tượng hai mắt hiện lên vầng sáng. Hơn nữa là cái loại này rất có lực hấp dẫn vầng sáng hiện lên, không giống tầm thường. Nhưng là điểm này hắn tạm thời không rảnh lo, hắn trong đầu còn ở quanh quẩn vừa rồi thanh âm. Theo bản năng ở trong lòng hỏi, ngươi là Trường Thanh Thánh Nhân. Thực nhanh có đáp lại. Cũng có phải thế không? Chính là phía trước già nua thanh âm, không nhanh không chậm không ôn không hỏa vang lên. Không rõ Dương Nghị Vân tỏ vẻ nghi hoặc. Chuẩn xác mà nói ta chỉ là Trường Thanh Thánh Nhân một tôn thánh tượng, thánh đạo tác động thiên địa, dần ra liền có ý thức, mà thánh tượng bản thân chính là Trường Thanh Thánh Nhân, có không thể xóa nhòa ấn ký, cho nên nói, cũng có phải thế không đi? Này một phen lời nói, nghe có chút vòng, nhưng Dương Nghị Vân vẫn là nghe minh bạch. Thánh tượng không phải thật thánh nhân, mà là thánh nhân thánh tượng sinh ra một sợi ý thức, có được thánh nhân ấn ký, cho nên nói là Trường Thanh Thánh Nhân, cũng có thể nói không phải.
còn thật sự là làm Dương Nghị Vân kinh ngạc. Thánh đạo cường đại, rõ ràng, nếu không một tôn thánh tượng há có thể sinh ra ý thức. Nói trắng ra là cái này ý thức cũng coi như là thánh nhân. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân lại là không dám tự đại, vội vàng ở trong lòng nói, vãn bối gặp qua Trường Thanh thánh nhân. Tốt xấu hắn được nhân ra kỷ nguyên thánh dược chỗ tốt, thủ hạ một chúng yêu thần cũng là đạt được tu vi tăng trưởng, nói như thế nào đều hẳn là cảm tạ mới đúng. Thấy Dương Nghị Vân lại muốn hành lễ bộ dáng, thánh tượng ý thức vội vàng ra tiếng nói, không không không, ta nhưng gánh không dậy nổi ngươi hành lễ a, ta chính là cái thánh nhân thánh tượng ý thức, vừa rồi bị ngươi một quỳ đều đã tan vỡ. Điểm này ý thức cũng khó giữ được, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại khách khí, thừa dịp ta còn có điểm thời gian cùng ngươi nói một chút lời nói, đợi chút liền phải tiêu tán rất. Dương Nghị Vân vừa nghe có điểm xấu hổ, hắn không nghĩ tới hắn vừa rồi một quỳ dưới lại là đem nhân ra một quỳ cấp diệt, dưới đáy lòng nói, xin lỗi ta cũng không biết sẽ như vậy. Kỳ thật cũng không có gì, ta bản thân liền không nên tồn tại, chỉ là thánh nhân ấn ký mà thôi, đây là thiên đạo sở bất dung, cũng sớm cho tới sẽ có như vậy một ngày. Không trách ngươi. Nói nơi này thánh tượng ý thức tạm dừng một chút tiếp tục nói, ta có thể cảm thụ nói ngươi tựa hồ ngay từ đầu đối ta có một tia phản cảm, chính là như thế. Dương Nghị Vân sửng sốt, thật đúng là bị nói đúng. Ngươi, như thế nào biết, hắn theo bản năng hỏi. Ha ha, này liền đúng rồi, ngươi cùng Trường Thanh thánh nhân chi gian từng có một ít sâu xa, có một số việc là thâm nhập linh hồn bản năng phản ứng, đây là bình thường. Thánh tượng ý thức thanh âm ở Dương Nghị Vân trong óc vang lên. Ta đều không quen biết Trường Thanh thánh nhân, như thế nào sẽ có sâu xa? Dương Nghị Vân kỳ quái. Nhưng mà thánh tượng ý thức tiếp theo câu nói hắn liền hoàn toàn minh bạch lại đây. Chỉ có thể thánh tượng ý thức thanh âm ở trong óc vang lên, là rất nhiều năm tháng trước kia sâu xa, cái này ngươi ngày sau sẽ tự minh bạch. Cũng thế, hôm nay ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này, ta liền thế Trường Thanh thánh nhân làm bồi thường đi. Này cũng coi như là ý trời, hiểu biết Trường Thanh thánh nhân một cọc tâm nguyện, cũng không uổng công ta sinh ra này một sợi ý thức. Dứt lời lúc sau, tại hạ một khắc. Răng rắc ầm vang. Thánh tượng hoàn toàn tan vỡ, lại là ở rách nát thời điểm, thánh tượng hai tròng mắt chung nổ bắn ra ra lưỡng đạo vầng sáng bay vào quyển trục chung, giống như là hai viên tròng mắt phi vào quyển trục giống nhau. Ngay sau đó quyển trục bay về phía Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân còn lại là theo bản năng duỗi tay tiếp được quyển trục. Thánh tượng ý thức thanh âm đồng thời ở hắn trong óc vang lên, nhưng lúc này đây lại là vô cùng suy yếu nói, cái này quyển trục nội ký lục Trường Thanh hợp đạo cơ hội, cũng có âm dương nhị lực ở trong đó, hy vọng đối với ngày sau tu luyện có trợ giúp, bất quá có một chút người phải nhớ kỹ, tiểu tâm những cái đó thánh nhân, nhớ lấy nhớ lấy. Thanh âm dần dần yếu đi xuống. Dương Nghị Vân biết thánh tượng ý thức cái này là hoàn toàn tiêu tán. Ai, ngươi? Dương Nghị Vân ở trong lòng kêu to, không có đáp lại. Trong tay hắn cầm đã tự động cuốn lên tới quyển trục, lại là có thể cảm nhận được, nội loại đích xác có hai cổ lực lượng tồn tại, một âm một dương, vô cùng thuần túy, cũng cường đại vô cùng, làm hắn đều cảm nhận được hãi hùng khiếp vía. Hơi thở thượng hắn cư nhiên cảm giác âm dương chi khí hơi thở cùng hỗn nguyên một hơi đều là một cái cấp bậc. Hắn biết cái này quyển trục chân quý. Trong lòng vừa động trịnh trọng thu vào càn khôn hồ chung. So sánh với kỷ nguyên thánh dược, cái này quyển trục trong vòng ghi lại Trường Thanh thánh nhân hợp đạo hiểu được, giá trị vô lượng. Huống chi còn có lưỡng đạo âm dương chi lực phong ấn tại trong đó. Chỉ là hắn hiện tại càng muốn biết, thánh tượng ý thức một phen lời nói là có ý tứ gì. Mặt khác nói hắn thực hảo lý giải, mặt sau câu kia làm hắn ngày sau tiểu tâm, những cái đó thánh nhân, đây chính là làm hắn hãi hùng khiếp vía a. Những lời này lượng tin tức quá lớn. Những cái đó thánh nhân. Những lời này muốn hoa trọng điểm. Chẳng lẽ thế giới này có rất nhiều thánh nhân? Hơn nữa thực trịnh trọng dặn dò hắn về sau phải cẩn thận thánh nhân. Nơi này có chuyện xưa a. Tuy rằng tưởng không rõ, nhưng hắn cảm thụ được đến, thánh tượng ý thức không có nói giỡn. Xem ra thế giới này cũng không giống chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm. Chủ nhân. Phía sau vang lên thần mộc lão tổ thanh âm. Dương Nghị Vân như ở trong mộng mới tỉnh. Làm sao vậy? Chúng ta muốn nhanh lên đi ra ngoài, cái này thánh đạo không gian tựa hồ dung chuyển lên, sợ là muốn tan vỡ. Huyền cùng tiếp thượng nói. Dương Nghị Vân cảm thụ một chút quả nhiên, toàn bộ thế giới tựa hồ đều ở nhộn nhạo. Hắn biết đây là thánh tượng rách nát kết quả, cái này thánh tượng chính là duy trì toàn bộ thánh đạo không gian hòn đá tảng,
hiện tại thánh tượng rách nát, không gian tan vỡ đảo cũng bình thường. Đi thôi. Không đi nhiều xem nhiều lời, đoàn người vội vàng lui lại. Mấy ngày sau, Dương Nghị Vân một hàng xuất hiện ở tiến vào trước cái kia hải đảo thượng. Ra tới thời điểm đến lúc đó mau, không có gì trở ngại. Chuyến này rốt cuộc kết thúc. Tính tính là thời gian, bọn họ ở thánh đạo không gian cư đi qua 5.000 nhiều năm. Cái này làm cho Dương Nghị Vân thực thổn thức, nhưng hắn lại là thành tựu thiên đạo chi cảnh, thật là có chút như nằm mơ giống nhau, nhưng hắn rõ ràng, hắn thật thật tại tại trở thành thiên đạo cảnh cường giả. Hơn nữa bên người có được mười mấy tên thiên đạo cấp bậc thủ hạ, nói hắn trở thành nhân sinh đại người thắng cũng một chút đều không quá. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, hắn chuyến này vĩnh hằng thần giới mục đích xem như siêu nhiệt hoàn thành. Bất quá thời gian cũng đích xác rất dài, từ lúc trước tiến vào vĩnh hằng thần giới đến bây giờ mau vạn năm lâu, ở trường thanh thánh đạo liền 5.000 năm chiếm cứ một nửa, thánh đạo chỗ thời gian cùng vị diện là có chút khác nhau. Bất chi bất giác, nhưng hắn thật thật tại tại tu vi cường đại rồi. Thiên đạo chi cảnh, này ở lúc trước cũng chưa quá dám đi nghĩ tới. Với hắn mà nói, cũng coi như là công đức viên mãn. Thời không pháp thần tìm được rồi. Ngọc là lướt tu vi khôi phục, hơn nữa thành công bước vào thiên đạo. Lúc trước thỏ ra đối hắn nói mở ra luân hồi yêu cầu 9 đại thiên đạo cường giả, hiện tại bên người đã có mười mấy cái, vượt mức hoàn thành. Kế tiếp chính là trở về thời điểm. Hắn nơi thần giới, mới là hắn chân chính sân khấu. Vĩnh hằng thần giới cho hắn cảm giác không xem như chân chính thần giới. Đương nhiên chuẩn xác nói, kỳ thật chính là bị ngăn cách một chỗ. Nhưng đến tột cùng là nào một phương ngăn cách nào một phương, thật đúng là khó mà nói, điểm này có lẽ chỉ có vĩnh hằng thần giới này đó bản thổ đại yêu thần mới biết được. Chủ nhân hiện tại đi chỗ nào? Đang lúc Dương Nghị Vân trầm tư thời điểm, thần mộc lão tổ tiến lên hỏi đến. Kỳ thật không riêng gì Dương Nghị Vân cảm khái, hắn bên người này đó đại yêu thần một đám đều giống nhau. Nhớ trước đây ở bọn họ trong mắt Dương Nghị Vân là cái thần bí tiền bối. Nhưng lúc trước bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ trở thành bọn họ chủ nhân. Hiện tại đâu? Dương Nghị Vân địch nhân toàn đã chết, hoặc là nói thần ma nói cung bị tan rã, thiên đạo tam trọng thần ma nói cung Lăng Thương đều bị Dương Nghị Vân xử lý, bọn họ kết cục xem như không tồi. Này đó đại yêu thần thực may mắn không cùng Dương Nghị Vân là địch, nếu không bọn họ đều khả năng cũng không bị diệt đi. Ngẫm lại này đó đại yêu thần đều ở sợ hãi đồng thời đều may mắn không cùng Dương Nghị Vân là địch. Đương nhiên chân chính lại nói tiếp bọn họ được đến càng nhiều. Không nói cái khác Dương Nghị Vân ban cho thần giọt nước tuy rằng khống chế sinh tử của bọn họ, nhưng lại thật thật tại tại cải thiện bọn họ huyết mạch, thế cho nên có cái này cơ sở lúc sau, ở cúng bái thánh tượng thời điểm được đến quyển trục chi lực, làm cho bọn họ một đám đều tăng lên tu vi, nếu không thiên đạo cấp bậc tu vi cảnh giới muốn tăng lên một lần đó là so lên trời còn khó. Trọng điểm là huyết mạch cải thiện cho bọn hắn về sau đại đạo chi lộ cung cấp tiềm lực. Tương lai có thể ở trên con đường này đi xa hơn. Cho nên nói một chúng yêu thần đối Dương Nghị Vân hiện tại là kính sợ có thêm. Cũng là hoàn toàn kính nể chịu phục hắn. Mặc kệ là Dương Nghị Vân vận khí tốt cũng thế, vẫn là cơ duyên nghịch thiên cũng hảo, hắn là thật thật tại tại tu vi bay nhanh trưởng thành, thực lực càng là sâu không lường được. Điểm này là đại gia chung nhận thức. Chẳng sợ Dương Nghị Vân hiện tại chỉ là thiên đạo lúc đầu cảnh giới, bọn họ chung có vài cái thiên đạo quy tắc tồn tại. Cũng không có một cái dám đi coi khinh Dương Nghị Vân. Như thần mộc lão tổ rõ ràng hiện tại tu vi từ thiên đạo nhị trọng đạt tới thiên đạo tam trọng, nhưng lại ở Dương Nghị Vân trước mặt chút nào không dám có bất kính, hỏi chuyện thời điểm thật cẩn thận. Một màn này xem ở Dương Nghị Vân trong mắt lại là có chút buồn cười đồng thời, đáy lòng cũng tràn ngập tự hào. Vang lên trước kia bị 33 thiên điện những cái đó thiên tộc đuổi giết, như chuột chạy qua đường thời điểm, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có thể thành tựu thiên đạo. Thậm chí có một ngày sẽ trở thành một chúng thiên đạo cấp bậc đại lão chủ nhân. Này hết thảy là hắn không nghĩ tới, nhưng cũng là đoán trước bên trong sự. Hoặc là nói là hắn nỗ lực được đến kết quả. Đối này đó đại yêu thần, kỳ thật hắn từ năm đó ở yêu thần đạo cung đại điện thời điểm liền từng có mưu hoa, khi đó hắn vẫn là cái tiểu thần chủ mà thôi, liền dám đi mưu tính một chúng thiên đạo đại yêu thần, không thể không nói Dương Nghị Vân lá gan đại phá thiên. Nhưng, chung quy hắn làm được. Nhìn như phong cảnh sau lưng, chỉ có chính hắn biết chính mình này một đường đi tới là cỡ nào trong lòng run sợ, cỡ nào sợ hãi. Đúng vậy hắn đích xác sợ hãi, nhưng lại đem sợ hãi đè ở đáy lòng chỗ sâu trong, căng ra đầu đi bước một đi phía trước đi,
đi bước một như đi trên băng mỏng tính toán tính kế, rốt cuộc đại thành mong muốn, không chỉ có giết sạch rồi địch nhân, còn thu phục một chúng đại yêu thần. Này trong đó trả giá cái dạng gì gian khổ cùng mồ hôi chỉ có chính hắn rõ ràng. Quả thực không thể với người ngoài nói cũng. Chung quy hắn thành công. Sở mạo hiểm, hơi có vô ý cũng đủ hắn chết một vạn thứ, tan xương nát thịt hình thần đều diệt. Nguy hiểm sao? Này đã không phải nguy hiểm hai chữ có thể giải thích được, chính là với hắn mà nói, cũng là bất đắc dĩ cách làm, phàm là có khác lựa chọn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không như thế mạo hiểm. Có 33 thiên điện thúc địch giống nhau đế tôn vô thượng, giống như một thanh tùy thời có thể diệt hắn ngàn lần vạn lần cường đại ở, hắn không thể không nỗ lực, muốn bảo mệnh muốn tồn tại. Càng có càn khôn thần tôn truyền nhân thân phận ở trên người hắn, có càn khôn thần điện rất nhiều tu luyện xa xăm cường đại thần linh, xưng hô hắn thần tôn vô thượng, nhưng hắn là đức không xứng vị, hắn muốn nỗ lực, những cái đó thần linh cho rằng, cam tâm tình nguyện kêu chính mình một tiếng thần tôn vô thượng, mà không phải bị thỏ ra cùng sư phụ bọn họ lực đè nặng làm cho cả càn khôn thần điện sinh linh kêu hắn thần tôn. Hắn muốn chính là có một ngày sở hữu càn khôn thần điện thần linh phát ra từ nội tâm kêu hắn thần tôn vô thượng, không phải bách với áp lực thân phận. Còn có chính là tiên giới vân môn thân nhân bằng hữu môn đồ đệ tử, một ngày nào đó sẽ phi thăng thần giới, tới lúc sau, chẳng lẽ còn muốn đã chịu thiên tộc uy hát yêu ta sao? Không, hắn phải bảo vệ chính mình người nhà, cho bọn hắn một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh. Này đó nói không nên lời áp lực, từ hắn bước vào thần giới kia một ngày khởi, mỗi ngày đều ở gia tăng, giống như cự sơn giống nhau đè ở trên người hắn, làm hắn không thở nổi, làm hắn không thể không nỗ lực đi tu luyện, không thể không suy nghĩ biện pháp tăng lên thực lực, đi không ngừng mạo hiểm, cho dù là mỗi một lần đều đánh bạc mệnh cũng không tiếc. Quan trọng nhất một chút là, từ thỏ ra trong miệng chứng thực trong tam giới đích xác còn có u minh tồn tại, có luân hồi tồn tại, hắn trong lòng lớn nhất chấp niệm, cuộc đời này áy náy nhất yêu sâu nhất người, khả năng chính là u minh, hắn phát hạ qua thiên đạo lời thề, muốn tìm nàng trở về. Này đó đều là hắn muốn đi nỗ lực làm được mục tiêu. Mặc kệ là bách với áp lực, vẫn là mục tiêu phấn đấu, từ giờ trở đi, hắn biết hắn rốt cuộc có tư bản, có ở thần giới đứng vững gót chân thực lực. Có làm thần giới thần linh kêu một tiếng đại nhân, xưng một tiếng cường giả tư cách. Hắn dựa khoảng cách mục tiêu của chính mình đến gần rồi một bước. Từ bước vào thần giới khởi căng chặt kia căn thần kinh, rốt cuộc ở hôm nay thả lỏng xuống dưới. Nhìn chung quanh một loại đại yêu thần nhìn về phía hắn tràn ngập hoặc là sợ hãi hoặc là kính sợ ánh mắt, Dương Nghị Vân giờ khắc này đột nhiên muốn khóc ra tới. Hắn quá mệt mỏi, quá áp lực, thượng vạn năm áp lực a. Từ một cái nho nhỏ thần nhân từ bị đuổi giết trốn đông trốn tây, như chuột chạy qua đường, cho tới hôm nay thành tựu thiên đạo cường giả, hắn quá không dễ dàng. A, à, Dương Nghị Vân giơ thẳng lên trời thét dài mà ra. Này một tiếng thét dài kinh thiên động địa. Không có người biết hắn này một đường đi tới không dễ dàng. Một tiếng thét dài chung, tan đi lâu dài tới nay áp lực. Đầu bạc phiêu giật, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, đưa lưng về phía một loại đại yêu thần, Dương Nghị Vân trong mắt nổi lên trong suốt. Mở miệng nói, cho các ngươi trăm năm thời gian xử lý các công việc, trăm năm sau toàn bộ đi trước không trung thần thành, ta mang các ngươi đi chân chính thần giới. Trăm năm thời gian đối thần linh tới nói, hiện tại cũng chính là chớp mắt mà qua. Dương Nghị Vân từ thu phục này đó đại yêu thần kia một khắc bắt đầu, liền tính toán hảo, mang theo bọn họ trở về thần giới. Muốn cho này đó đại yêu thần rời đi vĩnh hằng thần giới tự nhiên phải cho nhân ra xử lý đỉnh đầu sự vụ thời gian. Đều là một phương đại lão, ai còn không điểm sự. Này đó đại yêu thần tuy rằng đều xưng hô hắn là chủ, nhưng Dương Nghị Vân lại là đối bọn họ sẽ không chân chính đi đương phó, đều là thiên đạo cấp bậc cường giả, cấp có tôn trọng cần thiết phải có. Không trung thần thành càn khôn cốc. Dương Nghị Vân bên người là Ngọc Lả Lướt cùng Huyền Cùng, Sa Hồ Bà Bà, Medusa, Sa Hồ Thánh Nữ, Hoàng Thư Lang, Thổ Tinh Nguyên, Đăng Sa. Huyền Cùng cùng Ngọc Lả Lướt. Sa Hồ Bà Bà mấy cái tự nhiên là muốn đi theo hắn trở về. Dương Nghị Vân lựa chọn trở lại không trung thần thành chờ mặt khác đại yêu thần, là bởi vì là hắn ở vĩnh hằng thần giới sáng lập cái thứ nhất đạo tràng. Ở chỗ này chờ đại yêu thần đã đến liền xuất phát. Chủ nhân chúng ta cũng tưởng đi theo ngươi đi. Hoàng Thư Lang nói. Đúng vậy, chúng ta cũng đi đằng xà có chút sốt ruột. Thổ Tinh Nguyên tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng đúng vậy vẻ mặt chờ đợi chi sắc. Dương Nghị Vân cười khổ nói, các ngươi ba cái lưu tại vĩnh hằng thần giới đi, hiện tại có thể nói toàn bộ vĩnh hằng thần giới đều là chúng ta hậu hoa viên, ta
tam đại nói cung bị ta diệt thần ma nói cung, mặt khác hai đại nói cung cung chủ đều đi theo ta. Vĩnh hằng thần giới ngày sau xem như chúng ta một cái hậu phương lớn, yêu cầu người trông coi, người khác ta không yên tâm, các ngươi ba cái chính là nhất chọn người thích hợp, việc này liền như vậy định rồi đi. Dương Nghị Vân sở dĩ lưu lại Hoàng Thư Lang ba cái, là bởi vì hắn lần này trở về thần giới là đi chiến đấu, là phúc hay họa thật đúng là không biết sẽ là tình huống như thế nào, nếu là vạn nhất có cái gì biến cố, vĩnh hằng thần giới bên này cũng coi như là một cái thỏ khôn có ba hang địa phương, cho chính mình lưu lại một cái đường lui đi. Hoàng Thư Lang cùng Đằng Xà, Thổ Tinh Nguyên ba cái thấy Dương Nghị Vân tâm ý đã quyết, liền cũng không hề nhiều lời. Đi xuống đi. Ta đã thông chi mặt khác yêu thần đạo cung cùng thạch mộc đạo cung, làm cho bọn họ trở về lúc sau chỉnh hợp vĩnh hằng thần giới thế lực, chủ yếu là gồm thâu thần ma nói cung còn sót lại thế lực, đến lúc đó vĩnh hằng thần giới sẽ là đại nhất thống cục diện, so sánh với bọn họ quá chút thời gian sẽ phái người tiến đến bàn bạc, các người ba cái lấy Hoàng Thư Lang cầm đầu, Đằng Xa cùng Thổ Tinh Nguyên phụ trợ đi, chờ ta sau khi đi cho ta xử lý tốt vĩnh hằng thần giới, về sau ta sẽ phái người tiến đến tiếp nhận các ngươi. Nhưng đã hiểu sao? Dương Nghị Vân cuối cùng hỏi. Thỉnh chủ nhân yên tâm, chúng ta thể sống chết sẽ thay chủ nhân bảo hộ hảo. Ba người chăm miệng một lời nói. Như thế rất tốt, các người cũng không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ làm thần mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên An bài hảo, cho các người lưu lại cường giả phụ trợ, sẽ không có vấn đề lớn, đi xuống chuẩn bị đi. Là chủ nhân. Chờ Hoàng Thư Lang ba cái đi ra đại điện sau, Dương Nghị Vân nhìn Huyền cùng hỏi. Huyền cùng ngươi tới vĩnh hằng thần giới thời gian trường, có biết vĩnh hằng thần giới còn có mặt khác thiên đạo cấp bậc cường giả tồn tại sao? Huyền cùng nói, hồi bẩm thần tôn hẳn là không có, vĩnh hằng thần giới từ khi ta tới, vẫn luôn liền công nhận là Lăng Thương vì vĩnh hằng thần giới đệ nhất cường giả, trước nay cũng chưa nghe nói qua còn có mặt khác thiên đạo cấp bậc tồn tại, toàn bộ vĩnh hằng thần giới mọi người thiên đạo cấp bậc cường giả kỳ thật lần này thánh đạo thần vực hành trình đều đến đông đủ, thần tôn lo lắng vấn đề hẳn là sẽ không xuất hiện. Vĩnh hằng thần giới thần linh cho rằng chúng ta nơi thần giới là nguyền rủa nơi, là cái tiểu địa phương, kỳ thật vĩnh hằng thần giới mới là tiểu địa phương, là bị vòng lên một chỗ không gian, đương nhiên cũng là thần giới một bộ phận. Điểm này ta đi vào vĩnh hằng thần giới sau hiểu biết quá, nơi này tuy rằng bị cách ly lên, khả năng cũng là tưởng giữ được một ít yêu tộc hạt giống đi, chúng ta vị trí thần giới mới là chân chính đại thần giới. Nghe Huyền cùng nói chuyện, Dương Nghị Vân cũng là gật đầu tán thành. Trên thực tế hắn tu vi bước vào thiên đạo cảnh giới lúc sau, cũng cảm nhận được thiên địa vận chuyển quỹ đạo, đích xác vĩnh hằng thần giới không có bọn họ vị trí thế giới như vậy tự nhiên, hơn nữa toàn bộ vĩnh hằng thần giới không có mặt khác hạ giới tồn tại, đây là không bình thường. Cho nên chân chính thần giới hẳn là bọn họ nơi thần giới, là thiên đạo hoàn chỉnh thần giới, nơi này khả năng mới là nguyền rủa nơi đi. Vĩnh hằng thần giới thần linh cho rằng bọn họ là bị nguyền rủa thế giới. Cái này nhận chi khả năng chính là truyền lưu mà thôi đi, cũng có khả năng là yêu tộc tiền bối đại năng vì giữ lại yêu tộc phía sau lưng thi triển kết giới ngăn cách chân chính thần giới. Tóm lại hắn cũng cho rằng nơi này không phải thần giới chính tông. Đương nhiên hiện tại với hắn mà nói, nếu nơi này không có mặt khác thiên đạo cường giả tồn tại, hiện tại liền thành hậu hoa viên. Mọi người vĩnh hằng thần giới thiên đạo đều bị hắn thu nạp ở thủ hạ, nói nơi này về sau là hắn hậu hoa viên cũng là một chút đều không quá. Trăm năm thời gian chớp mắt cho đến. Thần Mộc lão tổ mang theo Hồng Liên phu nhân cùng Thạch Giám đảm đương dẫn đầu đã đến. Ngay sau đó Hùng Du Thiên mang theo nha nữ Nhi Hùng Hoan cùng Nhị Tam cung chủ Thiên Hạc, Thoán Thiên Hầu đến Không Trung thần thành. Theo sau vĩnh hằng thần giới Hoang Hải tứ đại bá chủ, Nam Bắc Nhị Hải Huyền Quy, Bắc Cá, Đồ Vật Nhị Hải Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ. Như thế hơn nữa Huyền cùng Sa Hồ bà, Medusa cùng Ngọc Lả Lướt chính là suốt 15 tên thiên đạo cấp bậc cường giả. Này trong đó Huyền cùng, Thần Mộc lão tổ cùng với Ngạo Tình Ngạo Vân hai huynh đệ trường thanh đạo tràng hành trình bước vào thiên đạo tam trọng. Tiếp theo là Huyền Quy, Bắc Cá, Hùng Du Thiên, Medusa từ nguyên bản thiên đạo một trọng bước vào thiên đạo nhị trọng. Lại sau Hồng Liên phu nhân, Thạch Giám đảm đương, Thiên Hạc, Thoán Thiên Hầu, Sa Hồ bà bước vào thiên đạo một trọng. Đương nhiên còn có một cái thực lực có thể so với thiên đạo nhị trọng Hùng Hoan, lại là cái tu huyết mạch, không thể theo lẽ thường đối đãi, nhưng là Hùng Hoan tiềm lực ở Dương Nghị Vân xem ra rất lớn. Chỉ có Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt là tân tiến thiên đạo cảnh giới lúc đầu. Hắn đối với thiên đạo cảnh giới bước vào thiên đạo một trọng quá độ hỏi qua Huyền Cùng, dùng Huyền Cùng nói, thiên đạo cảnh giới có sơ cấp trung cấp thượng cấp ba cái tiểu cảnh giới,
đột phá thiên đạo biên cảnh thượng kính lúc sau mới là thiên đạo quy tắc một trọng mãi cho đến năm đoàn tụ mãn, lại lúc sau mới là hợp đạo năm cảnh giới, năm đạo hợp nhất lúc sau đó là siêu thoát tồn tại. Cho nên hắn biết liền tính là thiên đạo cảnh giới tu luyện, cũng yêu cầu rất dài lộ phải đi. Đám người viên đến đông đủ lúc sau, Dương Nghị Vân công đạo hảo Hoàng Thư Lang cùng Đằng Xà, Thổ Tinh Nguyên ba cái, cũng dặn dò thần Mộc Lão Tổ cùng Hùng Du Thiên làm cho bọn họ mang theo hai đại nói cung người tiếp thu Hoàng Thư Lang điều khiển, hết thảy an bài hảo sau, liền mang theo 15 tên, không đối là 16 cái, còn có một cái thượng vị cấp bậc pháp thần sàn sạt hồ thánh nữ khởi hành đi trước kết giới nơi, phản hồi thần giới. Tới rồi kết giới sau, Dương Nghị Vân nhìn lúc trước phong ấn hắn cùng Ngọc là lướt tu vi kết giới, có chút nhíu mày, sợ có sẽ ra vấn đề, nhưng huyền cùng lại là nói, thần tôn trực tiếp vào đi thôi, tu vi tới thiên đạo cảnh sau sẽ không đã chịu kết giới lực lượng ảnh hưởng, điểm này ta đã sớm đã làm điều tra, vĩnh hằng thần giới sinh linh chỉ là tổ tông truyền lưu nguyên nhân, đối nơi này có sợ hãi, nói cái gì nguyền rủa nơi, trên thực tế thiên đạo cấp bậc sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Như thế rất tốt, vậy đi thôi, người đến mang đội, ta đi chiếu cố một chút xa hồ thánh nữ. Dương Nghị Vân dặn dò Huyền Cùng. Là Huyền Cùng sau khi gật đầu đối với mọi người đại yêu thần đạo, mọi người đều đi theo ta. Đều là cường giả, đạo cũng không để bụng cái gì. Một đám tiến vào kết giới. Cuối cùng Dương Nghị Vân nhìn xem xa hồ thánh nữ cười cười nói, đến đây đi, ta trước làm ngươi tiến vào càn khôn hồ, chờ sau khi ra ngoài tới rồi thần giới thả ngươi ra tới. Đa tạ thiên chúa xa hồ thánh nữ nhưng thật ra ngoan ngoãn, nàng tu vi không đến thiên đạo cấp bậc, tiến vào Dương Nghị Vân càn khôn hồ là an toàn nhất biện pháp. Thu xa hồ thánh nữ tiến vào càn khôn hồ, Dương Nghị Vân lúc này mới bước vào kết giới, quả nhiên tỷ tỷ lực lượng đối thiên đạo cấp bậc không có gì quá lớn ảnh hưởng, cái này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, tốc độ phóng mau khai xuyên qua, cũng không biết đi qua bao lâu, trước mắt sáng ngời, hắn về tới thần giới. Lúc trước cùng Ngọc Lả lướt rời đi thần giới đến nay vạn năm, một vạn năm thời gian thực mau qua đi, đối Dương Nghị Vân tới nói, này một vạn năm thật sự cảm giác không có bao lâu bộ dáng, hắn biết này liền thần giới cùng trước kia ở tu chân giới tiên giới thời điểm khác biệt. Càng là tu luyện đến cuối cùng, tu vi thông huyền liền đối thời gian càng là không có gì quá lớn đuổi ra. Đối với thần giới thần linh tới nói, nếu không phải ở tranh thủ thời gian làm mẫu sự kiện thời điểm, thời gian thật đúng là không có ý nghĩa. Bởi vì thần giới thần linh bình thường dưới tình huống đều là thọ nguyên vĩnh hằng tồn tại, trừ phi thị phi bình thường tử vong. Hiện tại hắn rốt cuộc về tới thần giới, hơn nữa bên người còn mang theo 15 tên thiên đạo cảnh giới cấp bậc cường giả. Toàn bộ càn khôn thần điện đều không có thiên đạo cấp bậc cường giả tồn tại. Nga, tính lên thỏ ra là thiên đạo cấp bậc tồn tại, bất quá năm đó gặp phải thỏ ra thời điểm, thỏ ra tu vi không có khôi phục, hiện tại đi qua vạn năm thời gian. Lại là không biết thỏ ra có hay không khôi phục tu vi. Hơn nữa thỏ ra đến tột cùng là thiên đạo cảnh giới cái nào cấp bậc cường giả, Dương Nghị Vân còn không biết, nhưng là nghĩ đến thỏ ra nếu là khôi phục đỉnh tu vi, thực lực của hắn cảnh giới hẳn là sẽ không thấp. Ở toàn bộ thần giới hắn biết đến thiên đạo chỉ có hai cái, một cái là thiên tộc đế tôn vô thượng, đều đã là hợp đạo cuối cùng cấp bậc, một khi hợp đạo thành công chính là siêu thoát tồn tại, cũng chính là vĩnh hằng thần giới thánh nhân cấp bậc. Vạn năm qua đi, Dương Nghị Vân không xác định đế tôn có hay không hợp đạo thành công. Chỉ mong không có đi. Nếu một khi đế tôn vô thượng hợp đạo thành công, hắn liền không có cơ hội. Cái thứ hai thiên đạo đó là Phục Hy Thần Hoàng, bất quá Phục Hy Thần Hoàng là hợp đạo đệ tam trọng, muốn so đế tôn kém một trọng. Toàn bộ thần giới còn có hay không mặt khác thiên đạo cường giả, Dương Nghị Vân tin tưởng tất nhiên có. Chỉ là hắn không biết mà thôi. Không nói cái khác. Dựa theo thiên đạo cảnh giới cấp bậc tới xem, đế tôn dưới tòa khẳng định là có thiên đạo cường giả tồn tại. Không nói đến thiên đạo cường giả, lúc ấy ở trường thanh thánh đạo, thánh tượng ý thức cuối cùng cho hắn một câu lời khuyên liền bao hàm thật lớn tin tức, thánh tượng ý thức làm hắn ngày sau tiểu tâm những cái đó thánh nhân. Này nói cách khác thần giới còn có thánh nhân tồn tại, lại còn có không ngừng một cái nửa cái. So sánh với thánh nhân, thiên đạo cảnh giới liền không đủ nhìn. Đương nhiên đối với hiện tại hắn tới nói, cùng thánh đạo còn kém cách xa vạn dặm xa, liền tính là biết thần giới có thánh nhân tồn tại, hắn cũng tiếp xúc không đến. Chỉ có trở về sau tu vi thực lực đạt tới lúc sau, mới có thể tiếp xúc đến những cái đó thần bí thánh nhân đi. Hiện tại với hắn mà nói, sắp sửa đối mặt thần giới thiên tộc, muốn đối mặt đế tôn vô thượng mặt sát. Tin tưởng hắn vừa xuất hiện, đế tôn vô thượng sẽ có điều cảm ứng đi. Tiếp được chính là cùng thiên tộc chi chiến.
cùng đế tôn chi gian muốn hiểu biết truyền thừa càn khôn thần tôn truyền thừa nguyện vọng lâu nay. Hoặc là đế tôn giết hắn, hoặc là hắn giết đế tôn. Đương nhiên hắn biết trước mắt đế tôn nếu là không có hợp đạo thành công nói, là sẽ không đối hắn tự mình ra tay, chỉ biết phái ra dưới tòa thiên tộc cường giả tiến đến giết hắn. Dùng thỏ ra lúc trước phân tích, đế tôn tuy rằng chủ động sẽ không làm hắn tồn tại, nhưng lại sẽ không đối hắn tự mình ra tay, bởi vì đế tôn muốn tu hợp đạo. Không rời đi, phân không được tâm. Nhưng liền tính như thế, khổng lồ thiên tộc quần thể, cũng đủ hắn chịu. Đế tôn nếu là phải đối hắn ra tay, sẽ chỉ là hợp đạo sau khi thành công ra tay, một khi đế tôn hợp đạo thành công, cũng đem ý nghĩa hắn cùng càn khôn thần điện cùng phi thăng giả nhất tộc diệt vong. Cho nên Dương Nghị Vân biết hắn muốn tiếp tục trưởng thành, nếu không ngừng lại thu luyện, đuổi ở đế tôn hợp đạo thành công phía trước, cùng đế tôn một trận chiến, đem đế tôn chém giết. Như thế hắn ở có thể hoàn toàn an toàn, càn khôn thần điện cùng phi thăng giả nhất tộc mới có thể không có nỗi lo về sau. Ở thần giới sinh tồn đi xuống. Hoặc là hắn chúa tể thần giới, hoặc là đế tôn giết hắn cùng phi thăng nhất tộc, đây là sớm tại càn khôn thần tôn thời đại liền chú định cục diện. Đặt ở trước kia Dương Nghị Vân tuy rằng bị Phục Hy cùng thỏ ra đám người cổ vũ, nhưng tâm lý một chút tin tưởng đều không có, chỉ là ngoài miệng nói nỗ lực, nhưng là hiện tại Dương Nghị Vân có tin tức. Ai có thể nghĩ đến hắn ở ngắn ngủn vạn năm nhiều thời giờ là có thể thành tựu thiên đạo đâu. Dung Huyền cùng nói. Vạn nhiều năm thời gian từ một cái phi thăng tiểu thần nhân thành tựu thiên đạo, đứng ở thần giới cường giả chi lâm, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hắn đương thuộc kỷ nguyên đệ nhất nhân. Hơn nữa bên người có 15 tên thiên đạo cường giả, ai có thể lại nói hắn không tin tưởng. Tóm lại Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, từ giờ trở đi, thần giới muốn đại động. Hắn đem đi lên một cái chinh chiến chi lộ, này sẽ là phi thăng giả đều nhất tộc cùng thiên tộc chi gian số mệnh chi chiến. Thần tôn chúng ta hồi càn khôn thần điện, Huyền cùng thò qua tới hỏi. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, gật đầu nói, đi a. Dứt lời hắn trong lòng vừa động phất tay chi gian một cánh cửa mở ra, một bước đặt chân đi vào. Phía sau một chúng đại yêu lục tục đuổi kịp. Càn khôn thần điện là độc đáo thần vực không gian, Dương Nghị Vân khống chế chìa khóa, có thể tùy tâm sở dục đi vào. Đã lâu hơi thở đã lâu hoàn cảnh xuất hiện. Đã trở lại. Dương Nghị Vân tự nói một tiếng. Vân tử. Vèo vèo vèo. Từng đạo thân ảnh tiến đến. Dương Nghị Vân cười, nhìn bay vọt mà đến đạo thứ nhất thân ảnh hắn cũng kích động. Chết lão nhân. Đúng là sư phụ trời cao tà. Mà ở hắn phía sau là từng đạo thân ảnh bay tới. Lão nhân năm đó tiến giai quang minh pháp thần, liền vẫn luôn lưu tại càn khôn thần điện, cũng là hắn ý tứ, làm lão nhân tiếp dẫn hạ giới những cái đó người nhà bằng hữu. Chỉ có lão nhân đối hạ giới vân môn người quen thuộc. Thầy trò chi gian xưa nay đều là đồ đệ không giống đồ đệ, sư phụ không giống sư phụ, nhưng cảm tình lại rất thâm. Tuy rằng ngoài miệng kêu chết lão nhân, nhưng tâm lý Dương Nghị Vân đối trời cao tà thực tôn kính, thầy trò chi gian từ năm đó ở Tán Tiên đảo trợ giúp sư phụ đúc lại tiên thể phi thăng tiên giới lúc sau, trên cơ bản liền chưa thấy qua, mãi cho đến thần giới càn khôn thần điện mới đoàn tụ, khi đó trời cao tà trở về thần giới thân phận. Trở thành càn khôn thần điện quang minh pháp thần. Dương Nghị Vân đi vào trời cao tà trước mặt, hai đầu gối một loan liền bái, đồ nhi bái kiến sư phụ. Trời cao tà bỗng nhiên nhoáng lên, vội vàng nâng nói, tiểu tử thúi ngươi là thành tâm chiết sát ta có phải hay không? Dương Nghị Vân hiện tại là càn khôn thần điện chi chủ, là tân thần tôn, hắn còn lại là càn khôn thần điện lão pháp thần, tự nhiên không dám làm Dương Nghị Vân đi quỳ lạy. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Điểm này vĩnh hằng bất biến, ta mặc kệ ngươi cái gì thân phận, ta cái gì thân phận, người vĩnh viễn là sư phụ ta. Dương mẫu nhân ở phương diện này xem đến thực trọng, cũng là tương đối truyền thống. Mau mau lên, ngươi hiện tại là thần tôn, nhiều người như vậy, về sau không được như vậy. Trời cao tà tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý lại là thật cao hứng Dương Nghị Vân lời này. Hắn tung hoành một tiếng, nhất kiêu ngạo chính là thu Dương Nghị Vân cái này đệ tử. Đương nhiên này xem như thần tôn an bài, nhưng hắn như cũ cao hứng. Hắc hắc Dương Nghị Vân hắc hắc còn cười đứng dậy. Trở về liền hảo trời cao tà vỗ vỗ Dương Nghị Vân bả vai, hắn vạn năm tới lo lắng rốt cuộc yên tâm. Ta sư nương đâu, Dương Nghị Vân nói chuyện chi gian nhìn về phía trời cao tà phía sau. Vân tử ta tới, ngươi nhìn xem còn có ai ra. Thiên cơ thanh âm cười vang lên, chậm rãi mà đến. Nhưng ở nàng phía sau là một đại bang người.
Dương Nghị Vân xem qua đi lại là cả người chấn động, đôi mắt đều đỏ, ở Thiên Cơ sư nương phía sau tất cả đều là người quen, hạ giới vân môn thân nhân bằng hữu đều phi thăng tới rồi thần giới. Vạn năm thời gian ở thần giới tới nói cũng không tính trường, thậm chí có thể nói chính là chớp mắt thời gian mà thôi. Nhưng tương đối tới nói tại hạ giới, tỉ như tiên giới cùng tu chân giới tới nói, thật đúng là không tính đoạn, vạn năm thời gian có thể phát sinh rất nhiều sự. Tỉ như tu luyện đến tiên giới đỉnh do đó phi thăng thần giới. Tiên giới vân môn mọi người có được trời ưu ái tu luyện tài nguyên điều kiện, năm đó Dương Nghị Vân nhất thống tiên giới, làm vân môn trở thành tiên giới đệ nhất thế lực, tự nhiên liền không kém tu luyện tài nguyên. Hơn nữa vân môn người bản thân liền có cường đại tu luyện thiên phú, Dương Nghị Vân đi thời điểm có thể làm rất nhiều công tác, thế cho nên bọn họ kế tiếp phi thăng mà đến. Còn có một cái trọng điểm là, hắn năm đó đánh vỡ thiên tộc giam cầm tiên nhân phi thăng đài, tương đương là giải khai tiên giới tiên nhân phi thăng thần giới gông xiềng, làm kẻ tới sau phi thăng không còn có đến từ thần giới cố ý làm khó dễ, do đó làm phi thăng thuận theo tự nhiên. Chỉ cần là có thể thuận lợi vượt qua thành thần chi kiếp, là có thể phi thăng thành thần. Dương Nghị Vân không nghĩ tới vân môn phi thăng đi lên người, trung tâm người cơ bản đều tới rồi, thậm chí lão nhân còn tìm tới rồi lúc trước cùng hắn cùng nhau phi thăng mà đến nhi tử Dương Tinh phó đám người. Một đám nữ nhân chung một cái không ít đều tới rồi, điểm này làm Dương Nghị Vân trong lòng thực kinh ngạc, như thế nào tới. Muốn nói đại sư huynh chờ tiên giới vân môn cao tầng đi lên, điểm này thực bình thường, ở trong dự liệu, nhưng là hắn một đám nữ nhân hài tử, một cái không ít đều đã đến, thật là thượng Dương Nghị Vân giật mình. Các nàng thiên phú là không tồi, nhưng tu luyện hẳn là cũng không có nhanh như vậy đi, hiện tại nhìn lại các nàng chung cư nhiên có không ít là thượng vị thần người. Thật sự là ngoài ý muốn. Bất quá trước mắt hắn không có thời gian đi để ý này đó, hắn để ý chính là, hòa thân người bằng hữu đoàn tụ. Kế tiếp mấy tháng thời gian, Dương Nghị Vân đều người nhà ở bên nhau. Vạn năm nhiều thời giờ ly biệt, muốn nói không tưởng niệm đó là lời nói dối. Tuy rằng đã thiên đạo cấp bậc tu vi, nhưng hắn lại như cũ ở thủ vững trong lòng kia phân tình cảm. Đây là đạo của hắn. Hắn hưởng thụ thân tình, cũng càng để ý thân tình. Mặc kệ là một chúng nữ nhân cùng hài tử, vẫn là bằng hữu huynh đệ, đồng môn sư huynh đệ từ từ. Bất quá có một chút hắn kỳ thật rất rõ ràng, tu đạo đến cuối cùng, thân tình linh tinh quan hệ đích xác sẽ nhược hóa đi xuống, đây là hiểu được thiên đạo vận chuyển quy luật kết quả. Nói ở cuối cùng có lẽ chính là vô tình đi. Vô tình cũng là có tình, đây là đó là đại đạo, hắn trong lòng rõ ràng nhưng lại như cũ như là trước kia giống nhau cùng đại gia ở chung. Trừ bỏ lão bà hài tử cha mẹ. Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được, kỳ thật mọi người đều cùng hắn có khoảng cách cảm. Điểm này ngay từ đầu hắn không hiểu biết, nhưng sau lại biết, trong lòng dưới thân tự do cười khổ, nhưng cũng không có biện pháp. Là tu vi thượng mang đến chênh lệch, làm hạ giới vân môn người cùng hắn xa cách, nhưng này cũng khó trách, hắn hiện tại đã là thiên đạo cấp bậc tu vi, ở thần giới tới nói đều đã bước vào cường giả chi lâm. Mà vân môn người cũng mới đến thần giới không lâu, tu vi cảnh giới thượng rất nhiều đều là thần nhân. Nhiều nhất mới là thiên thần cấp bậc, này còn xem như đứng đầu. Thiên đạo cùng thần nhân, thiên thần chi gian chênh lệch, có gì chờ thật lớn, không có người so với hắn rõ ràng hơn, cứ việc hắn cố tình cùng đại gia giao lưu, nhưng như cũ có ngũ hành ngăn cách. Ngay cả đại sư huynh cùng nhị sư huynh mấy cái đều là như thế. Hiện giờ thiên hắn khó được tìm đại sư huynh cùng nhị sư huynh tiến đến nói chuyện, nhưng hai người cứ việc vẫn là kêu hắn tiểu sư đệ, thực nhiệt tình, nhưng hắn lại cảm giác được đến. Hai vị sư huynh trong lòng đã ở có một đạo vô hình chi vách tường, cùng hắn chi gian dán không được tâm. Cái này làm cho hắn trong lòng thực buồn bực. Liêu qua sau, hắn một người trước mắt vô địch hành tẩu ở Càn Khôn thần điện thế giới, mấy ngày này bồi qua một chúng nữ nhân cùng hài tử sau, hắn ở một đám tìm lão bằng hữu nói chuyện phiếm nói chuyện. Nhưng đều không hề ngoài ý muốn, mọi người đều thực câu thúc. Bất chi bất giác hắn vừa nhấc đầu đi tới Quang Minh Sơn, nơi này là lão nhân nói thành. Đứng ở sơn trước, Dương Nghị Vân có chút do dự muốn hay không đi lên tìm xem chết lão nhân trò chuyện. Nhưng nếu là lão nhân cũng cùng hắn phía trước sinh ra cái loại này mang theo kính sợ ngăn cách, hắn sẽ càng buồn bực. Đang lúc hắn do dự hết sức, lại là một cái mắng tiếng vang lên, tiểu tử thúi đi vào vi sư đạo tràng không tới thỉnh an, như thế nào còn muốn ta ra tới nghênh đón ngươi không thành. Dương Nghị Vân nghe được lão nhân truyền âm, trong lòng tức khắc đại hỉ, hắn liền thích loại này đến này mắng thân thiết. Thực phiền đại gia mang theo kính sợ cung kính. Hắn nói vĩnh viễn là mang theo nhân tình vị,
điểm này hắn đã nói với chính mình, vĩnh không thay đổi. Trong lòng vừa động vèo một chút biến mất tại chỗ, ngay sau đó tái xuất hiện, đã tới rồi sư phụ đạo tràng. Cái gọi là quang minh đạo tràng, kỳ thật chính là một tòa giữa sườn núi cỏ tranh phòng đình viện. Đều là lão nhân cùng thiên cơ sư nương thân thủ dựng lên. Tam gian cỏ tranh phòng mà thôi. Có đại môn nhưng lại là rào che đại môn. Dùng lão nhân nói, hoa hòe loè loẹt không phải đại đạo, càng là đơn giản mới là nói. Xuất hiện ở cửa, thiên cơ sư nương đã cười ngâm ngâm mở ra đại môn, nhìn hắn xuất hiện, liền mở miệng nói, vân tử mau tiến vào, người đứa nhỏ này có tâm sự, cũng bất hòa sư nương nói, vẫn là tao lão nhân nói ngươi tới rồi dưới chân núi, nhưng lại ở do dự, như thế nào, không thích ngươi sư nương ta a. Nói chuyện chung thiên cơ đã cười đi ra, không nói hai lời liền kéo hắn tay hướng trong viện đi. Dương Nghị Vân đến nay đối mặt thiên cơ vị này sư nương là có chút nhút nhát, không phải khác, là nàng mỹ mạo quá mức nghịch thiên, đặc biệt là ánh mắt cũng không dám đi xem một cái liền mặt hắn đều tâm thần không xong. Đây là sư nương hắn cũng không dám khinh nhờn, cho dù là ở trong lòng tưởng cũng không được, cho nên Dương Nghị Vân rất sợ nàng. Bị thiên cơ sư nương túm, Dương Nghị Vân cũng như cũ là có chút mặt đỏ tai hồng. Ngoài miệng cũng vội vàng nói, sư nương cũng không phải là ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở bồi người trong nhà. Hành đừng nói nữa, tiểu tử ngươi cùng sư phụ ngươi một cái đức hạnh, hái hoa ngắt cỏ, không phải thứ tốt, như vậy nhiều nữ nhân xem ngươi quản lại đây, xứng đáng. Chỉ chớp mắt liền biến sắc mặt, từ nhiệt tình sủng nhược đến mắng âm trầm, thiên cơ biến sắc mặt, làm Dương Nghị Vân không dám nói lời nào. Chỉ có xấu hổ. Khụ khụ khụ. Một trận ho khan vang lên. Lại là lão nhân ngồi ở trong viện uống trà, bị nước trà cướp được. Hiển nhiên là bị sư nương lời này cấp cướp được. Được rồi, đi cho chúng ta lộng điểm tiểu thái, chúng ta uống điểm. Trời cao tà ra vẻ uy nghiêm đối thiên cơ nói. Hừ. Thiên cơ giải khai Dương Nghị Vân tay, cuối cùng là xoay người đi rồi. Lập tức, thầy trò hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Hô hô, Dương Nghị Vân thật dài ra một hơi, tại đây vị sư nương trước mặt, hắn là thật không thoải mái a. Ngồi ở lão nhân đối diện bàn trà thượng, nâng chung trà lên nghiêu uống. Lúc này mới nói, lão nhân đầu ngươi chọc ta sư nương sinh khí. Ai, phía trước chúng ta nói đến, người võ thần sư nương cùng công chúa sư nương, sau đó nàng liền. Trời cao tà vẻ mặt đau đầu bộ dáng. Dương Nghị Vân nghe được sư phụ nói chuyện, lúc này mới nhớ tới. Tựa hồ hắn chưa thấy được võ thần sư nương cùng công chúa sư nương. Mở miệng hỏi, hai vị sư nương không thấy được a? Không tìm được a, ta muốn đi tìm xem, này không ngươi thiên cơ sư nương bình giấm chua liền đánh nghiêng. Trời cao tà nở nụ cười khổ. Dương Nghị Vân nghe được lời này, nhíu mày nói, sư phụ ngài không tìm được võ thần sư nương cùng công chủ sư nương. Trời cao tà thở dài nói, đúng vậy. Vốn dĩ vi sư cho rằng tiếp theo càn khôn thần điện thế lực có thể tìm được, nhưng lại là không hề tin tức, thật sự là kỳ quái. Không hề có tin tức, Dương Nghị Vân cũng kinh ngạc, dựa theo lão nhân hiện tại thượng vị pháp thần thực lực tu vi, hơn nữa hắn điều động càn khôn thần điện lực lượng, ở thần giới tìm người hẳn là vẫn là có thể đi. Xác thật không nghĩ tới hắn nói không hề có tin tức. Trời cao tà lắc lắc đầu nói, không có, vì thế ta còn làm lôi đình tôn giả ra tay suy đoán quá. Nhưng như cũ không có, ngươi thiên cơ sư nương cũng vài lần suy đoán thiên cơ đại trận đều không có bất luận cái gì tin tức, chỉ có thể xác định các nàng còn sống, cũng không biết ở nơi nào. Thiên cơ sư nương vừa rồi không còn ở ghen sao, còn cho ngươi suy đoán a. Dương Nghị Vân có chút buồn cười, nhưng loại này cái gì cười không được, bởi vì hắn biết võ thần sư nương cùng cung chủ sư nương đối lão nhân tới nói có bao nhiêu quan trọng. Đều là thân nhân. Ngươi thiên cơ sư nương là miệng dao găm tâm đậu hủ, ngoài miệng ghen. Nhưng tâm lý lại là cần thiết muốn tìm được, cho nên nàng học bổ túc hao phí đạo hạnh cũng suy đoán vài lần thiên cơ. Trời cao tà chậm rãi nói. Sư phụ yên tâm, ta cũng sẽ hỗ trợ tìm, lúc trước cùng võ thần sư nương, công chúa sư nương cùng nhau còn có ta một cái bằng hữu, ngài cũng nhận thức kêu Lam Tâm, các nàng ba cái cùng nhau thượng lên trời lộ. Dương Nghị Vân tự nhiên không quên Lam Tâm. Trời cao tà gật gật đầu, Lam Tâm cái kia tiểu nha đầu ta đích xác ở rất nhiều năm trước chỉ điểm quá. Đúng rồi lão nhân thỏ ra đâu, ta trở về cũng chưa nhìn đến quá hắn, còn không có tới vội hỏi hắn đang làm cái gì. Dương Nghị Vân lúc này đột nhiên nhớ tới thỏ ra tới. Trời cao tà thở dài một tiếng nói, ngươi không ở này vạn năm tới, ít nhiều lôi đình tôn giả a.
hắn có thể kêu Thỏ Gia, nhưng trời cao tà lại là tôn xưng Lôi Đình tôn giả, hiển nhiên đối Thỏ Gia thực tôn kính. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, có dự cảm bất hảo, trong lòng khẩn trương lên nói, Thỏ Gia như thế nào? Trời cao tà mở miệng nói, ngươi cũng đừng khẩn trương, Lôi Đình tôn giả tạm thời rời đi Càn Khôn thần điện. Lại nói tiếp ngươi này đó nữ nhân bọn nhỏ, Vân Môn rất nhiều thân nhân bằng hữu kỳ thật đều đối mệt Thỏ Gia mới mang lên thần giới, nếu không các nàng còn tới không được thần giới, là Lôi Đình tôn giả biết tiểu tử ngươi nhất để ý hạ giới Vân Môn. Cho nên tự mình hạ giới một chuyến, một đại pháp lực đem các nàng mang theo đi lên, đám người ngươi đại sư huynh cùng tiên giới Vân Môn những cái đó trưởng lão đại yêu nhóm đều là chính mình phi thăng mà đến. Tiên giới Vân Môn đem ngươi mấy cái đệ tử đều để lại, làm cho bọn họ giữ nhà, cũng đi bước một tu luyện vững chắc phi thăng. Đối bọn họ về sau lộ muốn hảo, đây cũng là ta cùng Lôi Đình tôn giả thương nghị sau kết quả. Cho nên tiên giới Vân Môn việc, người hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta đều an bài hảo. Người kế tiếp lá gan sẽ thực trọng, Lôi Đình tôn giả tạm thời rời đi Càn Khôn thần điện kỳ thật chính là nghĩ cách khôi phục tu vi, cũng là vì tương lai trợ giúp ngươi. Dương Nghị Vân nghe đến đó nhịn không được đánh gãy sư phụ nói, chết lão nhân ngươi nói thẳng Thỏ Gia đi đâu nhi. Trời cao tà nhìn Dương Nghị Vân chửi ầm lên, tiểu tử thúi muốn nói rất nhiều, người có thể hay không nghe xong nói xong a? Không lớn không nhỏ đánh gãy vi sư nói chuyện. Dương Nghị Vân sửng sốt, lại là chút nào không tức giận, ngược lại ở trong lòng thực vui vẻ, hắn liền thích nghe lão nhân mắng chính mình, thân thiết. Hành 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 ngươi tiếp tục nói Dương Nghị Vân cười làm lành làm một cái đầu hàng biểu tình. Không thể không thừa nhận liền tính là cao giai thần linh, cũng lại yêu cầu một ít pháo hoa khí. Dương Nghị Vân không biết khác thần linh có thể hay không có hậm hực, nhưng hắn tuyệt đối sẽ, hoặc là nói thần linh hậm hực chính là tâm ma nảy sinh. Với hắn mà nói tiêu trừ tâm ma biện pháp tốt nhất chính là tâm tình thông thuận ý niệm hiểu rõ, hắn như vậy cùng lão nhân nói chuyện phiếm nói chuyện liền rất hảo. Tiếp theo chỉ nghe lão nhân mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không phát hiện đi theo ngươi những cái đó thần thú đều không hề sao? Dương Nghị Vân sửng sốt, thật đúng là a. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đều ở cùng người nhà ở bên nhau, cũng không có đi ra ngoài quá, tựa hồ thật đúng là không có nhìn đến chính mình những cái đó thần thú, điêu nhi, tạp mao điểu, vân lôi thú. Ta còn muốn hỏi ngài đâu, các nàng đều đi đâu vậy? Dương Nghị Vân hỏi. Trời cao ta mở miệng nói, đây cũng là Lôi Đình tôn giả rời đi nguyên nhân chi nhất, lúc trước ta cùng Lôi Đình tôn giả nói lên quá ngươi những cái đó thần thú việc, dùng Lôi Đình tôn giả nói. Ngươi những cái đó thần thú tương lai đều là ngươi cùng thiên tộc đối kháng thật lớn giúp đỡ, nhưng bọn hắn trưởng thành quá chậm, hơn nữa căn bản là không có phát huy xuất thần thú dị thú hẳn là có thiên phú uy lực tới, cho nên Lôi Đình tôn giả cảm thấy ngươi những cái đó thần thú dị thú đều yêu cầu rèn luyện đều yêu cầu càng thêm chuyên nghiệp tu luyện thành trường. Cho nên mang theo chúng nó đi một chỗ thần thánh nơi tu luyện. Gần nhất là rèn luyện những cái đó thần thú dị thú, thứ hai Thỏ Gia cũng yêu cầu khôi phục hắn tự thân thực lực. Cho nên hắn mang theo chúng nó rời đi, hơn nữa làm vi sư nói cho ngươi, nếu là tiểu tử ngươi chưa bao giờ biết nơi ra tới, liền tính là tu vi đạt tới thiên đạo cảnh giới, cũng đừng lơi lòng tu luyện. Bởi vì Lôi Đình tôn giả nói, thiên tộc nội tình trải qua một cái kỷ nguyên dự trữ, vô cùng có khả năng đã đạt tới một cái đáng sợ nông nỗi, còn nói thiên đạo chi cảnh gần là bắt đầu mà thôi, chân chính thiên đạo cuối cùng kết quả là hợp đạo, nhưng trung gian cảnh giới có rất nhiều, so sánh với điểm này ngươi đã biết đi. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, đúng vậy, trước kia không rõ thô, nhưng đi vĩnh hằng thần giới lúc sau, ta bước vào thiên đạo chi cảnh mới biết được, thiên đạo chi cảnh hòa hợp nói chi gian đích xác có rất nhiều tiểu cảnh giới tồn tại, lại là yêu cầu hảo hảo tu luyện, không thể có chút chậm trễ. Đúng rồi lão nhân, Thỏ Gia mang đi đều có ai? Dương Nghị Vân hỏi, trời cao tà đạo, người kia chỉ điêu nhi, tiểu phượng hoàng, nghé con, vân lôi thú, còn có hầu đậu đậu, tạp mao điểu cũng ở trong đó. Còn có ngươi tức phụ cái kia Kim Long, ngươi kết bái đại ca Lục Nhĩ Mi hầu từ từ, dù sao chỉ cần là Thỏ Gia cho rằng có tiềm lực tất cả đều bị mang đi, này đối chúng nó tới nói là đại cơ duyên, Lôi Đình tôn giả ở năm đó chính là Càn Khôn thần tôn bên người bạn sinh thần thú, thực lực không thua gì thần tôn tồn tại, đáng tiếc tu vi cảnh giới yêu cầu khôi phục. Dương Nghị Vân nghe được cuối cùng là yên tâm, điêu nhi cùng tiểu phượng hoàng chúng nó, đích xác không có phát huy xuất thần thú hẳn là có cường đại thiên phú tới. Hiện tại đi theo Thỏ Gia đi cái gì bí mật địa phương tu luyện, liền tính là không giúp hắn, hắn cũng cao hứng. Ta đây liền an tâm rồi Dương Nghị Vân gật gật đầu tiếp tục hỏi, Thỏ Gia có hay không nói, bọn họ khi nào trở về. Trời cao tà lắc đầu nói, chưa nói, bất quá ngươi không ứng đi suy xét này đó,
Lôi Đình tôn giả là cường giả chân chính, hắn sẽ có an bài. Dương Nghị Vân nghe xong nhiều ít có chút mất mát, bất quá so sánh với Điêu Nhi cùng Thỏ Gia bọn họ, hắn hiện tại càng thêm để ý đại sư huynh bọn họ mấy cái đối chính mình thái độ vấn đề, hắn là cái cảm tính người, đột nhiên bị chính mình sư huynh mấy cái có chút ngăn cách đối đãi, làm hắn trong lòng thực không dễ chịu. Lão nhân ta sư huynh bọn họ, Dương Nghị Vân có chút cô đơn. Ai, chậm rãi thói quen liền hảo, tiểu tử ngươi vị trí hiện tại không giống nhau, tu vi cảnh giới cùng ngươi đại sư huynh bọn họ cũng kém thật lớn, bọn họ đối với ngươi có ngăn cách là bình thường, đại đạo vô tình cũng có tình, không cần quá để ý, cùng bọn họ ở chung thuận theo tự nhiên đi, mỗi người đều có mỗi người nói. Điểm này thượng, bao gồm ngươi này đó nữ nhân hài tử đám người, ngày sau có lẽ đều sẽ đối với ngươi cảm thấy xa lạ, cao thủ tịch mịch cô độc chính là như vậy tới. Không phải nói vấn đề của ngươi, mà là ngươi tu vi tới rồi nhất định cảnh giới lúc sau tự nhiên khí chàng, ngươi hiện tại khí chàng cường đại, bọn họ thiên nhiên đối với ngươi có kính sợ, ngươi yêu cầu tu tâm, chờ ngươi chừng nào thì đem thiên đạo khí chàng thu liễm đi xuống, tự nhiên thì tốt rồi. Như thế nào thu liễm a, ta cũng không biết như thế nào đi tu tâm a. Dương Nghị Vân cười khổ nói. Trời cao tà thuyết nói, mài giũa tâm cảnh không nhất định phải tu luyện, ngươi tu vi trưởng thành quá nhanh, như vậy đi xuống sẽ ra vấn đề lớn, từ giờ trở đi, tiểu tử ngươi cấp phi sư nhớ kỹ, không cần lại đi tăng lên tu vi, ít nhất không cần cố tình đi tăng lên, kế tiếp tu luyện chính là đả tỏa tính tu vi chủ, không cần mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực đi tu luyện. Từ giờ trở đi, làm một ít có nghi thức cảm sự tình liền rất hảo, nhiều mài giũa một chút tâm tính, mới có thể ngươi nhất nên làm, đối với ngươi tu vi sẽ có đại tràn ra. Dương Nghị Vân nghiêng đầu nói, tỉ như đâu? Ngươi nhìn xem vi sư cái này tiểu viện như thế nào? Trời cao tà không trả lời, ngược lại làm Dương Nghị Vân xem hắn tiểu viện. Dương Nghị Vân sửng sốt, nhìn thoáng qua thầy trò tiểu viện, có hoa có tài, có trà uống, có tự mình động thủ dựng nhà tranh. Tức khắc Dương Nghị Vân minh bạch lại đây, trở về bình phàm, đại đạo chí giản, như thế chính là mài giũa tâm cảnh đi. Minh bạch Dương Nghị Vân trịnh trọng gật đầu. Trời cao tà cười cười nói, tiểu tử ngươi chính mình đều cảm thụ không đến, ngươi hiện tại cả người phát ra hơi thở, thật là thực bão táp, cuồng bạo khí chàng, là rất khó làm hắn tiếp cận ngươi, cũng khó trách ngươi sư huynh các nàng đối với ngươi có kính sợ, ngay cả vi sư đều có thể cảm nhận được. Ta đây cũng là không có biện pháp a, tu vi tăng lên quá nhanh, khí chàng thu không trở lại. Dương Nghị Vân cười khổ. Hành đi, kế tiếp vi sư muốn cùng ngươi sư nương đi ra cửa tìm kiếm ngươi võ thần cùng cung chủ sư nương. Cái này tiểu viện liền cho ngươi trụ đi, còn có chính là ngươi muốn tùy thời chú ý thiên tộc hướng đi, ngươi xuất hiện lúc sau, ta đánh giá bọn họ đã có phát hiện, kế tiếp sẽ là toàn diện khai chiến. Điểm này thượng ngươi phải làm hảo chuẩn bị, nói không chừng, thiên tộc tùy thời sẽ làm khó dễ, Càn Khôn thần điện thế giới tuy rằng là ảnh tàng trạng thái, nhưng đối với thiên đạo cấp bậc cường giả tới nói, là có thể tìm được, hơn nữa có thể hình thành nguy hiểm, dùng Lôi Đình tôn giả nói. 33 thiên điện thiên đạo cường giả tuyệt đối không ít, tiểu tử ngươi phải có trong lòng chuẩn bị. Còn có nếu như khả năng, ta kiến nghị tiểu tử ngươi ra cửa vân du rèn luyện đi, nhiều đi xem thế giới này, mới có thể đối với ngươi tu vi có trợ giúp, chỉ dựa vào bế quan tu luyện là không được, thần giới vẫn là có mặt khác cường đại mà cổ xưa thế lực tồn tại, 33 thiên điện quá mức cường đại, ngươi hẳn là đi giao bằng hữu mới là. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ nghe lọt được. Ngay sau đó lại hỏi, lão nhân ngươi nói chúng ta sẽ cùng 33 thiên điện toàn diện khai chiến sao? Trời cao tà trầm ngâm nói, sẽ, nhưng không phải hiện tại. Kia sẽ là khi nào? Dương Nghị Vân hỏi. Sẽ là có một ngày thực lực của ngươi nguy hiểm đến đế tôn thời điểm, còn có chính là đế tôn hợp đạo thành công thời điểm, này hai loại dưới tình huống, đó là Càn Khôn thần điện cùng 33 thiên điện toàn diện khai chiến thời điểm. Trời cao tà thuyết nói. Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí nói, kia hiện tại đâu? Hiện tại bọn họ sẽ ra tay, nhưng sẽ không toàn diện khai chiến. Trời cao tà thuyết nói. Minh bạch Dương Nghị Vân gật gật đầu, có lẽ ở đế tôn trong mắt ta như cũ không đủ tư cách đi. Ân, ngươi hiện tại là tuy rằng bước vào thiên đạo, nhưng lại như cũ không đủ tư cách cùng đế tôn một trận chiến. Nếu có khả năng, ngươi đi thiên tộc địa bàn đi xem, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Trời cao tà thuyết nói. Hảo đi, ta sẽ đi. Dương Nghị Vân minh bạch lão nhân ý tứ, là làm chính mình biết người biết ta bách chiến bách thắng. Cùng 33 thiên điện thiên tộc một trận chiến không tránh được, nhưng hắn lại đối thiên tộc cũng không hiểu biết, chân chính đánh lên tới có lẽ sẽ thực có hại. Đi tìm hiểu một chút cũng là chuyện tốt, nhìn xem thiên tộc,
hiểu biết thiên tộc đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, có bao nhiêu thiên đạo cấp bậc cường giả tồn tại này rất quan trọng. Cứ việc hắn từ Vĩnh Hằng Thần Giới mang về tới mười mấy danh thiên đạo đại yêu thần, nhưng lại không nhất định là có thể thật cùng thiên tộc một trận chiến. Như thế rất tốt. Thầy trò hai nói chuyện với nhau rất nhiều, ngày hôm sau trời cao tà mang theo thiên cơ rời đi Càn Khôn Thần Điện, đi tìm võ thần sư nương cùng cung chủ sư nương. Dương Nghị Vân còn lại là ở thầy trò tiểu viện ở xuống dưới, hắn bắt đầu mài rũa chính mình tâm cảnh. Mỗi ngày hoa hoa uống trà, trích hoa loại thảo. Nhật tử từng ngày qua đi, nhưng Dương Nghị Vân phát hiện hắn tâm cảnh cũng không có yên tĩnh. 10 năm lúc sau, hắn chuẩn bị đi ra ngoài Vân Du. Đóng cửa làm xe không thể thực hiện, đây là hắn 10 năm tới ngộ ra đạo lý. Cũng chuẩn bị mở ra Càn Khôn Thần Điện, làm mọi người nghĩ ra đi liền đi ra ngoài đi, luôn là đãi ở Càn Khôn Thần Điện thế giới, này đối tu vi không có chút nào trợ giúp. Nếu bước lên con đường này, liền phải có thẳng tiến không lùi kiên định tâm. Tránh ở Càn Khôn Thần Điện là không được, chung quy là yêu cầu đi ra ngoài hiểu được thiên đạo đại đạo, mới có thể tăng lên tu vi cảnh giới. Kỳ thật có một chút hắn trong lòng rõ ràng, đãi ở Càn Khôn Thần Điện, là một loại trốn tránh, là tránh né 33 thiên điện thiên tộc. Hắn chỉ cần vừa ra đi, tất nhiên sẽ bị 33 thiên điện thiên tộc cảm ứng được, do đó đối hắn triển khai đuổi giết. Nhưng hắn sợ sao? Sợ. Bất quá đó là trước kia. Hiện tại chưa chắc. Ngày này Dương Nghị Vân hạ lệnh, Càn Khôn Thần Điện bất luận cái gì đệ tử, nghĩ ra đi đều có thể đi ra ngoài du lịch. Bất quá lại là cần phải có người cường giả mang đội. Rồi sau đó hắn công đạo huyền ngồi chung trấn Càn Khôn Thần Điện, chính mình còn lại là cáo biệt người nhà một người ra cửa du lịch mà đi. Hắn không mang bất luận kẻ nào, lần này đi ra ngoài này đây mài rũa tâm tính là chủ, cũng biết 33 thiên điện sẽ tìm hắn, mang lên bất luận kẻ nào đều sẽ là rất nguy hiểm sự. Như thế Dương Nghị Vân một người tiêu không một tiếng động rời đi Càn Khôn Thần Điện. Bất quá hắn không biết chính là, hắn rời khỏi sau, huyền cùng triệu tập mọi người thiên đạo cấp bậc cường giả khai một lần bí mật hội nghị, cụ thể nói gì đó, không có người biết. Thần giới mây trắng thành. Đây là Dương Nghị Vân lang thang không có mục tiêu tùy ý lựa chọn một tòa thần thành. Đi vào này tòa thần thành sau, hắn như là một cái quần chúng giống nhau, cưỡi ngựa xem hoa, quan khán này làm thiên tộc thần thành. Cùng mặt khác chứng kiến thần thành cũng không có cái gì hai dạng, nơi này có được 100 vạn thần linh, cái gì đàn tộc đều có. Nhưng có một chút không giống nhau, đó chính là thiên tộc thống trị. Ngày này Dương Nghị Vân đi vào một tòa tử lầu, mới vừa ngồi xuống, liền nghe được cách vách có người nói nổi lên một kiện việc lạ. Chỉ nghe có người nói, các ngươi biết sao, Vân Thánh Sơn ra một kiện việc lạ. Vân Thánh Sơn, kia không phải mây trắng thành thành chủ Bạch Mây Tía đại nhân gia tộc nơi Thánh Sơn sao? Có thể có cái gì việc lạ? Các ngươi có điều không biết. Quái liền quái ở Bạch gia gia chủ Bạch Mây Tía tuyên bố phong sơn. Phong sơn, này khả năng không lớn đi. Vân Thánh Sơn tuy rằng là hắn Bạch gia thánh địa, nhưng lại là vẫn luôn là mở ra, chưa từng có phong quá sơn. Không đúng không đúng, người tin tức không chuẩn, ta nghe nói là, Vân Thánh Sơn tự chủ xuất hiện kết giới, không phải Bạch gia tự động phong bế, theo như lời mới nói là việc lạ. Tự chủ phong bế, chuyện này không có khả năng đi. Có cái gì không có khả năng? Này Vân Thánh Sơn ở viễn cổ thời đại, liền không phải hắn Bạch gia thánh địa, nghe đồn là Bạch gia tổ tiên Vân Du tự Vân Thánh Sơn, do đó chứng đạo thành thánh, từ nay về sau mới Bạch gia mới lạc hộ ở Vân Thánh Sơn. Muốn ta nói Vân Thánh Sơn tất nhiên là cái gì thần cảnh bảo địa, có lẽ là có cái gì thánh vật xuất thế. Cái này còn thật có khả năng, ta phải đến một tin tức, nghe nói 33 thiên điện người tiến vào Vân Thánh Sơn, hiện tại cùng Bạch gia muốn nháo phiên. Không có khả năng đi. Bạch gia gia chủ chính là thiên đạo cảnh giới cường giả, cho dù là 33 thiên điện cũng muốn cấp vài phần mặt mũi, dám nháo phiên. Có cái gì không có khả năng? Trước kia 33 thiên điện có lẽ khả năng cấp Bạch gia mặt mũi, ta xem a, hiện tại chưa chắc. Vì cái gì? Nghe nói vạn năm trước phi thăng nhất tộc xuất hiện tân thần tôn, cho nên đế tôn hạ lệnh lục tục triệu hồi 33 thiên điện thiên thánh điện cường giả, các ngươi ngẫm lại Bạch gia gia chủ tuy rằng là thiên đạo cường giả. Nhưng 33 thiên điện thiên thánh điện đó là địa phương nào? Có thể tiến thánh thiên điện ít nhất đều là thiên đạo cường giả, hơn nữa số lượng còn không ít, thiên thánh điện người sẽ để ý một cái Bạch gia thiên đạo. Thiên thánh điện đám kia cường giả, một đám đều là thông thiên kiệt ngạo hạng người, mới sẽ không để ý một cái Bạch gia, có lẽ lần này Bạch gia tổ địa thật đúng là xuất hiện cái gì khó lường bảo vật,
thiên thánh điện nào đó cường giả hiếu thắng thế chen chân đi. Các ngươi nói trắng ra mây tía có thể hay không phục tùng 33 thiên điện cường giả? Có lẽ đi. Hẳn là sẽ không, Vân Thánh Sơn đó là nhân gia bạch gia tổ địa, hắn 33 thiên điện cũng không thể quá bá đạo đi. Ha ha, những năm gần đây 33 thiên điện còn chưa đủ bá đạo sao? Đạo cũng đúng vậy. Đừng nói nữa, đều là đại nhân vật sự, chúng ta chớ chọc họa thượng thân. Nếu không chúng ta cũng đi Vân Thánh Sơn nhìn xem náo nhiệt, nếu là thực sự có cái gì bảo vật xuất thế, nói không chừng chúng ta cũng có thể đến một phần cơ duyên đâu. Đúng vậy, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, nghe nói rất nhiều cường giả đều đi. Dương Nghị Vân nghe những người này nghị luận, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, khóe miệng có một tia ý cười. Rồi sau đó đứng dậy đi ra tửu lầu. Hắn cũng chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Mây Trắng Thành tuy rằng cũng là thiên tộc địa bàn, thành chủ Bạch Mây Tía tuy rằng cũng là thiên tộc, nhưng từ cách vách mấy người nghị luận liền có thể nghe được ra tới, đều không phải là sở hữu thiên tộc thế lực đều quy thuận 33 thiên điện. Từ những người này nghị luận chung, hắn nghe được thiên thánh điện tên này, nói thật làm hắn trong lòng có chút trầm trọng. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói tên này. Dựa theo kia mấy người nghị luận, thiên thánh điện là 33 thiên điện, hoặc là nói là đế tôn vô thượng dưới tòa rất cường đại thực thần bí một cái cơ cấu, có thể đi vào thiên thánh điện cường giả nhiều là thiên đạo cấp bậc. Cái này thiên thánh điện có bao nhiêu thiên đạo cường giả, có bao nhiêu cường đại, hắn không biết. Khá vậy đúng là không rõ ràng lắm, hắn trong lòng liền trầm trọng. Mà hắn lựa chọn đi Vân Thánh Sơn chính là muốn đi xem hiểu biết một chút tình huống. Có hai tầng ý tứ. Đệ nhất đã có thiên thánh điện cường giả đi Vân Thánh Sơn, kia hắn liền đi gặp, hy vọng có thể từ giữ hiểu biết một ít có quan hệ thiên thánh điện tình huống. Đệ nhị, nghe tới Bạch Gia Bạch Mây Tía có khả năng sẽ cùng 33 thiên điện nháo phiên, nếu thật là nói như vậy, đó là tốt nhất bất quá, hắn muốn thử xem có thể hay không mượn sức Bạch Gia, dù sao cũng là thiên đạo cường giả. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu không phải. Tốt nhất là Bạch Gia cùng 33 thiên điện cái gì thiên thánh điện người nháo phiên mới hảo. Không nháo phiên hắn cũng sẽ đi nhóm lửa. Trong khoảng thời gian này hắn đã nghĩ tới một cái cùng 33 thiên điện chu toàn biện pháp. Cùng với chờ 33 thiên điện không ngừng tới tìm hắn phiền toái, không bằng hắn chủ động ra tay, cấp 33 thiên điện tìm xem phiền toái, làm cho bọn họ nội bộ mâu thuẫn, từng bước đi tìm cơ hội tan rã 33 thiên điện. Từ trong khoảng thời gian này Vân Du hắn hiểu biết tình huống xem, 33 thiên điện tuy rằng là thiên tộc lãnh tụ thế lực, nhưng lại đều không phải là sở hữu thiên tộc thế lực liền nghe lệnh hoặc là phục tùng 33 thiên điện, cũng chính là đế tôn vô thượng. Hơn nữa bởi vì 33 thiên điện quá mức bá đạo cường thế, ở toàn bộ thiên tộc, kỳ thật đều là thiên nộ nhân oán cục diện, chỉ là rất nhiều thiên tộc thế lực, giận mà không dám nói gì mà thôi. Nhưng là ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, thiên đạo cấp bậc cường giả liền bất đồng. Thiên đạo cường giả có cường giả tôn nghiêm, còn thật có khả năng không sợ hắn 33 thiên điện đi. Nếu có thể khơi mào đại đa số thiên tộc đối 33 thiên điện phản cảm, hoặc là nói hắn nếu có thể lung lạc một ít thiên tộc thế lực, kia sẽ đối hắn san bằng 33 thiên điện có rất lớn trợ giúp. Hắn hiện tại lớn nhất mục tiêu chính là tan rã san bằng 33 thiên điện, đây là hắn kế tiếp lớn nhất mục tiêu. Chờ đến cùng thiên tộc 33 thiên điện sự. Hắn mới có thời gian đi tìm luân hồi đi trước U Minh giới. Giải quyết đế tôn vô thượng chi gian nguyện vọng lâu nay, hắn cùng Càn Khôn thần điện cùng sở hữu phi thăng nhất tộc mới có an ổn tu luyện hoàn cảnh, này có thể có thời gian đi tìm Liễu Lanh Canh. Vân Thánh Sơn rất có danh, liền ở Mây Trắng Thành phương đông, là một tòa thẳng tận trời cao núi lớn. Dương Nghị Vân đi vào dưới chân núi thời điểm, đích xác phát hiện rất nhiều thần linh ở vần quanh ở bốn phía. Nhưng chính như tử lầu kia mấy cái thần linh nghị luận như vậy, ngọn núi này bị phong ấn lên vào không được. Bất quá với hắn mà nói kia nhưng thật ra chưa chắc. Tìm một cái không người nơi, Dương Nghị Vân kiểm thi rồi một chút, hắn phát hiện đây là thiên đạo cảnh giới cường giả không dưới kết giới. Này nói cách khác, phong sơn là nhân vi, đều không phải là tự chủ phong sơn. Từ kết giới hơi thở thượng xem, không dưới kết giới người tu vi hẳn là thượng vị thiên đạo cảnh giới. Còn không phải quy tắc cường giả, này với hắn mà nói, thật đúng là khó không được hắn. Có được 10 đạo chi lực, Dương Nghị Vân phá vỡ cái này kết giới, không hề áp lực, lại còn có sẽ không làm người phát hiện. Ngay sau đó hắn thúc giục thần hạch nói thụ lực lượng, cảm giác chu thiên chi lực, kết giới thuộc tính lực lượng một chút bị mở ra, thân hình chợt lóe trực tiếp chui đi vào.
hơn nữa không có phá sẽ kết giới, sẽ không làm người phát hiện. Thần không biết quỷ không hay tiến vào Vân Thánh Sơn. Cả tòa sơn rất lớn, nhưng Dương Nghị Vân thoáng cảm giác một chút, lại là phát hiện có bất đồng hơi thở phát ra. Lẩm bẩm, chẳng lẽ nơi này thật đúng là xuất hiện cái gì khó lường bảo vật. Ở hắn cảm giác chung, thiên địa bên trong có một cổ thực phiêu giật hơi thở, này cổ hơi thở cùng phong vân chi lực thực tương tự. Phân rõ phương hướng sau, Dương Nghị Vân bậc thang đi bước một mà đi. Dương Nghị Vân ở tử lầu nghe những người đó nghị luận nói là Vân Thánh Sơn có cái gì bảo vật xuất thế, hiện tại cảm nhận được này cổ hơi thở xem ra là thật sự. Có phong vân hơi thở, rất cường liệt. Dương Nghị Vân một đường mà đi, ước chừng nửa giờ sau, hắn đi tới giữa sườn núi. Nơi này là một mảnh rừng trúc, hơi thở liền ở phía trước. Đường hắn xuyên qua rừng trúc lúc sau, trong tầm mắt lại là một mảnh biển mây nơi. Chút nào thấy không rõ phía trước hoàn cảnh. Cũng không biết phía trước biển mây trong vòng là cái gì hoàn cảnh, là huyền nhai vách đá, dù sao tất cả đều là biển mây bao phủ một tảng lớn, phía trên phía chân trời. Dương Nghị Vân lấy thần thức đi xem xét, hắn phát hiện biển mây trong vòng thần thức cũng nhìn không tới bất cứ thứ gì. Nhưng là hắn dám khẳng định, nếu là có cái gì bảo vật nói, cư nhiên tại đây một mảnh biển mây trong vòng. Hiện tại muốn hay không đi vào đâu? Đi vào nói, hắn không biết bên trong là cái tình huống như thế nào, không vào đi thôi, chẳng phải là đến không? Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định quan sát một phen lại nói, có thể bị kết giới phong ấn lên, nơi này liền tính xuất hiện cái gì khó lường bảo vật, cũng bằng không không phải đơn giản như vậy. Liền ở Dương Nghị Vân do dự hết sức, biển mây trong vòng còn lại là có động tĩnh. Ong! Trầm thấp mang theo chấn động thanh âm từ biển mây chỗ sâu trong truyền ra. Dương Nghị Vân nhìn lại biển mây lại quay cuồng, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ ở xoay người giống nhau. Cũng chính là lúc này, Dương Nghị Vân nhìn đến biển mây chung phù dung sớm nở tối tàn một màn, tựa hồ xuất hiện một cái lộ, nhưng lại là một cái thật lớn vô cùng thiên hố. Hiện ra xoắn ốc trạng. Cái này Dương Nghị Vân biết, này đó biển mây cư nhiên là từ cái này thật lớn thiên hố trong vòng toát ra tới. Như thế vừa thấy, trước mắt cũng đích xác có thể xem như đoạn nhai. Thật lớn thiên hố trong vòng xem ra là có trời đất khác. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có cảm nhận được cái gì tương đối hơi thở nguy hiểm. Ngẫm lại sau hắn vẫn là quyết định tiến biển mây đi xem. Đánh giá nơi này mới là trung tâm. Đương nhiên Dương Nghị Vân mục đích, không phải cái gì bảo vật, mà là muốn bừa bãi 33 thiên điện thế lực cùng thiên tộc thế lực khác chi gian quan hệ. Còn có chính là muốn làm rõ ràng 33 thiên điện thiên thánh điện cường giả tình huống. Đây là chủ yếu mục tiêu, bất quá nếu có thể gặp phải cái gì bảo vật nói, hắn cũng là vui. Dương Nghị Vân chậm rãi tiến vào, biển mây trong vòng. Bước vào nồng đậm biển mây như cũ thấy không rõ bất luận cái gì rõ ràng, tuy rằng là màu trắng, nhưng chính là hành tẩu ở đêm tối giống nhau cảm giác. Bất quá Dương Nghị Vân phía trước nhìn đến quá phủ dung sớm nở tối tàn cảnh tượng, hắn nhớ rõ phía trước thật lớn thiên hố xuất hiện thời điểm có một cái đường nhỏ ra tới, vị trí lưu tại trong đầu. Nhưng thật ra không ảnh hưởng cái gì. Dựa vào hắn hiện tại tu vi, chỉ cần liếc mắt một cái tự nhiên là có thể đem phía trước nhìn đến một màn ghi lại trong đầu. Dương Nghị Vân đi bước một đi đến, một bước không kém, theo thiên hố một vòng tiểu đạo xoay quanh mà xuống. Gần có một người đặt chân tiểu đạo, phía dưới chính là thiên hố. Dựa theo hoàn toàn có thể bay vọt mà xuống, nhưng hắn lại là không dám mạo hiểm. Đối với hắn tới nói, nơi này cái thiên hố chính là không biết. Phía dưới cái gì cũng hảo không đến, ai biết thiên hố có cái gì. Vẫn là làm đến nơi đến chốn tới an toàn. Chậm liền chậm một chút, dù sao cũng không nóng nảy. Như thế đi xuống đi, Dương Nghị Vân một canh giờ, hai cái, ba cái. Một ngày, hai ngày, 10 ngày. Thẳng đến thứ 19 thiên thời điểm, Dương Nghị Vân rốt cuộc có thể thấy dưới chân. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Hô! Hắn trường phun một hơi. Rốt cuộc kết thúc sao? Dương Nghị Vân tự nói. Giờ phút này hắn một chút liền tầm nhìn trống trải. Như là từ tầng mây toản xuống dưới giống nhau, đứng ở tại chỗ thời điểm, phát hiện đỉnh đầu một thước chỗ, chính là biển mây, mà hắn sở lập nơi tác vẫn là ở trên đường nhỏ, nhưng lại là trên cơ bản tới rồi thiên đáy hố bộ. Bất quá cũng chính là 20-30 mễ chi cao, phía dưới chính là thiên đáy hố bộ. Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ có thể xem tới được, phía dưới rành mạch. Sinh trưởng từng cây thần quang lấp lánh thảm thực vật, toàn bộ thiên hố tựa hồ rất lớn, ước chừng thượng vạn mét là có.
đồng thời hắn nghe được có người đang nói chuyện thanh âm. Mơ hồ chung giống như nghe được, một tiếng vô cùng phẫn nộ giọng nữ quát lớn nói, Trường Tím Lâm ngươi đừng khinh người quá đáng. Một cái khác tràn ngập kiêu ngạo thanh âm nói, ha ha, Bạch phu nhân đừng có hiểu lầm a, nơi này một đôi phong vân cánh chim, là thiên địa dựng dưỡng, lại nói nơi này cũng không phải ngươi Bạch gia địa bàn, thiên địa thánh vật xuất hiện, có đức giả đến chi, nói cách khác, ngươi Bạch Mây Tía có thể được, ta Trường Tím Lâm cũng là sao. Người sau thanh âm nghe tới thực rõ ràng là cái tao lão nhân thanh âm, trong giọng nói mang theo trêu chọc chi ý, là một loại cường thế miệng lưỡi. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, cái này có thể nhìn đến dưới chân hoàn cảnh lúc sau, liền xem làm, vèo một chút biến mất ở tại chỗ, thẳng đến thanh âm nơi phát ra mà đi. Ngay sau đó hắn tới rồi thiên giữ hố vị trí, dừng ở một gốc cây che trời trên đại thụ. Nơi này xem như đến mục đích địa. Đừng nhìn nơi này chính là cái thiên hố. Nhưng lại ở thiên hố nông nỗi, thảm thực vật nhưng vô cùng tươi tốt, che trời đại thụ tùy ý có thể thấy được. Ở hắn trong tầm mắt trăm mét ở ngoài, là một chỗ tường vân lượn lờ nơi. Nhưng không có che đậy tầm mắt, hết thảy đều có thể tĩnh thu đáy mắt, sở bất đồng chính là thần thức như cũ vô pháp sử dụng, này với hắn mà nói, ngược lại là chuyện tốt, thần thức không thể xem xét, chỉ có thể dùng mắt thường quan sát bốn phía, cũng sẽ không bị người phát hiện hắn xuất hiện. Giờ phút này hắn đình dừng ở này trên gốc đại thụ, là hẳn là hắn đã thấy được chính mình muốn nhìn đến cảnh tượng. Trăm mét ở ngoài là một chỗ trống trải nơi, ước chừng có 200 mễ đường kính hình tròn mảnh đất, tường vân lượn lờ nơi là nhìn qua tựa hồ là một đôi cánh giống nhau đồ vật, lập lòe thần quang, tựa hồ thật đúng là thiên nhiên hình thành đồ vật. Huyền phù ở cách mặt đất 3 mét chi cao địa phương. Tản mát ra thần quang cùng tường vân, hiện tại xem ra. Hắn từ phía trên xuống dưới xuyên qua mây mù ngọn nguồn chính là bên kia cánh giống nhau đồ vật. Ngẫm lại thật là đủ đáng sợ, thoạt nhìn kia đối cánh chim triển khai cũng chính là 3 mét mà thôi, nhưng lại là có thể chế tạo ra tràn ngập toàn bộ thật lớn thiên hố hơn nữa phía trên tận trời mây mù, hình thành đồ sộ biển mây, tuyệt đối chí bảo. Vừa rồi hắn nghe được quá đối thoại, là cái gì phong vân cánh chim, không hề nghi ngờ huyền phù dựng lên tản ra tường vân thần quang như cánh chính là cái gì phong vân cánh chim. Vẫn là thiên địa dựng dưỡng mà thành bảo vật. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm có ích lợi gì, nhưng hiện tại xem, là cái hiếm có chí bảo. Dương Nghị Vân có chút đỏ mắt. Bất quá hắn biết giờ phút này còn không thể xúc động. Bởi vì trong tầm mắt có hai đám người ở đối cầm. Giữa lưng vào phong vân cánh chim chính là một người bạch y thắng tuyết trung niên phụ nhân, tu vi ở thiên đạo cảnh giới trung cấp, tả hữu còn lại là hai gã thiên đạo cảnh giới sơ cấp trung niên nhân. Mà ở các nàng đối diện, đồng dạng là ba người, lại là ba cái lão giả, cầm đầu lão giả một thân hắc y, tu vi ở thượng vị thiên đạo cấp bậc, phía sau là hai gã trung vị thiên đạo cảnh giới lão giả. Thực rõ ràng, bạch y phu nhân một phương ở vào nhược thế. Ngẫm lại phía trước nghe được đối thoại, Dương Nghị Vân liền biết bạch y phục người là bạch mây tía, mây trắng thành đương ra người, bạch gia gia chủ. Đến nỗi ba cái hắc y lão giả, tất nhiên chính là lão tử 33 thiên điện thiên thánh điện người. Đương nhiên có phải hay không 33 thiên điện thiên thánh điện người, hắn tạm thời còn không xác định, cũng chính là từ phía trước tử lầu nghe được nghị luận, cùng phía trước đối thoại suy đoán. Đặt ở trước kia hắn căn bản liền không nghĩ tới thần giới trừ bỏ Phục Hy Thần Hoàng cùng Đế Tôn, còn có mặt khác thiên đạo tồn tại. Nhưng là từ đi Vĩnh Hằng thần giới lúc sau, hắn liền chút nào không kinh ngạc còn có mặt khác thiên đạo cường giả tồn tại. Tỷ như lệ thuộc 33 thiên điện thiên thánh điện. Nghe tử lầu những cái đó nghị luận cư nhiên tất cả đều là thiên đạo cấp bậc cường giả. Ngẫm lại cũng bình thường, thiên đạo cảnh giới từ sơ cấp bắt đầu, có tam đại giai đoạn tu luyện từ trình tự, cuối cùng là hợp đạo, như vậy này trung gian tự nhiên sẽ có mặt khác thiên đạo trình tự tồn tại. Lúc này nhi xem giống ba cái lão giả cùng bạch phu nhân đối cầm, Dương Nghị Vân không sốt ruột đi ra ngoài. Đối nơi này cụ thể là cái tình huống như thế nào, hắn vẫn là không hiểu biết. Quan sát rồi nói sau. Lúc này chỉ nghe bạch phu nhân lạnh lùng nói, Trường Tím Lâm người đây là cường thủ hào đoạt, nơi này bản thân chính là ta bạch gia thánh địa, này phong vân cánh chim, như thế nào không phải ta bạch gia. Liên tính là thiên địa dựng dưỡng, kia cũng là ta bạch gia tổ tiên phát hiện lúc sau, để lại cho bạch gia hậu nhân chí bảo, hiện tại chẳng qua là ta mở ra thánh địa mà thôi, các ngươi không trải qua ta bạch gia cho phép tự tiện xông vào ta bạch gia thánh địa, chẳng lẽ sẽ không sợ đế tôn trách phạt sao? Ha ha ha, đối diện ba cái cầm đầu lão giả cất tiếng cười to, không kiêng nể gì. Hoặc là nói là Trường Tím Lâm cười to, tiện đà im tiếng,
lại là âm ngoan nói, Bạch Mây Tía ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Bạch gia, các ngươi Bạch gia ở ta 33 thiên điện thiên thánh điện trong mắt tính cái rắm, còn đế tôn. Ha ha, ngươi có mặt thể đế tôn vô thượng. Đế tôn làm vài lần ngươi làm Bạch Mây Tía nhập 33 thiên điện, thiên thánh điện cho ngươi Bạch Mây Tía lưu lại một tịch chi vị, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, cư nhiên cự tuyệt đế tôn, ngươi cho rằng đế tôn vô thượng ta rốt cuộc ngươi Bạch gia sao? Phi Thăng nhất tộc xuất hiện một cái thần tôn truyền nhân, đế tôn tiên đoán, kia tiểu tử chính là điên đảo ta thiên tộc tai tinh, là này một cái kỷ nguyên dẫn phát đại kiếp nạn người, cho nên đế tôn yêu cầu nhất thống toàn bộ thiên tộc thế lực, vì tương lai làm ứng đối. Nhưng người Bạch Mây Tía không thức thời vụ, không vào 33 thiên điện, chính là cùng đế tôn vô thượng là địch. Ngươi cho rằng đế tôn sẽ để ý ngươi, ở đế tôn trong mắt ngươi con kiến mà thôi, Bạch Mây Tía gấp bổn tọa nghe hảo, hiện tại làm bổn tọa thu phong vân cánh chim, mà ngươi xuất lĩnh Bạch gia quy thuận 33 điện, hôm nay nhưng tha cho ngươi bất tử, nếu không hôm nay khiến cho ngươi Bạch gia hoàn toàn biến mất ở thần giới, hừ. Ngươi, Bạch Mây Tía nghe được Trường Tím Lâm này một phen lời nói khí cả người phát run, chỉ vào Trường Tím Lâm ba người nói, nói hưu nói vượt, đế tôn sớm đã có ngôn, thiên tộc bất luận cái gì thực lực gia nhập 33 thiên điện đều là tự nguyện, không có cưỡng bách vừa nói. Ta xem chính là ngươi Trường Tím Lâm mưu đồ ta Bạch gia chí bảo, hôm nay cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ như nguyện, ta Bạch gia tổ tiên lưu lại tổ huấn, không có khả năng làm Bạch gia hậu nhân nhập 33 thiên điện, ngươi đã chết này tâm đi. Ha ha ha, hảo hảo hảo, xem ra người Bạch gia là từ căn tử thượng liền hư, thân là thiên tộc không lòng dạ đế tôn vô thượng, lưu các ngươi trên đời, cũng không có ý nghĩa, nếu như thế, lão nhị lão tam cho ta sát. Trường Tím Lâm tức khắc hạ lệnh. Oanh! Hai bên đàm phán thất bại, nói động thủ liền động thủ, sáu đại thiên đạo, nháy mắt đánh thành một đoàn. Dương Nghị Vân ở đại thụ phía trên, thấy được rõ ràng, cũng nghe rõ ràng hai bên đối thoại. Hắn đối 33 thiên điện càng thêm phản cảm, cũng đối Bạch Mây Tía có một ít kính nể, nữ nhân này thực cương liệt, đối mặt cường địch uy hát yêu ta, lại là chút nào không lùi bước, muốn đánh muốn sát, nói làm liền làm. Đồng thời hắn cũng nghe minh bạch, kêu Trường Tím Lâm lão giả là 33 thiên điện thiên thánh điện đi ra cường giả, dựa theo Trường Tím Lâm cách nói, đế tôn là muốn nhất thống sở hữu thiên tộc thế lực, lấy cầu tương lai đối phó hắn Phi Thăng nhất tộc, hoặc là nói đúng phó hắn A. Nhưng từ về phương diện khác cũng có thể nhìn ra được tới, toàn bộ thiên tộc cũng đều không phải là thiên bản một khối, Bạch gia tổ huấn liền không cho phép hậu nhân nhập 33 thiên điện, nhưng đế tôn không biết xấu hổ, chỉ cần dấu hiệu, không phục liền phải diệt nhân gia. Toàn bộ Trường Tím Lâm càng thêm đáng giận, có thể là phụng mệnh tiến đến thu phục Bạch gia, kết quả không nghĩ tới Bạch gia xuất hiện bảo vật, coi trọng nhân gia Bạch gia chí bảo, này xem như minh đoạt. Nhưng toàn bộ Bạch Mây Tía Bạch phu nhân lại là cái cương liệt nữ nhân, chút nào không thỏa hiệp. Đánh lên tới sau, tuy rằng thức tam đối tam, nhưng Dương Nghị Vân biết Bạch gia ba vị không có bất luận cái gì thắng mặt, bại là chuyện sớm hay muộn, liền xem có thể chống đỡ bao lâu thời gian mà thôi. Bởi vì tu vi cảnh giới kém rất nhiều. Bạch Mây Tía chỉ là trung vị thiên đạo cảnh giới, bên người hai cái bạch người nhà tuy rằng cũng là thiên đạo nhưng lại là sơ cấp thiên đạo, nhưng Trường Tím Lâm lại là cho rằng thượng vị thiên đạo cảnh giới cường giả. Bên người hai cái lão giả tất cả đều là trung vị thiên đạo. Thiên đạo cảnh giới chi gian cho dù là kém một chút ít có đôi khi đều là khác nhau một trời một vực thực lực chênh lệch. Có thể nói Trường Tím Lâm một phương ba người thực lực hoàn toàn có thể nghiền áp Bạch Mây Tía ba cái. Ở Dương Nghị Vân trong mắt không có chút nào thắng mặt, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Đương nhiên ở Dương Nghị Vân nghĩ đến kỳ tích có, lại còn có liền cái kỳ tích. Cái thứ nhất kỳ tích là, Bạch Mây Tía phía sau phong vân cánh chim. Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được thật là cái chí bảo, bất quá thoạt nhìn, tưởng đạt được sợ là Nga không dễ dàng, bởi vì phong vân cánh chim một vòng tản ra một vòng thần quang, thành một cái hình tròn, thoạt nhìn chính là một cái tự chủ phòng ngự, nếu là không có phòng ngự sợ là Trường Tím Lâm đã sớm cướp đoạt tới rồi, Bạch Mây Tía cũng đã sớm được đến phong vân cánh chim, cho nên này một cái không có khả năng. Nhưng là cái thứ hai kỳ tích, Dương Nghị Vân tin tưởng là hoàn toàn có khả năng. Này cái thứ hai kỳ tích đó là chính hắn. Hắn Dương Mỗ Nhân xuất hiện chính là cái thứ hai kỳ tích. Đừng tuy rằng cũng là thiên đạo cảnh giới sơ cấp, nhưng hắn lại có thể dây bất luận cái gì thiên đạo cảnh giới, thậm chí còn thiên đạo quy tắc nhị trọng tam trọng cường giả hắn đều giết qua, Trường Tím Lâm ba cái với hắn mà nói còn chưa đủ tắc kẽ răng. Bất quá Dương Nghị Vân quyết định không nóng nảy ra tay, liền tính là muốn ra tay, cũng là ở thời điểm mấu chốt, hắn muốn chính là Bạch Mây Tía nhân tình.
có thể mượn sức cùng 33 thiên điện không đối phó thiên tộc thế lực, ở 33 thiên sau điện viện đốt lửa, đây là hắn vui làm sự. Trước kia hắn là bị động bị 33 thiên điện người đuổi giết, hiện tại hắn có thực lực có tự bảo vệ mình năng lực lúc sau, liền chuẩn bị cấp 33 thiên sau điện viện phòng cháy, cùng với chờ 33 thiên điện tới tìm hắn, không bằng hắn chủ động xuất kích, ngẫm lại liền có chút kích động. Ầm ầm ầm. Phốc. Chỉ chớp mắt, quả nhiên Bạch Mây Tía ba người tất cả đều bị Trường Tím Lâm ba người cấp đánh ngã. Bạch phu nhân hỏi lại ngươi một câu, có bằng lòng hay không thần phục 33 thiên điện, có bằng lòng hay không thần phục đế tôn vô thượng không? Trường Tím giải dừng diễn ngược chi ý, nhìn về phía ngã trên mặt đất hộc máu Bạch Mây Tía ba người. Phi Cương Liệt Bạch Mây Tía miệng phun một búng máu tích, trừng mắt Trường Tím Lâm, chính là nàng trả lời. Trường Tím Lâm cười lạnh, hảo hảo hảo, thà chết chứ không chịu khuất phục, hành, bổn tọa hiện tại liền thành toàn ngươi, làm ngươi Bạch gia hoàn toàn biến mất ở thần giới. Ha ha, 33 thiên điện thật lớn uy phong a. Dương Mỗ Nhân lên sân khấu. Nhìn đến Bạch Mây Tía hộc máu thời điểm, hắn liền biết nên hắn lên sân khấu. Mở miệng một câu, mang theo 10 phần trêu chọc diễn ngược, nhìn về phía Trường Tím Lâm thời điểm hai tròng mắt chung là mưu diễn chuột ánh mắt. Ai? Trường Tím Lâm sắc mặt biến đổi xoay người nhìn lại. Lại là phát hiện một người đầu bạc thanh niên sân vắng xoải bước mà đến. Dương Nghị Vân không nhanh không chậm đi qua đi, mang theo diễn ngược chi ý. Trong nháy mắt hai bên đều nhìn về phía Dương Nghị Vân. Đối với Bạch Mây Tía tới nói có chút ngoài ý muốn, nàng kỳ thật đều làm tốt cuối cùng một kích tự hủy phương thức phản kích, dù sao lấy nàng cương liệt tính cách là sẽ không khuất phục với Trường Tím Lâm, lại là không nghĩ tới lúc này sẽ xuất hiện một cái thiên đạo tới. Bạch Mây Tía đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó thất vọng, bởi vì nàng phát hiện tới tu vi cảnh giới chính là cái thiên đạo cảnh sơ cấp, này cũng không thay đổi được cái gì, Trường Tím Lâm ba người chung tu vi yếu nhất đều là trung vị thiên đạo cảnh giới, tới một cái sơ cấp thiên đạo xoay chuyển không được cái gì. Lại nói nàng cũng không quen biết đối phương. Mà Dương Nghị Vân giờ phút này còn lại là ngừng ở Trường Tím Lâm 10 mét ở ngoài, nhìn Trường Tím Lâm chậm rãi mở miệng nói, ta là ai chẳng lẽ ngươi không quen biết sao? Các ngươi 33 thiên điện không phải vẫn luôn đang tìm kiếm ta sao? Trường Tím Lâm nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, nghe Dương Nghị Vân mở miệng trong đầu một chút toát ra một bộ hình ảnh, hoặc là nói là treo ở 33 thiên số một tội phạm quan trọng bức họa. Là đế tôn vô thượng hạ lệnh tất trừ người, Dương Nghị Vân. Ngươi, Dương Nghị Vân, Trường Tím Lâm trầm giọng nói. Đối Dương Nghị Vân ấn tượng dừng lại ở trên bức họa, nhưng lại ấn tượng khắc sâu, hiện tại đối chiếu một chút trước mắt người. Trường Tím Lâm liền xác định, cái này đầu bạc thanh niên chính là Dương Nghị Vân, là đế tôn vô thượng hạ lệnh toàn bộ thiên tộc ngươi địch nhân. Càng xem càng giống, giờ phút này xác định chính là Dương Nghị Vân. Nhận ra tới, ha ha, Dương Nghị Vân cười cười. Hảo hảo hảo, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a, bổn tọa còn đau đầu như thế nào đi tìm các ngươi càn khôn thần điện, giết ngươi tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cư nhiên dám chạy tới ta thiên tộc địa bàn tới. Hôm nay thật đúng là ngày lành a, bổn tọa xuất quan liền gặp phải ngươi, công lớn một kiện a. Trường Tím Lâm đánh giá Dương Nghị Vân nói chuyện. Kỳ thật ở Trường Tím Lâm nghĩ đến, đế tôn vô thượng có chút chuyện bé xé ra to, Dương Nghị Vân tiểu tử này chính là một cái phía sau lưng phi thăng giả, hiện tại nhìn đến chân nhân cũng không có gì ba đầu sáu tay. Đương nhiên hắn nhìn đến Dương Nghị Vân tu vi thời điểm, cũng là có như vậy một cái chớp mắt giật mình, bởi vì Dương Nghị Vân hiện tại là thiên đạo cảnh sơ cấp. Mà hắn ở 33 thiên điện nhìn đến bức họa tin tức thượng, Dương Nghị Vân chỉ là cái tiểu thần vương mà thôi. Bất quá tin tức bức họa là vạn năm trước, hiện giờ đi qua vạn năm thời gian, lại là không nghĩ tới tiểu tử này đã là sơ cấp thiên đạo tu vi. Bực này tu luyện thành trường tốc độ, thật là đáng sợ, nhìn chung toàn bộ thần giới lịch sử, cũng tìm không ra tới một cái như thế nghịch thiên tu luyện tốc độ người tới. Đích xác tiểu tử này là cái quái thai. Hiện tại xem ra đế tôn vô thượng tự mình hạ lệnh muốn diệt trừ người, quả nhiên là không giống bình thường, tiểu tử này tương lai sẽ xưng là thiên tộc đại địch, sẽ là đại kiếp nạn chi tử, những lời này thật đúng là không phải không đạo lý. Thật đúng là không thể lưu trữ hắn tiếp tục trưởng thành đi xuống, nếu không một ngày nào đó thật đúng là sẽ trở thành bọn họ thiên tộc đại địch. Trước đó Trường Tím Lâm từ thiên thánh điện chịu triệu ra tới thời điểm, đối Dương Nghị Vân là khinh thường nhìn lại. Ở trong lòng trước sau cho rằng là đế tôn vô thượng chuyện bé xé ra to, lúc này nhìn đến Dương Nghị Vân tu vi sau, hắn trong lòng không như vậy suy nghĩ. Trong lòng âm thầm nói, cần thiết diệt trừ tiểu tử này.
Dương Nghị Vân trưởng thành tốc độ cẩn thận tưởng tượng thật là đáng sợ. Lần này bọn họ có 10 đại thiên đạo cường giả bị Đế Tôn Vô Thượng triệu hoán đi ra Thiên Thánh Điện, kỳ thật mục đích chính là Dương Nghị Vân, dùng Đế Tôn Vô Thượng nói, đại kiếp nạn chi tử biến mất vạn năm lại một lần xuất hiện, cho nên dùng một lần triệu hồi ra bọn họ 10 đại thiên đạo, muốn đi tìm được Càn Khôn Thần Điện giết Dương Nghị Vân cái này đại kiếp nạn chi tử. Tìm kiếm Càn Khôn Thần Điện đối bọn họ tới nói có điểm khó khăn, nhưng cũng không phải tìm không thấy, quá chút thời gian chuẩn bị, bọn họ 10 đại thiên đạo đồng loạt ra tay tìm kiếm Càn Khôn Thần Điện, hoàn toàn phá hủy Càn Khôn Thần Điện đi, giết Dương Nghị Vân. Nhưng là trước đó, bọn họ còn có một cái nhiệm vụ là, đem thiên tộc một ít cường đại thế lực, hoàn toàn hợp nhất, nhưng phàm là tu vi đạt tới thiên đạo cấp bậc thế lực cường giả, tất cả đều muốn nạp vào 33 thiên điện quản hạt, dùng Đế Tôn Vô Thượng nói. Tương lai một mảnh hỗn độn, thiên đạo vẫn đục thấy không rõ tương lai thế cục, cho nên cần thiết làm một ít chuẩn bị. Phi thăng nhất tộc trừ bỏ Uyhiota lớn nhất Càn Khôn Thần Điện dư nghiệt ở ngoài, còn có một ít cổ xưa thế lực tồn tại, không thể không phòng. Hơn nữa thiên tộc chung một ít thế lực cũng cùng phi thăng nhất tộc thế lực đi gần, đây là Đế Tôn Vô Thượng không nghĩ nhìn đến, cho nên bọn họ rời núi lúc sau, đầu tiên muốn chỉnh hợp thiên tộc thế lực. Hắn mang theo lão nhị lão tam lựa chọn mục tiêu chính là Mây Trắng Thành, không nghĩ tới đi vào Mây Trắng Thành sau, lại là phát hiện ở Bạch Gia Thánh Địa cư nhiên xuất hiện thiên địa dựng dưỡng mà ra phong vân cánh chim, đây chính là hiếm có chí bảo. Hắn trường tím lâm đỏ mắt, kết quả vừa lúc Bạch Mây Tía không thức thời vụ, vậy giết nàng, được phong vân cánh chim, nhưng ai ngờ đến Dương Nghị Vân tiểu tử này cư nhiên xuất hiện. Này đối hắn trường tím lâm tới nói chính là chuyện tốt. Tuy rằng Dương Nghị Vân tu vi tốc độ biến thái, nhưng là trong mắt hắn cũng chính là cái thiên đạo cảnh sơ cấp thiên đạo mà thôi, hắn trường tím lâm thượng vị thiên đạo cảnh giới, hơn nữa lão nhị lão tam đều là trung vị thiên đạo, nghiền áp Dương Nghị Vân một vạn thứ cũng không có vấn đề gì. Vừa lúc giết Dương Nghị Vân, chính là đầu công một kiện. Giờ phút này trường tím lâm nghĩ vậy chút, trong lòng nhẫn không cười. Nhìn Dương Nghị Vân thời điểm, hai tròng mắt trung tràn ngập lửa nóng. Lại là căn bản không nghĩ tới Dương Nghị Vân có thể có bao nhiêu cường, ở cường cũng là cái sơ cấp thiên đạo mà thôi. Cảnh giới thượng ưu thế, cũng đủ nghiền áp Dương Nghị Vân một vạn thứ. Dương Nghị Vân nghe trường tím lâm nói chuyện, nhìn hắn hai tròng mắt chung coi rẻ diễn ngược, đem chính mình trở thành con mồi bộ dáng, trong lòng cười lạnh. Mấy ngày không đem các ngươi ba cái hàm răng băng rất ta liền không gọi Dương Nghị Vân. Nhìn trường tím lâm Dương Nghị Vân mang theo ý cười nói, thật là ta, muốn giết ta à? Ha ha, vậy nhìn xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh? Ha ha ha, trường tím lâm cười to, tiểu tử ngươi đích xác có điểm quỷ dị, theo ta hiểu biết ngươi vạn năm trước mới là một cái tiểu thần vương, vạn năm trước đột nhiên biến mất không thấy, vạn năm sau đột nhiên lại toát ra tới, cũng đã là sơ cấp thiên đạo tu vi, thật là có điểm môn đạo, nhưng là tiểu tử ngươi sợ là không biết cảnh giới thượng chênh lệch đi. Bổn tòa huynh đệ ba người bất luận cái gì một người đều đủ để nghiền áp ngươi, hiện tại cho ngươi một cơ hội thúc thủ chịu trói, nếu không bổn tòa sẽ làm ngươi chết thực thảm. Ha ha, nghiền áp ta, ta sợ quá Nga Dương mẫu nhân làm ra tới một bộ tiện hề hề bộ dáng, thực nhận người hận. Bổn tòa thật sự rất muốn biết, ngươi trường cái gì lá gan, cư nhiên chủ động xuất hiện ở chỗ này. Nga đúng rồi, có phải hay không cũng nghe nói Bạch Gia Thánh Địa xuất hiện chí bảo, nghĩ đến phân một ly canh. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải bổn tọa đi. Từ đầu đến cuối trường tím lâm đều mang theo diễn ngược chi ý, căn bản liền không nghĩ tới, hắn sẽ bắt không được Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, tiểu gia ta chỉ là không quen nhìn các ngươi khi dễ người, tiến đến tấu các ngươi mà thôi, ba cái đại nam nhân khi dễ một nữ nhân, ha ha, xem ra các ngươi 33 thiên điện người đều không phải cái gì thứ tốt. Đại ca đừng cùng tiểu tử này vô nghĩa, trực tiếp bắt lấy đó là, xem hắn liền khó chịu. Tiểu tử chịu chết đi. Liền vào giờ phút này, trường tím lâm bên người lão tam là cái tính nôn nóng, trực tiếp giống to liền ra tay, hướng về phía Dương Nghị Vân vèo một chút tiến lên, trực tiếp động thủ. Dương Nghị Vân cười. Oanh! A! À. Ngay sau đó một tiếng nổ vang, hét thảm một tiếng. Giữa sân yên tĩnh, lại là Dương Nghị Vân trong tay niết tiểu kê giống nhau nắm lão tam cổ. Ai cũng không thấy rõ là chuyện như thế nào. Trường tím lâm tam đệ liền trực tiếp bị Dương Nghị Vân nắm cổ. Một màn này làm trường tím lâm trong lòng nhảy dựng. Mà Bạch Mây Tía ba người còn lại là vừa lúc tương phản, thấy như vậy một màn, đôi mắt đều sáng lên. Giờ phút này mọi người đều minh bạch, Dương Nghị Vân là cao thủ.
hơn nữa vẫn là cái loại này sâu không lường được cao thủ. Trường tím lâm đồng tử co rút lại, có thể đem lão tam phất tay chi gian bắt lấy nắm cổ, bực này thủ đoạn tu vi, hắn đầu tiên làm không được. Cho dù là thiên đạo quy tắc một vài trọng cường giả cũng làm không đến đi. Trường tím lâm trong lòng nghĩ, cái trán bất chi bất giác toát ra mồ hôi lạnh. Cái này trông nhầm, làm không hảo hôm nay muốn lật thuyền trong mương. Dương Nghị Vân thực lực một chút liền chấn động mọi người. Đáng sợ chính là mọi người đều không có thấy rõ ràng Dương Nghị Vân là như thế nào ra tay, liền đem tam lão cấp nhéo vào trong tay, không hề nghi ngờ hiện tại lão tam sinh tử liền ở Dương Nghị Vân nhất niệm chi gian. A! À, lão tam phát ra a a thanh, trong ánh mắt có sợ hãi xin tha. Nhưng là... tái kiến! Dương Nghị Vân thổ lộ hai chữ, trong tay vừa động, ngay sau đó lão tam mất đi sinh cơ, toàn bộ thân thể đều mềm đi xuống. Hình thần đều diệt. Chạm vào. Dương Nghị Vân buông lỏng tay ra, đem lão tam thi thể vứt trên mặt đất. Lão nhị chạy. Ngay sau đó trường tím lâm không chút do dự giống to, toàn thân thần quang đại tác phẩm liền phải chạy. Hắn biết không có biện pháp, Dương Nghị Vân là cái giả heo ăn thịt hổ tồn tại, có khủng bố vô cùng thực lực, dư lại hắn cùng lão nhị căn bản là không phải đối thủ. Hiện tại trường tím lâm đối mặt Dương Nghị Vân không có chút nào phần thắng, thậm chí còn hắn trong lòng đều thăng không dậy nổi bất luận cái gì cùng Dương Nghị Vân một trận chiến ý niệm tới. Thực hiển nhiên trước mắt cục diện không chạy chính là bốn lộ một cái. Nhưng là Dương Nghị Vân sẽ cho bọn họ cơ hội sao? Nhếch miệng cười, hợp đạo thần vực. Nói chuyện chung hắn giơ tay búng tay một cái. Theo hắn vang chỉ vang lên. Toàn bộ thiên địa đều mới thôi chấn động. Ngay sau đó, trường tím lâm cùng lão nhị thân thể như ngừng lại tại chỗ, trên người thần quang đều dừng hình ảnh, ở vào khai phách không gian chi lực muốn chạy trốn tư thế. Hình ảnh bị dừng hình ảnh. Trường tím lâm cùng lão nhị mở to hai mắt nhìn, hai tròng mắt sợ hãi cùng hoảng loạn giờ phút này không chút do dự biểu lộ mà ra. Nhưng hắn lại là nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, hoàn toàn bị giam cầm. Thiên địa giam cầm, tu vi bị giam cầm, chớp mắt đều khó khăn. Nghĩ tới Dương Nghị Vân cường đại, nhưng lúc này mới biết được, Dương Nghị Vân cường đại còn muốn vượt qua hắn sức tưởng tượng. Ha ha, không phải nói muốn nghiền áp ta sao, như thế nào bất động đâu. Dương mẫu nhân mang theo hồ ly mỉm cười đứng ở trường tím lâm bên người mở miệng. Nhưng mà giờ phút này trường tím lâm nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới, chỉ có mãn nhãn sợ hãi. Dương Nghị Vân còn lại là chậm gì gì xoay người đi tới lão nhị bên người, ha hả cười, chỗ sâu trong ngón tay đầu, chậm rãi một lóng tay đầu hướng về lão nhị cái trán điểm đi xuống. Cái này quá trình rất chậm. Lão nhị nhìn Dương Nghị Vân một lóng tay đầu điểm lại đây, càng ngày kịch liệt hắn giữa mày vị trí càng gần. Không động đậy nổi lão nhị mới có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Nghị Vân này một lóng tay trên đầu ẩn chứa kiểu gì lực lượng cường đại. Lão nhị cái trán mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, mỗi một khắc có tích tắc thanh âm vang lên, lại là dọa nước tiểu. Dương Nghị Vân sửng sốt lộ ra thần sắc chán ghét, có chút ghét bỏ, nhưng về sau đem một lóng tay đầu dừng ở lão nhị giữa mày chỗ. Ngay sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Ước chừng 10 tức lúc sau, Dương Nghị Vân lại lần nữa mở to mắt, lại là siêu hồn hoàn thành. Được đến hắn muốn tin tức, mày có chút co rút lại. Oanh! Ngón tay tiêm thần quang đại tác phẩm, lại là trực tiếp đem lão nhị thân thể cấp bạo thành một bãi huyết phụ. Phiên tay chi gian hai đại thiên đạo trung vị cường giả bị hắn xử lý. Chỉ để lại trường tím lâm. Dương Nghị Vân xoay người nhìn về phía bên kia Bạch Mây Tía, rồi sau đó nhìn Bạch Mây Tía nói, Bạch Mây Tía Bạch phu nhân đúng không? Là Bạch Mây Tía gặp qua thần tôn. Ở một bên chính mắt thấy Dương Nghị Vân phong khinh vân đạm rồi lại lôi đình vạn quân thủ đoạn Bạch Mây Tía, nghe được Dương Nghị Vân kêu nàng, lại là có chút nói lắp mở miệng, xưng hô một tiếng thần tôn. Đối với Dương Nghị Vân sự tích, nàng tự nhiên cũng biết. Nhưng lại chưa bao giờ có nghĩ tới vị này phi thăng nhất tộc Càn Khôn Thần Điện Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân trưởng thành nhanh như vậy, thủ đoạn như thế sắc bén, thật sự là đáng sợ. Đối với Càn Khôn Thần Tôn sự tích, kỳ thật Bạch Mây Tía cùng rất nhiều thiên tộc giống nhau. Đều là có kính nể, bởi vì Càn Khôn Thần Điện lúc trước theo đuổi lý niệm là vạn tộc cùng chung thần giới. Ngược lại là đế tôn vô thượng là độc bá, hắn muốn chính là thiên tộc phi tôn, mặt khác đàn tộc đều phải về phía sau dựa vào lý niệm. Đây cũng là nàng không có gia nhập 33 thiên điện nguyên nhân. Đương nhiên nàng có thể bước vào thiên đạo lúc trước mà cũng là đã chịu Càn Khôn Thần Tôn hợp đạo, làm thiên đạo vận chuyển bình thường bình ổn thần giới chiến loạn nguyên nhân,
thế cho nên nàng mới có thể có cảm thiên địa bước vào thiên đạo cảnh giới. Hơn nữa Bạch gia tổ tiên có tổ huấn, không cho phép Bạch gia hậu nhân gia nhập đế tôn 33 thiên điện. Đây cũng là hôm nay nàng kịch liệt trường tím lâm nguyên nhân. Vốn dĩ cho rằng hôm nay muốn ngã xuống, không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái Dương Nghị Vân tới. Mặc kệ như thế nào, hôm nay là Dương Nghị Vân cứu nàng Bạch gia. Nếu không đối mặt trường tím lâm tam huynh đệ nàng cùng bên người Bạch gia hai đại tộc lão hôm nay đều phải ngã xuống không thể. Giờ phút này Dương Nghị Vân kêu nàng, nàng có chút thấp thỏm. Dương Nghị Vân bày ra gia cường đại đáng sợ thực lực, kế tiếp không biết Dương Nghị Vân sẽ như thế nào đối nàng. Trung Quy lại nói tiếp, nàng là thiên tộc người, Dương Nghị Vân là phi thăng nhất tộc trên danh nghĩa lãnh tụ. Nội tâm có chút hoảng loạn nhìn về phía Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân còn lại là nghe được Bạch Mây tía một tiếng thần tôn, trong lòng thoải mái không ít, cười cười nói, trường tím lâm để lại cho ngươi xử lý. Một câu đầu tiên là làm Bạch Mây tía sửng sốt, nhưng sau đó sắc mặt tối sầm, nháy mắt liền minh bạch Dương Nghị Vân có ý tứ gì. Trầm mặc trong chốc lát, Bạch Mây tía nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, xin hỏi thần tôn như thế nào đối đãi thiên tộc cùng phi thăng nhất tộc. Dương Nghị Vân nghe được Bạch Mây tía hỏi chuyện, bắt đầu có chút thưởng thức Bạch Mây tía. Nữ nhân này thực thông minh, nháy mắt liền minh bạch hắn tâm tư. Cười cười nói, ta là Càn Khôn thần tôn truyền nhân, tự nhiên nhận đồng hắn lý niệm, ta cho rằng tương lai thiên tộc cùng phi thăng nhất tộc thậm chí là vạn tộc đều hẳn là chung sống hòa bình, cùng tồn tại cùng chung thần giới, không nên có độc bá xuất hiện. Bạch Mây tía trong ánh mắt thần sắc sáng ngời, ngay sau đó gật gật đầu, lại là không nói chuyện, mà là đi hướng trường tím lâm, bỗng nhiên chi gian đối với trường tím lâm đầu một trường đánh. Oanh! Đến tận đây trường tím lâm thân chết. Chết ở Bạch Mây tía trên tay. Dương Nghị Vân cười, hắn muốn mục đích đạt tới. Bạch Mây tía xử lý trường tím lâm, chẳng khác nào hoàn toàn đứng ở 33 thiên điện mặt đối lập. Tương đương hắn thành công mượn sức một cái thiên tộc thế lực, ở 33 thiên sau điện viện phòng cháy mục đích bán ra bước đầu tiên. Bạch phu nhân cân quắc không nhường tu mi a Dương Nghị Vân cười khen một câu. Như thần tôn vô thượng mong muốn. Hy vọng ngày sau thần tôn có thể đối xử tử tế thiên tộc mặt khác con dân, đều không phải là sở hữu thiên tộc đều là 33 thiên điện người. Bạch Mây tía nghiêm túc nhìn Dương Nghị Vân nói. Dương Nghị Vân cũng trịnh trọng gật đầu, điểm này xin yên tâm, ít nhất bất hòa ta là địch, ta khó xử bất luận cái gì thiên tộc thần linh. Bạch Mây tía ngay sau đó dừng một chút, sau đó như là hạ quyết tâm, nhìn Dương Nghị Vân nói, phong vân cánh chim chính là thiên địa dựng dưỡng chí bảo. Như thế trọng bảo hẳn là xứng đôi thần tôn đại nhân. Dương Nghị Vân cái này có chút phát ngốc, không nghĩ tới Bạch Mây tía cư nhiên sẽ đến như vậy một câu, phải biết rằng phong vân cánh chim không phải nàng Bạch gia thánh địa chi vật sao. Nàng nói như vậy, thực rõ ràng là muốn đem phong vân cánh chim đưa cho chính mình a, đây là có ý tứ gì? Bạch phu nhân ngươi là ý gì? Dương Nghị Vân nhìn Bạch Mây tía hỏi. Giờ phút này Bạch Mây tía ngược lại là cười nói, chúng ta mệnh đều là thần tôn đại nhân cứu. Mà ta giết trường tím lâm tương đương hoàn toàn đứng ở 33 thiên điện mặt đối lập, ta Bạch gia có được này chờ trọng bảo không phải cái gì chuyện tốt. Mặt khác thần tôn đại nhân cũng đừng cao hứng quá sớm, phong vân cánh chim có tự chủ phát ra phòng ngự thần quang, muốn đạt được cũng không dễ dàng, còn muốn xem thần tôn đại nhân thủ đoạn, nếu là thần tôn đại nhân có thể đạt được này bảo liền về thần tôn đại nhân sở hữu. Dương Nghị Vân cười ha ha, hắn nghe được ra tới, Bạch Mây tía đây là cố ý việc làm. Nói cũng không có sai. Hơn nữa nếu hắn không có đoán sai nói, Bạch Mây tía đây cũng là muốn cho hắn bối nồi. Thật là cái thông minh nữ nhân a. Dương Nghị Vân nội tâm cảm thán. Nếu Bạch phu nhân đều nói như thế, kia Dương mỗ thật đúng là muốn nhận lấy cái này chí bảo. Dương Nghị Vân cười nói. Bạch Mây tía cũng cười, ngay sau đó mở miệng nói, nếu là thần tôn đại nhân được phong vân cánh chim, nô gia sẽ đối ngoại tuyên thành. Là thần tôn đại nhân đoạt đi rồi phong vân cánh chim, đến nỗi trường tím lâm ba người cũng là cùng thần tôn đại nhân cướp đoạt phong vân cánh chim thời điểm bị thần tôn chém giết, không biết thần tôn đại nhân có không đồng ý đâu. Ha ha ha, Bạch phu nhân cái này lý do không tồi, Dương mỗ lần này ra tới, thật đúng là chính là đến gây chuyện sự, đảo cũng không sợ cái gì phiền toái, đúng sự thật có thể giúp Bạch phu nhân, đảo cũng không cái gọi là. Dương Nghị Vân cười nói. Hắn hiện tại đối cái này Bạch phu nhân là có chút khâm phục, nữ nhân này là thật thông minh a, rõ ràng phong vân cánh chim đã không thích hợp ở các nàng Bạch gia, lại là thuận nước đẩy thuyền đưa cho chính mình, nhưng là cũng yêu cầu cấp Bạch gia bối nồi làm đại giới. Kể từ đó,
nàng vừa mới chém giết Trường Tím Lâm tai họa ngầm ít nhất mặt ngoài xem liền cùng nàng không có quan hệ, 33 thiên điện đế tôn cũng không đến mức giận chó đánh mèo nàng Bạch gia. Hắn làm nàng sát Trường Tím Lâm chính là vì bức bách nàng cùng 33 thiên điện phản bội, hoàn toàn đứng ở hắn bên này, thậm chí là thần phục hắn, gia nhập Càn Khôn thần điện, nhưng là không nghĩ tới nữ nhân này đầu óc chuyển động nhanh như vậy, ngược lại là dùng phong vân cánh chim vì lợi thế, trái lại đem hắn một quân. Đầy đủ lợi dụng nàng ưu thế, như thế, nàng không cần dựa vào chính mình, cũng sẽ không làm 33 thiên điện nhớ thương, dù sao là hắn Dương Nghị Vân cái gọi là, nồi toàn bối ở trên người hắn. Với hắn mà nói bối nồi không sao cả. Trọng điểm là hắn thật đúng là đối cái này thiên địa dựng dục mà thành phong vân cánh chim cảm thấy hứng thú. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn cường đoạt, nhưng hắn biết rõ, không dễ dàng như vậy. Tuy rằng là nói phong vân cánh chim là thiên địa dựng dục mà thành bảo vật, nơi này rất sớm trước kia cũng không phải Bạch gia thánh địa, nhưng phía trước Bạch Mây Tía cùng Trường Tím Lâm đối thoại cũng nói, cái này phong vân cánh chim là Bạch gia tổ tiên phát hiện, chờ đợi thời gian xuất thế, vậy nói rõ Mây Tía tất nhiên đúng rồi nhiên một ít. Ít nhất phong vân cánh chim phát ra thần quang phòng ngự, Dương Nghị Vân cảm nhận được phi thường cường đại, muốn phá vỡ sợ là có điểm khó khăn, bất quá hắn tin tưởng Bạch Mây Tía tất nhiên có biện pháp. Một khi đã như vậy tùy Bạch Mây Tía nguyện, bối nổi cũng không sao. Lại nói mọi người đều là người thông minh, hắn biết rõ từ nay về sau Bạch Mây Tía kỳ thật là đứng ở hắn bên này. Bạch Mây Tía nghe Dương Nghị Vân đáp ứng sau, cười nói, một khi đã như vậy nô gia liền trợ thần tôn giúp một tay, phá thần quang phòng ngự, đến nỗi thần tôn có không được đến phong vân cánh chim, thật đúng là muốn xem thần tôn thủ đoạn cùng cơ duyên, liền tính là phá thần quang. Phong vân cánh chim sợ cũng không hảo được đến. Bạch phu nhân chịu hỗ trợ, kia tự nhiên là tốt nhất, Dương mỗ vẫn là có tin tưởng. Dương Nghị Vân cười cười nói. Hảo, thỉnh thần tôn rời bước đi Bạch Mây Tía ý bảo Dương Nghị Vân đi phong vân cánh chim trước. Hai người đi vào phong vân cánh chim thần quang ở ngoài, Bạch Mây Tía nhìn thần quang, túc mục lên, ngay sau đó nàng một tiếng kiểu A, đôi tay nhanh chóng vũ động lại là ngay lập tức chi gian hơn 1000 nói dấu tay đánh vào thần quang thượng. Theo Bạch Mây Tía một tay tay giấu tay đánh ra đi, thần quang một chút bắt đầu thu nhỏ lại. Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên, trong lòng thầm than, quả nhiên như thế a. Hắn liền biết Bạch Mây Tía tất nhiên đối phong vân cánh chim có thủ đoạn. Ước chừng 10 phút sau, Bạch Mây Tía mồ hôi đầy đầu, cả người cũng ở phát run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giấu tay đánh ra mấy vạn nói nhiều, rốt cuộc ở phong vân cánh chim bên ngoài thần quang cuối cùng một chút biến mất. Trong giây lát Bạch Mây Tía đối Dương Nghị Vân nói, thần tôn ra tay. Dương Nghị Vân đã sớm lại chuẩn bị, ở Bạch Mây Tía nhắc nhở một khắc, hắn thấy được thần quang biến mất, mà bên trong lập lòe 7 màu thần quang 3 mét trường như một đôi con bướm cánh phong vân cánh chim liền phải phi thiên dựng lên. Giống bực này thiên địa dựng dục thần bảo, đều là có linh tính, tự nhiên không cam lòng bị người thu, có thể chạy liền sẽ chạy. Nhưng Dương Nghị Vân ở một bên chờ lâu ngày, tự nhiên sẽ không làm phong vân cánh chim chạy trốn. Hợp đạo thần vực, cho ta định. Dương Nghị Vân phất tay chi gian giam cầm Chu Thiên, một bước bước ra, duỗi tay trực tiếp chộp vào phong vân cánh chim thượng. Giờ phút này hắn cảm thụ cường đại vô cùng phong vân chi lực, ở trong tay hắn như sơn như hải muốn chạy trốn đi ra ngoài. Hừ, một thân hừ lạnh, sau lưng nói thụ hư ảnh xuất hiện. Đông, hỗn độn chung trực tiếp triệu hoán mà ra biến đại lúc sau bao phủ ở đỉnh đầu. Tức khắc áp chế phong vân cánh chim. Ngay sau đó Dương Nghị Vân không ngừng nghỉ chút nào bắt đầu luyện hóa phong vân cánh chim. Từ lúc bắt đầu kịch liệt giãy giụa, đến sau nửa canh giờ, phong vân cánh chim chậm rãi khuất phục trầm tĩnh xuống dưới. Lúc này Dương Nghị Vân rốt cuộc cảm nhận được bất đồng, cùng với nói là một đôi cánh chim, không bằng nói là lưỡng đạo liền thể ở bên nhau cường đại lực lượng, là phong là vân. Trong chốc lát cảm nhận được nhẹ như phiêu yên, trong chốc lát cảm nhận được trọng như nguy nga núi lớn. Có cảm thấy hắn đang ở vô biên vô hạn biển mây cùng một hồi cuồng bạo trong chốc lát lại nhu thuận vô cùng trong gió thế giới. Vô cùng kỳ diệu. Mỗi một khắc trong cơ thể thần hạch chấn động, nhiều hai đến lực lượng. Mà trong tay phong vân cánh chim hoàn toàn biến mất không thấy. Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt, vẻ mặt mỉm cười, đa tạ Bạch phu nhân thành toàn. Cũng là thần tôn tạo hóa, hy vọng thần tôn có thể nhớ rõ hôm nay nói qua nói, tương lai có một ngày. Thần tôn có thể đối xử tử tế thiên tộc thần linh, cũng đừng quên ta Bạch gia hôm nay cử chỉ. Bạch Mây Tía nhìn Dương Nghị Vân sắc mặt có chút phức tạp nói.
Dương Nghị Vân vô cùng trịnh trọng nói, thỉnh Bạch phu nhân yên tâm, Dương mỗ chắc chắn không quên hôm nay, đây là ta Càn Khôn thần điện thần bài, còn thỉnh Bạch phu nhân nhận lấy, đúng sự thật lại sự, nhưng tùy thời mở ra thần điện đại môn, tiến đến thần điện tìm kiếm trợ giúp. Dứt lời lúc sau, Dương Nghị Vân đem một khối Càn Khôn thần điện môn hộ thần bài đưa cho Bạch Mây Tía. Đa tạ Bạch Mây Tía không cự tuyệt trực tiếp nhận lấy thần bài, kỳ thật nàng rất rõ ràng. Từ nàng chém giết Trường Tím Lâm một khắc khởi nàng liền cùng Dương Nghị Vân đứng ở một cái trên thuyền. Đến nỗi làm Dương Nghị Vân bối nổi việc, chính là cho nàng Bạch Gia hóa giải phong vân cánh chim mang đến nguy cơ, Bạch Mây Tía rất rõ ràng Bạch Gia Thánh Địa Phong Sơn sự truyền đi ra ngoài, rất nhiều người đều biết Thánh Địa xuất hiện chí bảo, tất nhiên sẽ cuồn cuộn không ngừng rước lấy phiền toái. Cùng với như thế không bằng Dương Nghị Vân lấy đi phong vân cánh chim, làm Bạch Gia thiếu chút phiền toái, lưu tại Bạch Gia sẽ chỉ là mầm tai họa. Có một số việc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Dương Nghị Vân gật đầu nói, như thế Dương mỗ nhân cáo từ. Thần tôn đi thong thả Bạch Mây Tía cười nói. Ngay sau đó Dương Nghị Vân sau lưng thần quang chợt lóe, lại là mọc ra một đôi bảy màu cánh chim, đúng là phong vân cánh chim. Vèo một chút phóng lên cao, bảy màu thần quang lộng lẫy. Từ thiên hố nông nỗi bay vọt dựng lên, nhảy vào biển mây, nơi đi qua. Vô tận biển mây tất cả đều bị hắn sau lưng cánh chim hấp thu. Lao ra thiên hố lúc sau phía trên cửu thiên, toàn bộ mây trắng thành người đều thấy được một đạo bảy màu thần quang tận trời mà đi. Thiên đáy hố bộ, Bạch Mây Tía bên người tộc lão nhìn biến mất không thấy Dương Nghị Vân, nhịn không được nói, gia chủ ngươi cứ như vậy đem phong vân cánh chim đưa cho hắn sao. Bạch Mây Tía ngẩng đầu nhìn phía chân trời buồn bã nói, bằng không còn có thể như thế nào. Lưu trữ phong vân cánh chim chỉ biết cho ta Bạch Gia mang đến không ngừng phiền toái, 33 thiên điện người là cái gì đức hạnh, các người hôm nay cũng thấy được, làm Dương Nghị Vân lấy đi phong vân cánh chim, tương lai có lẽ đối ta Bạch Gia là chuyện tốt. Mặt khác thả ra tin tức đi, liền nói Càn Khôn thần điện thần tôn Dương Nghị Vân cướp đoạt phong vân cánh chim, chém giết Trường Tím Lâm ba người. Là, gia chủ. Ngày này sau, mây trắng thành truyền ra tin tức. Dương Nghị Vân chém giết 33 thiên điện Trường Tím Lâm ba người đoạt đi rồi Bạch Gia phong vân cánh chim. Điểm này không có người hoài nghi, bởi vì ngày đó rất nhiều thần linh thấy được một đạo bảy màu thần quang từ Bạch Gia Thánh Địa sông lên tận trời mà đi. Đã không có phong vân cánh chim, Bạch Gia nguy cơ cũng hóa giải, không có người lại đi nhớ thương Bạch Gia. Đại gia lực chú ý tất cả đều đặt ở Dương Nghị Vân trên người. Trong lúc nhất thời chi gian Càn Khôn thần điện tân thần tôn vô thượng Dương Nghị Vân đại danh, ở thiên tộc truyền khai. 33 thiên điện đế tôn giận dữ, hạ lệnh đánh chết Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân to gan lớn mật cư nhiên chạy tới thiên tộc địa bàn, này còn phải. Toàn bộ 33 thiên điện cường giả xúc động bắt đầu tìm kiếm Dương Nghị Vân. Đương nhiên cũng có một ít nghe được tiếng gió thiên tộc cường giả tìm kiếm Dương Nghị Vân, bởi vì Bạch Gia Thánh Địa chí bảo bị Dương Nghị Vân cấp đến đi rồi. Toàn bộ thiên tộc người đều đã biết Càn Khôn thần điện tân thần tôn xuất hiện ở thiên tộc địa bàn thượng, bực này vì thế quất đánh 33 thiên điện mặt. Mà lúc này Dương Nghị Vân còn không biết 33 thiên điện phản ứng, hắn rời đi Bạch Gia Thánh Địa lúc sau, cũng không biết xuất hiện ở địa phương nào, dù sao ngừng ở tầng mây bên trong. Lúc này hắn mới thể nghiệm phong vân cánh chim. Hắn biết chính mình được đến chí bảo. Hơn nữa vẫn là tốc độ loại hình chí bảo, còn không ngừng giới hạn trong tốc độ. Có quá nhiều có thể khai quật đồ vật ở trong đó. Đầu tiên Dương Nghị Vân biết phong vân cánh chim số đếm là phong vân chi lực, có thể ở nhất niệm chi gian phong vân tụ tán, hình thành độc đáo phong vân lĩnh vực, chính như hắn phía trước đi Bạch Gia Thánh Địa Thiên Hố thời điểm đụng tới kia chờ biển mây, tiến vào trong đó lúc sau tầm mắt cách trở, thần thức cách trở. Đây là một loại rất cường đại công năng. Tiếp theo còn lại là phong vân cánh chim chấp động chi gian chính là thượng trăm vạn khoảng cách. Thật sự là chạy trốn vũ khí sắc bén, này cùng không gian chi lực vẫn là có điều bất đồng, không gian chi lực thời không có đôi khi còn sẽ thu được ngoại giới quấy nhiễu, nhưng có này một đôi phong vân cánh chim sau, tùy thời có thể ngay lập tức trăm vạn ở ngoài, cái này tu vi cao thấp không quan hệ, hoàn toàn là chân chính đại thần khí năng lực. Và lại chính là Dương Nghị Vân trong óc toát ra một cái ý tưởng, nếu phong vân chi lực là có sẵn, như vậy có không có thể tới một hồi mưa gió lôi điện đâu. Gió nổi lên mây di chuyển. Xét đánh trời mưa, này bản thân liền thiên địa tự nhiên hiện tượng. Mà mặc kệ là người thường thế giới, cũng hoặc là thần nhân thế giới, trên đời cường đại nhất lực lượng thường thường đều là tự nhiên chi lực. Nguyên bản được đến một đôi phong vân cánh chim, lại là cho Dương Nghị Vân một cái chiến đấu dẫn dắt,
một cái tăng cường thực lực của chính mình dẫn dắt. Một khi chính mình cái này ý tưởng có thể thực hiện, như vậy không hề nghi ngờ hắn sức chiến đấu sẽ là chưa từng có cường đại tăng lên. Cũng sẽ đem phong vân cánh chim cái này phụ trợ tính trí bảo biến thành chiến đấu trí bảo. Vì cái gì đâu? Ở hắn nghĩ đến, phong vân cánh chim nếu có thể hội tụ phong vân, hình thành có được che đậy tầm mắt ngăn cách thần thức biển mây lĩnh vực, như vậy hắn bản thân có được 10 đại thiên địa thuộc tính chi lực, là có thể gia nhập lôi điện chi lực, hình thành phong vân lôi điện tự nhiên lực lượng, đến lúc đó ở cái này trong lĩnh vực, hắn là có thể làm được chân chính làm mưa làm gió, nhưng đem uy lực lớn nhất hóa. Thậm chí còn có thể ở cái này trong lĩnh vực sử dụng mặt khác tự nhiên chi lực, hình thành siêu tự nhiên lực lượng, tỉ như nước mưa chi lực có thể băng hóa, vũ lôi tương giao có thể sinh ra càng cường đại hơn uy lực. Thời điểm chiến đấu chỉ cần địch nhân tiến vào cái này trong lĩnh vực, hắn là có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nghĩ vậy chút sau Dương Nghị Vân kích động cả người đều ở phát run. Đích xác này đối phong vân cánh chim cho hắn rất lớn dẫn dắt. Lại là không biết có thể hay không hành. Dù sao cũng phải thử xem. Huyền phù ở không, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động sau lưng phong vân cánh chim chấp động, ngay sau đó gió nổi lên mây di chuyển, thần quang phát ra, trong nháy mắt liền hình thành khổng lồ vô cùng biển mây. Phong vân quay cuồng hình thành thượng vạn mét đường kính biển mây, nhưng như cũng không có đình chỉ, hắn cảm giác cái này đường kính phạm vi mới là vừa mới bắt đầu. Còn có thể tại tiếp tục mở rộng đi xuống. 1 vạn mễ, 2 vạn mễ, 3 vạn mét. 8 vạn mễ, 9 vạn mễ, thẳng đến 10 vạn mét đường kính phạm vi chính là, biển mây lĩnh vực rốt cuộc tới rồi cực hạn. Phong vân chấp động hình thành lĩnh vực còn lại là 10 vạn mét đường kính cực hạn. Hắn đối 10 vạn mét cuồn cuộn biển mây cảm giác trải rộng 10 vạn mét trực tiếp, chạm đến tất đạt, có thể nói chỉ cần toàn bộ biển mây lĩnh vực đều thực nhiêu ích, bởi vì ở cái này 10 vạn mét trong lĩnh vực, hắn có thể nhất niệm chi gian đến bất luận cái gì địa phương, điều động phong vân chi lực. Đương nhiên đây mới là bắt đầu. Kế tiếp mới là hắn muốn thử nghiệm trọng điểm. Có phong vân đó là lôi điện, cuối cùng sẽ hình thành nước mưa. Thẳng đến cuối cùng hắn muốn ở cái này trong lĩnh vực thi triển trên người hắn 10 đại đạo thụ chi lực, hoàn toàn có thể dung nhập ở trong đó, nếu một khi thành công, với hắn mà nói sẽ là ý nghĩa phi phàm, thực lực tăng trưởng gấp bội sự tình. Đang ở biển mây trong lĩnh vực, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, thổ lộ lôi đình. Thúc dục lôi đình nói thụ lực lượng. Một đạo lôi điện ngay lập tức từ trong cơ thể mà ra. Răng rắc. Lôi đình thành công xuất hiện ở biển mây chung. Không tưởng được kết quả xuất hiện, có thừa phong vân chi lực trời sinh cùng lôi đình hỗ trợ lẫn nhau. Dương Nghị Vân từ trong cơ thể triệu hoán mà ra này một đạo lôi đình trên thực tế rất nhỏ, nhưng lại ở phong vân chi lực tương phụ dưới nháy mắt tăng đại hóa thành một đạo vài trăm thước chi lớn lên lôi đình tia chớp, răng rắc một thanh âm vang lên triệt ở biển mây chung. Tức khắc như là có phản ứng hóa học giống nhau, nguyên bản trắng tinh như tuyết cuồn cuộn biển mây, tại đây một đạo lôi đình bơi lội dưới biến thành đen nhánh chi sắc. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, lần thứ hai ra tiếng, thủy tới. Một tiếng lạc bế điều động trong cơ thể thủy thuộc tính thủy chi đạo thụ. Xôn xao lạp, trời mưa, thành, Dương Nghị Vân kích động tự nói. Ngay sau đó hắn tăng lớn lôi đình cùng thủy thuộc tính nói thụ chi lực điều động. Kết quả mưa bụi hóa thành tầm tã mưa to. Phía dưới đúng vậy núi non, lại là ở ngắn ngủn vài phút thời gian nội, hình thành một mảnh đầm lầy. Thật sự là làm được mưa to hồng thủy ngập trời trình độ. Dương Nghị Vân biết chính mình phỏng đoán cùng nếm thử hoàn toàn thành lập. Trong lòng vừa động lại rất nhẹ giọng một câu, kết băng. Vô hình bên trong không khí kịch liệt rét lạnh dựng lên, nước mưa ngừng, nhưng là phía dưới phàm là có thủy. Hoặc là nói vạn mét biển mây lĩnh vực trong vòng bắt đầu xương trắng đại tác phẩm, hóa thành một mảnh băng thiên thế giới. Sở hữu sự vật đều kết băng, trở thành khắc băng. Nhìn phía dưới trong suốt băng thế giới, Dương Nghị Vân nhếch miệng cười to. Hắn hoàn thành phong vân lôi điện tự nhiên chi lực sau, tiến thêm một bước làm được khống thủy thành băng, kế tiếp hắn sẽ nếm thử ở 10 vạn mét đường kính biển mây trong vòng tăng thêm mặt khác thuộc tính chi lực. Dương Nghị Vân như là phát hiện một cái tân thế giới giống nhau tràn ngập hưng phấn, vừa muốn tiếp tục nếm thử mặt khác lực lượng thời điểm, lại là mày nhăn lại. Trong lòng nhất định sau lưng cánh chim sơn động 10 vạn mét biển mây nháy mắt thu lên. Hắn tựa hồ cảm giác được thiên địa có dao động, dựng lên vẫn là không gian dao động. Tức khắc cảnh giác lên. Vẫn là bốn phía nhìn lại. Nhưng là hắn cũng không có cái gì phát hiện. Bất quá hắn trước sau cảm giác không đúng lắm. Nhưng cẩn thận đi cảm thụ lại không có gì.
chẳng lẽ là ta quá nhạy cảm không thành? Dương Nghị Vân tự nói. Hắn ở phía trước một khắc thật là cảm nhận được thiên địa bên trong có không gian chi lực ở nhảy lên, nhưng lúc này đi cảm thụ một chút, có biến mất không thấy. Một tia đều không có phát hiện. Làm hắn cảm giác có ảo giác giống nhau, cẩn thận đi cảm thụ nửa ngày thiên địa chi gian phi thường bình tĩnh. Dương Nghị Vân rất rõ ràng tới rồi hắn cái này giai đoạn, rất khó có ảo giác. Tuy rằng cái gì đều cảm thụ không đến, cùng nhau bình tĩnh, nhưng hắn vẫn là cảm thấy hẳn là phải cẩn thận. Dù sao hắn muốn thí nghiệm ý nghĩ đã hoàn thành, chứng minh rồi hắn ý nghĩ là đúng, phong vân lôi điện quá trình đầu tiên là không thành vấn đề, đến nỗi mặt khác về sau chậm rãi đi nghiên cứu cũng là có thể. Một khi đã như vậy vậy trước rời đi nơi này lại nói, rốt cuộc hắn thâm nhập ở thiên tộc địa bàn thượng, tương đương là 33 thiên điện hậu phương lớn, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. 33 thiên điện có cái thiên thánh điện cơ cấu, mới là chân chính cường đại lực lượng, không phải bãi ở bên ngoài tổ chức. Dương Nghị Vân đối trường tím lâm cái kia huynh đệ lục soát quá hồn, hiểu biết thiên thánh điện chân chính cường đại. Từ siêu hồn được đến tin tức chung biết được, thiên thánh điện thật đúng là một cái quái vật khổng lồ giống nhau tồn tại, giảng nói thật Dương Nghị Vân đã biết 33 thiên điện thiên thánh điện tình huống sau, trong lòng thật đúng là có chút chột dạ. Ở hắn siêu hồn được đến tin tức chung, thiên thánh điện thấp nhất cấp bậc tiến vào ngạch cửa đều là thiên đạo cảnh giới cấp bậc, mà toàn bộ thiên thánh điện chung chia làm 3 cái giai tầng, đương nhiên là dựa theo thực lực phân chia. Đệ nhất cầu thang là thiên đạo cảnh giới, tỉ như thiên đạo cảnh giới thượng trung hạ tam cảnh giới. Đệ nhị cầu thang là thiên đạo quy tắc giai đoạn, từ thiên đạo cảnh quy tắc 1 trọng đến 5 trọng cấp bậc. Đệ tam cầu thang là siêu việt quy tắc tồn tại, bước vào hợp đạo trình tự chí cường giả. Đệ nhất cầu thang số lượng nhiều nhất, ở hắn siêu hồn tin tức chung cư nhiên bao lớn 50 vị, chính là tương đương đáng sợ số lượng, từ thiên đạo sơ cấp đến thượng vị thiên đạo cảnh giới đều có, đương nhiên tu vi cảnh giới càng cao càng ít. Đệ nhị cầu thang quy tắc trình tự có được 30 cái, thiên đạo 1 trọng có 9 người, nhị trọng 7 người, tam trọng 6 người, 4 trọng 5 người, 5 trọng 3 người, thêm lên suốt 30 chi số. Đệ tam cầu thang hợp đạo cảnh giới chỉ có 3 người, chính là hợp đạo 1 trọng cấp bậc, tuy rằng thiếu, nhưng lại là hợp đạo cấp bậc, nhưng lại xem như chân chính chí cường giả hàng ngũ tồn tại. Lúc ấy được đến này đó siêu hồn tin tức lúc sau, Dương Nghị Vân trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhưng lại bởi vì Bạch phu nhân ở đây, hắn không biểu hiện ra ngoài. Nhưng lại vẫn luôn như một cây thứ giống nhau chát ở hắn trong lòng thượng. Trước đó, hắn từ Vĩnh Hằng Thần Giới mang ra 15 tên thiên đạo cường giả cảm giác chính mình đã thực như bức, nhưng hiện tại cùng 33 thiên điện thiên thánh điện cường giả đối lập một chút, hắn nội tâm điểm nào kiêu ngạo bị vô tình nghiền áp đi xuống. Căn bản không phải một cái thể lượng cấp bậc, không có biện pháp đánh đồng. Nhân ra chỉ cần thiên đạo cảnh giới liền có 50 vị, thiên đạo quy tắc cấp bậc 30 vị, hợp đạo cấp bậc chí cường giả cũng có 3 vị, hoàn toàn là chân chính quái vật khổng lồ. Hiện tại Dương Nghị Vân rốt cuộc đã biết, vì cái gì đế tôn vô thượng ở thiên tộc là vô thượng, bên ngoài thượng toàn bộ thiên tộc tuyệt đối người thống trị, thậm chí có thể nói là toàn bộ thần giới người thống trị. Không nói đế tôn vô thượng tự thân thực lực, chỉ cần hắn dưới tòa một cái thiên thánh điện cơ cấu, liền đủ để quét ngang toàn bộ thần giới. Ít nhất Dương Nghị Vân trong lòng như vậy tạm thời cho là như vậy. Với hắn mà nói thật là phi thường đại áp lực. Hắn hiện tại mới biết được hắn muốn đối mặt chính là một cái kiểu gì tồn tại cường đại địch nhân thế lực. Cũng khó trách đế tôn vô thượng không có trực tiếp đối hắn ra tay, nói trắng ra là, hắn ở đế tôn vô thượng trong mắt thật đúng là liền không đủ tư cách. Nhân gia phái ra thiên thánh điện, liền cũng đủ có thực lực nghiền áp hắn. Dương Nghị Vân cũng may mắn hắn không có đầu óc nóng lên, mang theo 15 tên thiên đạo trực tiếp đánh thượng 33 thiên điện đi, có thể tưởng tượng, hắn nếu là thật như vậy nhiều, đánh giá chính là càn khôn thần điện chung kết. Hắn ra tới du lịch, tiến đến thiên tộc địa bàn châm ngòi thổi gió phương thức ngược lại là chính xác. Ít nhất hắn một người nói, nhìn như nguy hiểm, nhưng lại cũng quay lại tự nhiên. Hơn nữa hắn từ trường tím lâm cái kia huynh đệ trong óc siêu hồn được đến tin tức là, thiên thánh điện có một cái kế hoạch là, chỉ cần có thể tìm được càn khôn thần điện nơi ở, sẽ xúc động toàn bộ thiên thánh điện cường giả nhất cử phá hủy càn khôn thần điện. Chẳng qua tìm kiếm càn khôn thần điện cũng không phải dễ dàng như vậy. Dương Nghị Vân âm thầm may mắn hắn xuất hiện ở thiên tộc địa bàn, tin tưởng hắn xuất hiện tin tức sau khi rời khỏi đây, thiên thánh điện những cái đó cường giả lực chú ý liền sẽ chuyển rời đến trên người hắn. Mà càn khôn thần điện tắc sẽ an toàn. Càn khôn thần điện tuyệt đối là không thể có việc, hắn thân nhân bằng hữu đều càn khôn thần điện,
nơi đó hiện tại là chính mình hang ổ. Hắn tình nguyện chính mình thừa nhận thật lớn áp lực, cũng không nghĩ Càn Khôn thần điện có việc. Trong lòng đã tuyệt đối, từ giờ trở đi, hắn liền ở thiên tộc địa bàn thượng hoạt động, một chút đi tan giã 33 thiên điện, đối với những cái đó không phục 33 thiên điện thiên tộc, có thể mượn sức liền phải mượn sức, ở 33 thiên điện hậu phương lớn làm phong làm vũ, luôn là có thể chậm rãi tiêu hao bọn họ lực lượng. Hơn nữa hiện tại hắn được đến, phong vân cánh chim lúc sau, tương đương có được chạy trốn chí bảo, một kiện không chịu không gian ước thúc chí bảo, 33 thiên điện thiên thánh điện cường giả muốn bắt lấy hắn đuổi theo hắn, là sẽ không dễ dàng như vậy. Dựng lên phong vân cánh chim hình thành biển mây lĩnh vực cùng hắn 10 đạo thuộc tính chi lực phi thường phù hợp, ở biển mây thẳng tới trời cao chung hắn có thể thi triển quá nhiều thủ đoạn. Chậm rãi chu toàn liền có thể. Lúc này Dương Nghị Vân cảm giác có chút không thích hợp, chuẩn bị rời đi nơi này lại nói. Sau lưng phong vân cánh chim lập lòe, chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại là bốn phía vạn mét ở ngoài, thần quang đại động, một đạo tiếp theo một đạo hơi thở xuất hiện, ước chừng 7 đạo hơi thở. Từng đạo cường đại hơi thở xuất hiện ở vạn mét ở ngoài. Ngay sau đó có cuồng ngạo thanh âm vang lên. Tiểu tử lá gan thật đại, cư nhiên chạy tới ta thiên tộc Dương Oai, mãn thế giới tìm ngươi, ngươi lại chính mình đưa tới cửa tới, hảo hảo hảo, thực hảo. Một cái mang theo âm nhu thanh âm vang lên. Giết ta thiên thánh điện người, cứ như vậy tưởng rời đi, thật đương chính ngươi là thần tôn sao. Ha ha, trước kia là tiểu tử ngươi không đủ chúng ta ra tay tư cách. Hiện tại nhưng thật ra muốn nhìn, người có gì thủ đoạn. Một đám thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Dương Nghị Vân sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay sau đó lại giãn ra mở ra. Từ trường tím lâm cái kia huynh đệ siêu hồn tin tức chung biết được, lần này thiên thánh điện đi ra 10 đại thiên đạo cấp bậc. Bao gồm trường tím lâm 3 người, bất quá trường tím lâm tam huynh đệ đã bị hắn chém giết. Hiện tại nhìn một chút vạn mét ở ngoài hiện lên 7 người vây quanh hắn, vừa lúc là 7 người. Nhưng đều không tính cái gì. Bởi vì tất cả đều thiên đạo cảnh giới, không có một cái thiên đạo quy tắc tồn tại. Đều là thượng vị thiên đạo cảnh giới mà thôi. Với hắn mà nói thật đúng là không phải cái gì đồ ăn. Đừng nói thượng vị thiên đạo cảnh giới, chính là thiên đạo quy tắc một vài trọng tồn tại, lấy hắn hiện tại thực lực cũng là chiếu sát không lầm. Đừng nói tới 7 cái thượng vị thiên đạo cấp bậc, liền tính là lại đến gấp đôi cũng đối hắn không ảnh hưởng. Hắn sợ chính là tới mấy cái cao giai quy tắc thiên đạo cường giả, thậm chí là tới hợp đạo cảnh giới cường giả, kia hắn liền phải chạy lúc. Nghe bốn phía vang lên nói chuyện thanh, một đám kiêu ngạo ương ngạnh, bá đạo vô cùng, Dương Nghị Vân cười lạnh, thật đúng là 33 thiên điện phong cách, nghĩ đến đều là không coi ai ra gì. Ngay sau đó 7 tên thượng vị thiên đạo từ xa tới gần, tới rồi hắn 100 mét chỗ, như cũ là vây quanh chi thế. Dương Nghị Vân nhìn chung quanh qua đi. Thuần một sắc thượng vị thiên đạo cảnh giới, 7 người có nam có nữ, có già có trẻ, hắn cũng không có hứng thú đi cẩn thận đánh giá những người này. Dù sao những người này chi thế 33 thiên điện thiên thánh điện đi ra nhóm đầu tiên, xem như ở thiên thánh điện lót đế cái loại này, cường giả chân chính tất nhiên sẽ đến, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Giết đó là, ha ha, người chờ đều là thiên thánh điện một đám tầng dưới chót pháo hôi mà thôi, có cái gì khả đắc ý. Bản tôn chính là Càn Khôn thần điện thần tôn, cùng các ngươi đế tôn ngang nhau, như thế coi rẻ bản tôn, các ngươi bồi sao. Dương Nghị Vân không chút khách khí cãi lại, ở phương diện này Dương mẫu nhân còn chưa bao giờ có ăn qua mệt. Làm càn, lớn mật, một giới sơ cấp thiên đạo mà thôi, ai cho ngươi lá gan. Mạnh miệng vô dụng, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Đừng cùng tiểu tử này vô nghĩa, trực tiếp bắt lấy người khác đầu, trở về phục mệnh đi. Sát. 7 đại thượng vị thiên đạo bị Dương Nghị Vân một câu chọc giận, tức khắc từ bốn phương tám hướng ra tay. Dương Nghị Vân cười lạnh, bản tôn phong vân lĩnh vực mới thành lập, vừa lúc đem các ngươi khai cái điểm có tiền. Đối mặt 7 tên thiên đạo hùng hổ công kích mà đến. Dương Nghị Vân cười lạnh dứt lời, trầm giọng nói, phong vân lĩnh vực khai. Sau lưng phong vân cánh chim thần quang đại tác phẩm. Tức khắc gió nổi lên mây di chuyển, tứ phương thiên địa biển mây cuồn cuộn. Trong nháy mắt hình thành một cái thượng vạn mét biển mây. Mà Dương Nghị Vân còn lại là hoàn toàn dung nhập biển mây chung. Hắn có 10 vạn mét lĩnh vực, nhưng đối phó này 7 người vạn mét lĩnh vực cũng đủ. Ầm ầm ầm, biển mây quay cuồng, nổ vang không ngừng vang lên, lại là thiên thánh điện 7 đại thiên đạo ra tay công kích. Nhưng lại tất cả đều đánh vào biển mây chung. Ở 7 đại thiên đạo trong mắt,
Bọn họ công kích đối với Dương Nghị Vân đánh qua đi, lại là nhìn đến Dương Nghị Vân sau lưng xuất hiện một đôi cánh chim cánh kích động dưới toát ra cuồn cuộn biển mây, vô tận màu trắng ngà biển mây bao phủ bọn họ. Hơn nữa bọn họ phát hiện thực hiện hoàn toàn bị biển mây che đậy, ngay cả thần thức đều khi phóng không ra đi. Cái này thiên thánh điện này đó cường giả một đám sắc mặt đại biến. Đại gia cẩn thận, này có chút cổ quái, ở biển mây trong vòng hoàn toàn nhìn không tới. Biến thanh định vị, mọi người dựa sát. Chung quy đều là thiên đạo cường giả phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, nháy mắt liền tìm tới rồi một cái biến thanh dựa sát biện pháp. Ở ngăn cách thần thức che đậy tầm mắt biển mây chung, đại gia đầu tiên phải làm đó là liên hợp ở bên nhau, nếu không rất có khả năng bị từng cái đánh bại. Chỉ có phát ra âm thanh mới có thể làm đại gia tụ ở bên nhau. Hơn nữa hoàn cảnh này trong vòng bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay, nếu không thực dễ dàng thương đến người một nhà. Nói chuyện chi gian thiên thánh điện bảy đại cao thủ nhanh chóng dựa sát. Nhưng là, Dương Nghị Vân sẽ cho bọn họ cơ hội sao? Đáp án là phủ định. Giờ phút này đang ở biển mây đỉnh, xuất hiện ở này đại cao thủ trên không biển mây Dương Nghị Vân, nhếch miệng mà cười. Ở chính hắn phong vân trong lĩnh vực, người khác là người mù, hắn cũng không phải là, phía dưới bảy tên thiên đạo vị trí cùng bọn họ nói chuyện thanh âm hắn rõ ràng. Nhìn đến bảy người cư nhiên thực mau tìm được rồi biện pháp, nói chuyện truyền lại định vị, hắn lẩm bẩm, ha ha, không lỗ là 33 thiên điện thiên thánh điện đi ra cường giả, phản ứng nhưng thật ra mau, nhưng các ngươi cho rằng bản tôn sẽ cho các ngươi gặp nhau cơ hội sao, kế tiếp hảo hảo lĩnh giáo một chút bản tôn thủ đoạn đi, ha ha. Dương Nghị Vân cười to chung, vung lên biển mây quay cuồng dựng lên, ngay sau đó thúc giục lôi đình nói thụ chi lực. Ầm vang, răng rắc, một đạo lôi đình từ trong cơ thể mà ra tiến vào biển mây lúc sau, nháy mắt liền hóa thành một cái vài trăm thước lớn lên tia chớp du long ở hắn ý niệm xu thế hạ du động lên. Cuồn cuộn lôi đình vang lên sau, bảy cái thiên đạo phân rõ thanh âm tưởng định vị phương thức chết non. Bởi vì bọn họ nghe được tất cả đều là tiếng sấm tiếng động. Không còn có bất luận cái gì mặt khác thanh âm. Hơn nữa đáng sợ chính là, màu trắng ngà lăn 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 biển mây hóa thành mây đen. Gió nổi lên mây di chuyển, lôi đình vang vọng cửu thiên, mây đen quay cuồng, sinh ra vô cùng áp lực cực lớn. Không riêng gì lực lượng trình tự áp lực, càng có rất nhiều đến từ trong lòng áp lực. Cái này thiên thánh điện bảy đại cao thủ đều sắc mặt thay đổi, bọn họ biết bọn họ coi thường Dương Nghị Vân. Tiểu tử này căn bản liền không phải cái gì thiên đạo cảnh giới sơ cấp tu vi cảnh giới, sợ là một cái vượt quá bọn họ tưởng tượng trí cường giả. Trong nháy mắt bảy người thay đổi ý niệm, hướng về cùng nhau dựa sát là không được, hiện tại ngược lại làm cho bọn họ cảm nhận được vô cùng nguy hiểm, đều là tu luyện vô tận năm tháng lão yêu quái, toát ra một ý niệm, hướng ra phía ngoài mà chạy đi. Chỉ có chạy ra cuồn cuộn biển mây, đại gia mới có thể thấy rõ hoàn cảnh, nếu không ở chỗ này đại gia chính là trợn mắt người mù. Là kẻ điếc. Chưa chừng sẽ có tánh mạng chi ưu. Vì thế bảy người xoay người tứ tán mà chạy. Bất quá bọn họ coi thường Dương mẫu nhân thủ đoạn. Ở phong vân trong lĩnh vực, hoàn toàn có thể nói Dương Nghị Vân chính là thần giống nhau tồn tại, trừ phi là tu vi cường quốc hắn rất nhiều cường giả, lấy lực lượng tuyệt đối mới có thể phá biển mây. Nếu không một khi tiến vào nghĩ ra đi, đó là nằm mơ. Hơn nữa hắn có thể nhất niệm chi gian làm biển mây khuếch tán đi ra ngoài. Phải biết rằng hắn lĩnh vực là vạn mét đường kính, còn có thể theo hắn một niệm kéo dài, dù sao vạn mét đường kính hắn làm trưởng thành hình vuông chính là hình chữ nhật. Còn nữa cũng căn bản ngươi không cần kéo dài khuếch tán, bởi vì kế tiếp hắn muốn trời mưa. Thủy tới, thổ lộ hai chữ, trong cơ thể thủy thuộc tính nói thụ lực lượng mà ra. Xôn xao, tầm tã mưa to chảy ngược, hắn này cũng không phải là tầm thường nước mưa, đây là nói thụ chi lực. Trong lòng ở động. Một tiếng kết băng. Toàn bộ lĩnh vực nước mưa bắt đầu kết băng. Cho đến hàn khí hình thành, hắn có thể hoàn toàn đông chết những người này. Phải biết rằng trong thân thể hắn còn có chí âm chi lực, đây chính là có thể làm nước mưa kết băng cho đến chi lực. Một niệm dưới toàn bộ lĩnh vực hóa thành hàn băng thế giới, thiên thánh điện bảy đại thiên đạo cao thủ, hoàn toàn bị đóng băng lên. Nháy mắt như ngừng lại không trung. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, thúc giục chí âm chi lực. Cấp 7 người ra cố đóng băng. Lôi đình. Một tiếng lôi đình dưới, biển mây trung xuất hiện 7 đạo lôi đình trực tiếp bổ về phía thiên thánh điện 7 người. Ầm ầm ầm. Răng rắc sát. Có một cái tính một cái, thiên thánh điện 7 đại thiên đạo cao thủ, ở chí âm chi lực kiên cố đóng băng hạ, bị 7 đạo lôi đình bổ chúng, nháy mắt hóa thành từng khối ngón cái tiểu nhân khối băng.
lần này hoàn toàn là thân thể cùng nguyên thần đồng thời hủy diệt kết cục. 33 thiên điện thiên thánh điện 7 đại thượng vị thiên đạo cảnh giới cao thủ, cứ như vậy bị Dương Nghị Vân chém giết một cái sạch sẽ. 7 đại thượng vị thiên đạo ở hắn lĩnh vực trợ lực hạ, hoàn toàn đem trong cơ thể nói thụ chi lực uy lực cấp phát huy ra tới, hơn nữa nói thụ chi lực ở biển mây trong lĩnh vực là có thêm vào, uy lực sẽ càng cường đại hơn. Này liền cùng cấp với hắn ở nhất niệm chi gian diệt sát 7 đại thượng vị thiên đạo cường giả. Phi thường nhẹ nhàng cái loại này. Đương nhiên liền tính không có phong vân lĩnh vực hắn đối mặt thượng vị cảnh giới cũng có thể nháy mắt hạ gục, có thể di động dùng lĩnh vực lúc sau, thực hiển nhiên hắn sẽ càng thêm nhẹ nhàng, cũng có thể biết về sau đối mặt càng cường đại hơn thiên đạo cường giả xuất hiện, lĩnh vực thượng nên như thế nào đi vận chuyển, làm chính mình càng có thể tâm dùng tay, thiếu một ít phiền toái, nhiều một phần bảo đảm. Dù sao trải qua lúc này đây, Dương Nghị Vân đối phong vân cánh chim sở mang đến uy lực là phi thường vừa lòng. Hơn nữa đối ngày sau như thế nào đi đem 10 đại đạo thụ chi lực kết hợp ở trong lĩnh vực càng thêm có tin tưởng. Đương nhiên Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng hơn, hắn hôm nay chém giết thiên thánh điện 7 đại thượng vị thiên đạo, tương đương là đâm thủng ong vò vẽ oa, tiếp theo tới tìm hắn tất nhiên liền sẽ là thiên đạo quy tắc cường giả. Bất quá hắn cũng có trong lòng chuẩn bị. Với 33 thiên điện chiến đấu chém giết từ lúc bắt đầu cũng đã chú định. Nếu là 33 thiên điện không biến mất, đế tôn bất tử. Đó chính là hắn chết, càn khôn thần điện diệt vong. Cho nên hắn cũng là không có cách nào. Có thể làm chỉ có thẳng tiến không lùi đi xuống đi. Hắn bước vào thiên tộc địa bàn, chính là muốn sớm 33 thiên điện hậu viện đốt lửa, đem 33 thiên điện hoàn toàn cấp bừa bãi. Như thế hắn mới có thể trong lúc hỗn loạn tìm được cơ hội, đi đỉnh 33 thiên điện. Nếu không lấy hắn hiện tại thế lực cùng càn khôn thần điện trước mắt quy mô căn bản là vô pháp cùng 33 thiên điện một trận chiến. Trước kia là hắn tưởng quá đơn giản. Theo tu vi cùng thân phận tăng lên, chỗ đã thấy thần giới liền càng thêm rõ ràng, đồng thời cũng thấy được thần giới căn thâm thủy. Thế giới này xa không phải hắn ngẫm lại tượng trung đơn giản như vậy. Hô! Đứng ở đám mây Dương Nghị Vân hộc ra một hơi chọc khí. Chấp động phong vân cánh chim, toàn bộ biển mây thu hồi. Kế tiếp nên đi địa phương nào? Hắn còn không có nghĩ đến, bất quá trước mắt cái này nơi này là không thể đợi, nháo ra lớn như vậy động tĩnh, 33 thiên điện thực mau sẽ có phản ứng. Tạm thời vẫn là muốn bổ ra mũi nhọn. Hắn còn muốn đi thiên tộc địa bàn càng nhiều địa phương đi xem. Nhìn xem toàn bộ thiên tộc rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Đi tìm hiểu một chút trừ bỏ 33 thiên điện khống chế thế lực. Mặt khác những cái đó thiên tộc thế lực đối 33 thiên điện có phải hay không cũng cùng Bạch Phu Nhân như vậy. Muốn đi hiểu biết một chút, đại chúng hóa thiên tộc đối phi thăng nhất tộc là cái gì thái độ, tương lai nếu thật tới rồi hai tộc xung đột toàn diện bùng nổ thời điểm, thiên tộc cùng phi thăng nhất tộc hay không có thể hòa bình ở chung, vạn tộc chi gian có không cùng chung thần giới. Trong lòng vừa động phong vân cánh chim chấp động dưới, Dương Nghị Vân hóa thành một đạo 7 màu lưu quang biến mất ở phía chân trời. 10 ngày lúc sau Dương Nghị Vân xuất hiện ở một cái thần bờ sông Duyên. Tới rồi nơi này lúc sau, hắn dừng lại, là bởi vì hắn phát hiện một sơn thôn nhỏ giống nhau địa phương, cảm giác thực bình dân, làm hắn cảm thấy hứng thú chính là, ở thần giới cư nhiên cũng có thể phát hiện sơn thôn giống nhau địa phương. Thần giới to lớn vô cùng, hắn không đi qua đi qua địa phương rất nhiều. Phát hiện như vậy một cái thôn xóm đảo cũng không kỳ quái. Hơn nữa toàn bộ thần giới. Đều không phải là tất cả đều là cao giai thần linh. Cường giả vĩnh viễn là số ít. Càng có rất nhiều tầm thường bình thường người. Có quá nhiều thần linh vĩnh viễn liền tạp ở cùng cái cảnh giới không thể đột phá. Mặt khác đối với càng nhiều ngày tộc tới nói, tu vi cảnh giới là sinh ra đã có sẵn, thần giới sinh linh ra đời ở thần giới, từ sinh ra chính là thần linh, cho nên bọn họ càng nhiều là không thể tiến giai, ra đời chỗ là thần nhân là thiên thần. Vĩnh viễn chính là... Chỉ có số rất ít giả mới có thể đột phá tự ngộ đạt tới tiến giai. Này cũng coi như là một loại thiên đạo công bằng đi. Bởi vì trong tam giới có tiên giới, tu chân giới, vô số tiểu thế giới, bọn họ sinh ra chi phàm tục chi linh, liền tính là có thể bước vào tu luyện chi lộ, cũng yêu cầu đi bước một tu luyện nỗ lực đi lên, không giống thần giới thần linh vừa sinh ra chính là thần linh. Cho nên nói thần giới có như vậy thôn xóm nhỏ, sinh hoạt thần giới tầng chót nhất thần linh. Dương Nghị Vân cũng không kỳ quái. Hắn từ trên trời giáng xuống, đem chính mình tu vi nội liễm đi xuống, rồi sau đó đi vào cái này tọa lạc ở một cái thật lớn thần bờ sông Duyên thôn xóm nhỏ. Đi xem thần giới tầng chót nhất thần dân sinh sống hoàn cảnh,
hắn nhưng thật ra cảm giác rất có ý tứ. Cũng tràn ngập hứng thú. Dương Nghị Vân trong tầm mắt là cái tràn ngập tự nhiên hơi thở thôn xóm, kiến trúc phong cách hoàn toàn cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau, phòng ở cư nhiên cách thật xa nhìn qua như là một đám thật lớn vỏ sò dựng mà thành. Mỗi một cái vỏ sò đều có 10 mét tả hữu lớn nhỏ, như thế tam phiến thật lớn vỏ sò là có thể dựng thành một tòa người bình thường cư trú nhà cửa, thành hình tam giác. Nhìn rất có phong cách, thực độc đáo. Đương nhiên cũng có lớn hơn nữa kiến trúc tồn tại, nhiều có thể dùng mười mấy hơn 20 vỏ sò tu sửa mà thành. Có màu trắng, phen, màu lam, kim sắc, màu xanh lục từ từ, hoàn toàn là 7 màu chi sắc thôn xóm, như là thế giới cổ tích thôn xóm nhỏ. Dương Nghị Vân ở phía chân trời phía trên nhìn đến ước chừng có 3-40 hộ bộ dáng. Kia tính đại, nhưng nhìn phi thường mỹ. Đặc biệt ở phóng nhãn nhìn lại mênh mông vô bờ thần bờ sông thượng, như vậy thôn xóm nhỏ thật là rất ít thấy. Mà Dương Nghị Vân một đường phi hành mà đến, cũng không biết tới rồi địa phương nào, dù sao hắn cảm giác phạm vi mấy trăm vạn dặm đều là dân cư thưa thớt, chỉ có như vậy một cái thôn xóm nhỏ, cùng thấy được, đây cũng là hắn phi rơi xuống nguyên nhân. Cùng với nói là một cái thần hà chi bằng nói càng như là hải. Phi thường đại, thôn xóm vị trí nơi bờ sông tuyến cũng thực rộng lớn, khoảng cách có núi non địa phương còn có mấy ngàn. Dương Nghị Vân đi vào cái này thôn nhỏ khẩu thời điểm, đã bị người cấp ngăn trở xuống dưới. Người nào tự tiện xông vào ta màu hà cảnh. Hai đại thần quang thoáng hiện, Dương Nghị Vân trong tầm mắt xuất hiện hai gã cầm trong tay tam xoa kích tráng hán, để chân trần trên người còn lại là ăn mặc cùng loại vỏ sò chế tạo chiến giáp. Nhưng thật ra thực tinh xảo. Hai cái tinh tráng nam tử ở Dương Nghị Vân trong mắt chính là hạ vị thiên thần, điểm này tu vi cảnh giới trong mắt hắn tự nhiên không tính cái gì. Nhìn qua bọn họ trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng khẩn trương. Dương Nghị Vân tuy rằng nội liếm hơi thở, nhưng hắn chung quy là thiên đạo cảnh giới tu vi, hai cái thiên thần cấp bậc thần nhân tự nhiên nhìn không thấu, nhưng thân là thần nhân cảm giác là nhạy bén, tự nhiên có thể cảm giác đến hắn không phải tầm thường thần nhân đơn giản như vậy. Có khẩn trương cũng là bình thường. Lại nói hắn thiên đạo khí chàng tuy rằng dựa theo lão nhân cách nói tận lực ở tu luyện ảnh tàng, nhưng như cũng không có hoàn toàn áp xuống đi, vô hình bên trong vẫn là sẽ có người khí chàng tồn tại. Cái này làm cho hai cái tự xưng là màu hà cảnh thần nhân khẩn trương cũng bình thường, cũng phản ứng lại đây nơi này nhìn giống thôn xóm địa phương, cũng không phải xưng thôn, mà là lấy cảnh vì danh, màu hà cảnh tên nhưng thật ra dễ nghe. Dương mỗ nhân tận lực làm chính mình tràn ngập thiện ý mỉm cười, ôm quyền nói, nhị vị đạo hữu không cần khẩn trương, tại hạ từ xa xôi nơi vân du mà đến, đi ngang qua quý mà chỉ là đến xem, cũng không ác ý. Đúng lúc này một đạo thần vương cấp bậc hơi thở bay nhanh mà đến, từ xa tới gần phát ra tang thương thanh nói, minh sán minh huy không được vô lễ. Dứt lời chi gian, tại chỗ xuất hiện một người đầu bạc râu bạc trắng lão ông, thoạt nhìn mạo điệt chi năm, cầm trong tay cốt trượng, lưng còng lợi hại. Đối với Dương Nghị Vân ôm quyền hành lễ nói, thượng thần có lễ, lão hủ màu hà cảnh cảnh chủ túc tấp cung nghênh thượng thần giá lâm ta màu hà cảnh. Dương Nghị Vân xem đối phương lớn tuổi, lại cũng không bày ra cái gì thượng thần cái giá tới, hắn là mới tới bảo địa người, ý ở vân du khắp nơi nhìn xem, tự nhiên là điệu thấp một ít hảo. Thấy vị này tự xưng là túc tấp lão giả vẻ mặt ôn hòa, cũng không dám thác đại, vội vàng ôm quyền nói, đạo huynh có lễ, lại lần nữa mới tới bảo địa, vân du mà đến. Lại là quấy rầy. Không sao, thượng thần không lấy làm phiền lòng, bọn họ không đi qua cái gì đại địa phương, vô tình mạo phạm thượng thần. Túc tấp nói chuyện chỉ vào bên người hai cái đại hán. Dương Nghị Vân cười cười dừng tay, tỏ vẻ không thèm để ý. Lại nói tiếp thật là hắn tự tiện xông vào nhân gia thôn xóm, bị ngăn lại tới cũng bình thường. Thượng thần thỉnh túc tấp lại là ý bảo Dương Nghị Vân tiến vào bọn họ thôn xóm. Đương nhiên ở chỗ này thôn xóm gọi là cảnh. Đa tạ Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ một tiếng, đi theo túc tấp bước vào màu hà cảnh. Một đường đi đến, gần gũi quan khán màu hà cảnh phòng ốc kiến trúc, ở hắn xem ra đích xác như vỏ sò giống nhau tài liệu kiến tạo mà thành, nhưng hắn biết hẳn là không phải vỏ sò, không có như thế thật lớn vỏ sò. Nhịn không được hỏi túc tấp nói, đạo huynh này đó kiến trúc tài liệu là vật gì chế tạo mà thành, nhưng thật ra độc đáo khẩn. Túc tấp cười cười nói, mỗi một cái tới ta màu hà cảnh đạo hữu đều sẽ có này vừa hỏi. Dừng một chút tiếp tục nói, này đó là ta màu hà cảnh nội thần giữa sông độc hữu màu thần bối, tiểu nhân có 3 mét tả hữu, rất có mười mấy 20 mét tả hữu, cứng rắn khinh bạc, nước lửa không xâm nhất thích hợp khỏe mạnh nhà cửa điện phủ,
nhưng hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa, ở bên trong loại tu luyện đối tu luyện có được tuyệt hảo công hiệu. Tại đây thần giới biên hoang nam bộ phạm vi mấy trăm vạn dặm trong vòng đều là độc nhất phân, rất nhiều thần cảnh đều sẽ tới thu thập chúng ta màu hà cảnh màu thần bối, thượng thần nếu là thích lão hủ đưa ngài một ít. Dương Nghị Vân nghe được ra tới Túc Tắc đang nói đến màu thần bối thời điểm trong lời nói tràn ngập tự hào cảm, bất quá nghe tới bực này thần bối đích xác không tồi, đương nhiên hắn muốn sẽ không đi chiếm tiện nghi. Cười cười nói, ta muốn đã có thể muốn nhiều, tự nhiên không thể chiếm tiện nghi, nói vậy các ngươi màu thần bối là có thể dùng thần thạch giao dịch đi. Nếu có thể ta yêu cầu một ít. Như thế vậy đa tạ thượng thần hảo ý, quay đầu lại ta làm người cấp thượng thần chuẩn bị, hiện tại thỉnh thượng thần nhập chúng ta màu thần cảnh làm khách. Túc Tắc tuy rằng là cái thần vương tu vi, nhưng lại là rất là thông giao tế, lời nói chi gian không kiêu ngạo không xiểm nịnh đảo cũng phù hợp Dương Nghị Vân tính tình. Hai người đàm tiếu chi gian đi tới một tòa thoạt nhìn là toàn bộ màu thần cảnh lớn nhất kiến trúc trước, Túc Tắc nói, thượng thần thỉnh, nơi này là chúng ta màu thần cảnh màu thần điện, tôn quý khách nhân tiến đến đều ở chỗ này chiêu đãi, nội loại cũng thờ phụng chúng ta màu thần nhân tối cao thánh giả, màu thần nương nương. Màu thần điện rất lớn. Từ vị diện xem độ cao đều có thượng trăm mét, chiếm địa diện tích tựa hồ cũng có hơn 1.000 bình bộ dáng, nói không chừng còn muốn đại điểm. Dương Nghị Vân đi vào đi lúc sau đầu tiên nhìn đến đó là một tôn vân dung đẹp đẽ quý giá nữ thần giống, cẩn thận cảm thụ một chút, tựa hồ tất cả đều là dùng màu thần bối chế tạo mà thành. Rất sống động. Nếu không phải không có gì sinh cơ, Dương Nghị Vân đều sẽ cho rằng là một tôn đại người sống. Quá có thần vận. Túc Tắc nói, đây là chúng ta màu thần cảnh tổ tiên màu thần nương nương, là viễn cổ thời đại thánh giả, tưởng màu thần cảnh cũng là gia quá thánh giả, cũng từng huy hoàng quá, đáng tiếc hiện tại không còn có người có thể tiến giai một thế hệ không bằng một thế hệ, tới rồi ta này một thế hệ liền dừng bước ở thần vương cảnh giới đi tới không được mảy may. Lời nói đến tả sau Túc Tắc lời nói tràn ngập cô đơn chi ý. Dương Nghị Vân lại cũng đoán được, đây là thiên tộc sinh linh trời sinh chướng ngại, vừa sinh ra chính là thần linh. Nhưng lại cũng rất khó có đột phá, có thể tự chủ tiến hóa bước vào càng cao trình tự giả, phi thường thưa thớt. Nhưng nghe Túc Tắc ý tứ, bọn họ màu thần cảnh người tựa hồ là có thể tiến hóa, chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân bị trở ngại, hiện tại tưởng tiến hóa lại là không quá khả năng. Nhịn không được hỏi, đạo huynh ý tứ, các ngươi màu thần cảnh nhất tộc là có thể tiến hóa, bước vào bình thường tu luyện chi đạo. Túc Tắc thở dài nói, đúng vậy. Tỷ như chúng ta màu thần nương nương chính là đi bước một từ thiên thần tu luyện đến thánh giả. Thánh giả, chính là thánh nhân trình tự. Dương Nghị Vân hỏi. Đúng vậy, chính là siêu thoát rồi thiên đạo cấp bậc thánh nhân. Túc Tắc tràn ngập kiêu ngạo nói. Dương Nghị Vân cái này thật là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn tùy tiện tìm một cái tiểu địa phương, đi tới thần giới biên hoang cực nam nơi thôn xóm nhỏ là có thể đụng tới một cái gia quá thánh nhân nơi địa phương. Mới đầu hắn nghe được Túc Tắc nói thánh giả. Còn tưởng rằng là một cái xưng hô phương thức, không nghĩ tới còn thánh nhân. Đương nhiên hiện tại không phải, trước mắt chính là một tôn thánh tượng mà thôi, viễn cổ thời đại, thời gian rất dài rất dài. Hiển nhiên vị này màu thần nương nương đã sớm không hề màu thần cảnh chúng, đến nỗi đi nơi nào, đánh giá chính là Túc Tắc cũng không biết. Nhưng là một chỗ xuất hiện quá thánh nhân này bản thân liền bất đồng tầm thường, trách không được Túc Tắc cái này lão nhân một cái tiểu thần vương ở hắn cái này thiên đạo cường giả trước mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh đàm thiếu tự nhiên, đây là nội tình đi. Thật đúng là không thể coi thường bất luận kẻ nào. Dương Nghị Vân đi theo Túc Tắc đi tới sau điện trong vòng sở hữu bàn ghế từ từ tất cả đều là màu thần bối chế tạo, xa hoa lộng lẫy, có một phong cách riêng. Nhập tòa lúc sau Túc Tắc làm người đưa tới các loại thần quả thần rượu tới chiêu đãi Dương Nghị Vân vị này khách quý. Thực nhiệt tình. Đối này Dương Nghị Vân kỳ thật trong lòng là có chút kỳ quái, bởi vì thiên tộc cùng phi thăng nhất tộc có rõ ràng đặc thù, hắn tin tưởng Túc Tắc lão nhân là có thể phân rõ hắn là cái phi thăng nhất tộc. Nhưng lão nhân này không hề có để ý, đối hắn như cũ thực nhiệt tình. Không có bởi vì hắn là phi thăng nhất tộc mà có bất luận cái gì kỳ thị ra tới, thậm chí ở Dương Nghị Vân cảm giác chung Túc Tắc đối hắn nhiệt tình đều có chút quá mức. Cái này làm cho hắn tuyệt đối ngược lại là có vấn đề. Cách ngôn nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo sao? Không nói đến hắn là phi thăng nhất tộc, Túc Tắc là thiên tộc, bản thân ở toàn bộ thần giới đều công nhận hai tộc chi gian có vô số năm tháng mâu thuẫn, đơn nói hắn một cái người xa lạ lần đầu tiên tiến vào màu thần cảnh Túc Tắc cũng không đạo lý đối hắn như thế nhiệt tình. Nhưng Túc Tắc lão nhân nhiệt tình hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, này không thể không làm Dương Nghị Vân trong lòng loạn tưởng. Mặt khác hiện tại hắn,
hoàn toàn không cần thiết ở trong lòng đi suy đoán hoặc là trang chuyện này đi, đơn giản trực tiếp mở miệng hỏi Túc Tắc nói, Túc đạo huynh ta có một cái nghi hoặc còn thỉnh giải thích nghi hoặc. Túc Tắc nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, buông chén rượu ngồi ở Dương Nghị Vân đối diện hắn, nghiêm túc nói, đạo huynh mời nói. Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng nói vậy Túc đạo huynh nhìn ra ta là phi thăng nhất tộc đi. Túc Tắc sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười gật đầu, tỏ vẻ biết. Dương Nghị Vân tiếp tục nói, chẳng lẽ Túc đạo huynh không thèm để ý ta là phi thăng nhất tộc thân phận. Túc Tắc nghe được Dương Nghị Vân nói như vậy, lại là cười ha ha lên nói, ha ha ha. Đạo hữu nhiều lo lắng, quả thật toàn bộ thần giới đều biết thiên tộc cùng phi thăng nhất tộc mâu thuẫn thâm hậu, thậm chí có thể nói là đối địch. Nhưng, đó là ở trung ương thần giới quan điểm, trên thực tế chúng ta này đó cổ xưa thiên tộc cùng trung ương thần giới những cái đó thiên tộc bất đồng, cũng không để ý những cái đó, hơn nữa ở tộc của ta truyền thừa trong lịch sử, viễn cổ thời đại bản thân liền cùng các ngươi phi thăng nhất tộc là phi thường hữu hảo, cho nên ở lão hủ trong lòng mặc kệ là thiên tộc vẫn là phi thăng nhất tộc đều là thần giới thần linh, không có bất luận cái gì khác nhau, tồn tại đó là nói, đây là thiên đạo. Dương Nghị Vân nghe được Túc Tắc nói chuyện. Nhìn hắn đôi mắt không giống như đang nói hoảng, tức khắc đối Túc Tắc lau mắt mà nhìn lên. Không nghĩ tới ở thần giới xa xôi mảnh đất ngược lại này đó viễn cổ thiên tộc nhìn vấn đề thấu triệt. Đa tạ. Dương Nghị Vân đối Túc Tắc nói lời cảm tạ một tiếng, hắn đại biểu chính là toàn bộ phi thăng nhất tộc nói lời cảm tạ, Túc Tắc đối phi thăng nhất tộc thái độ đáng quý. Chúng ta là viễn cổ thiên tộc lại nói tiếp kỳ thật đều không phải là trung ương thần cảnh thần dân, tự nhiên không có gì kỳ thị, đây cũng là hẳn là. Túc Tắc thực khách khí. Dương Nghị Vân cười cười gật đầu, kỳ thật là có thể vấn đề này nói qua đi, chính là hắn vẫn là đối Túc Tắc nhiệt tình cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ là có cái gì sợ cầu. Trực tiếp hỏi, đạo huynh chính là có cái gì yêu cầu tại hạ làm. Lời này ra tới, Dương Nghị Vân quan sát đến Túc Tắc thần sắc có dao động, hắn trong lòng nói, lúc này mới hợp lý. Hắn có thể làm được tự nhiên sẽ không chối từ, nhưng là sự tình muốn lộng minh bạch nói rõ ràng. Cũng sẽ không làm người chẳng hay biết gì trêu chọc hắn. Từ Túc Tắc thần sắc trên cơ bản có thể kết luận, hắn thật là có cái gì sợ cầu việc, nếu không cũng sẽ không như thế quá mức đối hắn nhiệt tình. Phải biết rằng hắn đối với mầu thần cảnh tới nói là người xa lạ, một cái mầu thần cảnh chủ nhân, đối một cái người xa lạ quá mức nhiệt tình, đây là không hợp với lẽ thường. Quả nhiên kế tiếp chỉ nghe Túc Tắc hơi hơi lúng túng nói, thượng thần nhìn rõ mọi việc, lão hủ thật là có cầu thượng thần, đương nhiên hết thảy tự nguyện. Hơn nữa đều không phải là thượng thần, phàm là đi vào ta mầu thần cảnh thượng thần, lão hủ cơ hồ đều sẽ sở cầu, đây là giúp không giúp, có thể hay không giúp hoàn toàn tự nguyện, cũng xem tộc của ta cơ duyên, còn thỉnh thượng thần chớ trách mới là. Người nói xem Dương Nghị Vân nhìn Túc Tắc nói, hắn đối cái này lão nhân ảnh hưởng không xấu, nhân gia cũng nói là ôm thử xem thái độ, hết thảy tự nguyện tùy duyên, có thể hay không giúp đỡ, giúp không giúp được thời điểm xem chính hắn, cũng toàn xem cơ duyên. Đối với toàn bộ thôn xóm chỉ có một thần vương cường giả tiểu tộc tới nói, đích xác gặp được cái gì khó khăn là rất khó giải quyết, tìm kiếm ngoại lực đến cũng bình thường. Túc Tắc lúc này mới nói, thượng thần là như thế này. Dừng một chút Túc Tắc tựa tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục mở miệng nói, phía trước lão hủ nói qua, tộc của ta ở viễn cổ thời điểm, liền xuất hiện quá mầu thần nương nương giống nhau thánh giả, là có thể tự chủ tiến hóa, nhưng theo thời gian trôi qua, một thế hệ không bằng một thế hệ. Tới rồi lão hủ này một thế hệ, đừng nói thánh giả, liền tính là một cái có thể tiến hóa người cũng không có ở xuất hiện. Trên thực tế mầu thần nương nương sớm đã có quá tiên đoán, ngày nào đó tộc của ta người nếu là suy sụp, nhưng nhập thần đáy sông tìm tòi, hoặc có tiến giai phương pháp tồn tại. Nhưng thần đáy sông bộ nơi nào không phải người bình thường có thể đi vào, nơi đó là mầu thần nương nương lưu lại một chỗ cổ di tích, vô số năm qua tộc của ta người đều nghĩ tới biện pháp nhập thần đáy sông bộ, nhưng không ai có thể đi vào. Tìm kiếm quá giống thượng thần như vậy cường giả nói thử qua, khá vậy không có gì phát hiện. Bất quá có một chút lão hủ tin tưởng vững chắc, mầu thần nương nương lưu lại tiên đoán là không có sai, không tìm được bất luận cái gì manh mối, đơn giản là cơ duyên không đến, cho nên lão hủ tưởng thỉnh thượng thần đi chúng ta thần đáy sông mầu thần nương nương lưu lại cổ di tích tìm tòi. Đương nhiên nếu có cơ duyên hoặc là song song thắng kết quả, tộc của ta yêu cầu có thể tiến hóa tu luyện biện pháp, đến nỗi cổ di tích trung tồn tại cái gì bảo vật. Đều có thể về thượng thần sở hữu, không biết thượng thần ý hạ như thế nào. Dương Nghị Vân nghe xong lúc sau, trầm tư trong chốc lát, hắn tuyệt đối chuyện này, tựa hồ cũng không phải cái gì đại sự, có thể trợ giúp người, hắn cũng vui. Hơn nữa hắn cũng rất cảm thấy hứng thú.
Rốt cuộc Túc Tắc nói cái gì thần đáy sông bộ nơi, là Mầu Thần nương nương lưu lại hoặc là nói phát hiện. Mà Mầu Thần nương nương còn lại là thánh nhân trình tự. Từ hắn ở Vĩnh Hằng thần giới tiếp xúc Trường Thanh Thánh đạo tràng tới xem, nhưng phàm là cùng thánh nhân có quan hệ địa phương kia chính là đều có thứ tốt tồn tại. Hắn ra tới mục đích là cái gì? Nói là Vân Du mài rũa tâm cảnh, tới 33 thiên điện hậu phương lớn phóng phóng hỏa, hóa bị động là chủ động, bản chất vẫn là vì tăng cường tự thân thực lực. Cho nên có cơ hội như vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lại nói cái này chính là cùng thánh nhân có quan hệ cổ di tích, khả ngộ bất khả cầu, như thế nào có thể không đáp ứng. Lại nói đây là Túc Tắc thỉnh cầu, nhân gia nhiệt tình thỉnh chính mình làm khách, yêu cầu này không quá phận, hơn nữa nói là tự nguyện. Với hắn mà nói hiện tại tốt xấu là thiên đạo cảnh giới tu vi, không có gì địa phương là hắn không dám đi xông vào một lần nhìn một cái. Cái này thỉnh cầu không tính quá mức. Dương Nghị Vân mở miệng nói, hảo ta đáp ứng ngươi thử một lần, nhưng không cam đoan có thu hoạch. Túc Tắc đại hỉ vội vàng đứng dậy ôm quyền hành lễ nói, đa tạ thượng thần, chỉ cần thượng thần nguyện ý thử một lần, có được hay không đều xem cơ duyên, lão hủ đại toàn cảnh đa tạ thượng thần. Không cần đa lễ. Dương Nghị Vân vung tay lên Túc Tắc không tự chủ được đứng dậy. Có phải hay không cường giả, vừa ra tay liền biết, Túc Tắc cảm nhận được hồn hậu vô cùng pháp lực. Cái này đối Dương Nghị Vân càng thêm cung kính. Hai người một lần nữa nhập tòa, kế tiếp nói chuyện với nhau càng thêm nhiệt tình cùng thân thiết. Ở cùng Túc Tắc nói chuyện phiếm chung, Dương Nghị Vân hiểu biết đến, dĩ vãng cũng có người từ ngoài đến, bị hắn thỉnh đi thần hà bí địa dò hỏi, nhưng có đi vào lúc sau đều bất lực trở về, có lẽ là tu vi thấp nguyên nhân, căn bản là nhìn không ra cái gì manh mối tới. Dựa theo Túc Tắc cách nói, tu vi tối cao tiến vào thần hà bí địa người, cũng chính là trung vị cấp bậc pháp thần. Cho tới tu vi thời điểm, Túc Tắc hỏi Dương Nghị Vân là cái gì tu vi, Dương Nghị Vân chỉ là cười cười không nói chuyện. Thiên đạo cấp bậc cường giả, Túc Tắc chưa từng thấy quá. Hơn nữa chí cường giả cũng sẽ không tới biên hoang nơi, càng sẽ không có người nghĩ đến ở như vậy một cái xa xôi nơi thần giữa sông cư nhiên còn có thánh nhân di tích. Này có lẽ cũng là hắn cơ duyên đi. Ngày hôm sau, Dương Nghị Vân ở Túc Tắc cùng đi xuống dưới tới rồi thần bờ sông. Nếu đáp ứng rồi Túc tiến thêm nhập thần đáy sông bộ tìm tòi, vậy muốn nói lời nói giữ lời. Đạo huynh dừng bước đi, ta đi xuống tìm tòi đến tột cùng Dương Nghị Vân đối Túc Tắc nói chuyện, liền phải nhập thần hà đi. Nhưng là Túc Tắc lại là vội vàng nói, thượng thần còn thỉnh chờ một lát, nhập thần hà bí địa, lão hủ an bài cháu gái dẫn đường, như thế có thể lấy tộc của ta độc đáo bí pháp mở ra cổ di tích môn hộ. Có thể ít đi rất nhiều phiền toái, lão hủ cháu gái trước chút thời gian đi nơi khác, tối hôm qua đã thông chi nàng, hiện tại hẳn là mau tới rồi. Dương Nghị Vân sửng sốt, lại là gật đầu cười cười, dừng lại tại chỗ chờ, hắn liền nói sao, nếu là bọn họ Mầu Thần nhất tộc bí địa, sao có thể không điểm thủ đoạn gì đó, quả nhiên Túc Tắc vẫn là để lại một tay, lại là không nghĩ tới sẽ là hắn cháu gái. Bất quá Dương Nghị Vân không sinh khí, lại nói như thế nào, hắn cũng là cái người ngoài. Túc Tắc an bài hắn cháu gái đi theo chính mình đảo cũng là nhân chi thường tình chuyện này. Ước chừng 5 phút sau, phía chân trời một đạo thần quang từ xa tới gần mà đến. Ra ra ta tới người chưa đến thanh tới trước. Dương Nghị Vân ngẩng đầu vừa thấy, mấy ngàn mét ở ngoài phía chân trời, là cái tuổi thanh xuân nữ tử bay nhanh mà đến. Nhìn có điểm trẻ con phì, nhưng thật ra có vẻ thực đáng yêu. Trong nháy mắt thần quang dừng ở trước mắt. Cái đầu không tính cao. Một thân bảy màu giả dạng, sống thoát thoát giả tiểu tử giả dạng nữ tử xuất hiện. Mầu Nhi mau mau gặp qua thượng thần Dương Nghị Vân, hắn đáp ứng giúp chúng ta tìm tòi thần hà bí địa, lần này ngươi cấp thượng thần dẫn đường. Túc Tắc nói xong, đối Dương Nghị Vân nói, thượng thần nàng chính là ta cháu gái Túc Thải Điệp. Cùng Túc Tắc lưu quá một ngày, cái gì đều lưu, lớn đến tán phiếm luận mà, nhỏ đến lông gà vỏ tỏi, Túc Tắc cái này cháu gái Túc Thải Điệp tự nhiên cũng nhắc tới quá. Chẳng qua ngày hôm qua Túc Tắc chưa nói muốn cho cháu gái đi theo cùng nhau. Nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói không sao cả, có cái bản địa dẫn đường đảo cũng có thể bớt việc. Thải Điệp gặp qua thượng thần. Túc Thải Điệp mang theo hơi rớt ra ý cười, thoải mái hào phóng đi vào Dương Nghị Vân trước mặt hành lễ chào hỏi. Thải Điệp cô nương không cần khách khí. Dương Nghị Vân cười cười gật đầu, đối cái này tiểu nha đầu hắn nhìn đến là rất có hỉ cảm. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng lại ấn tượng thực hảo, người cùng nhân thần cùng thần chi gian kỳ thật chính là như thế, thường thường lẫn nhau chi gian đẹp chính là từ một câu một cái đối mặt, một cái mỉm cười một cái cảm giác bắt đầu. Túc Thải Điệp thoạt nhìn rất có linh tính,
tu vi cảnh giới ở thượng vị thần vương cấp bậc, này đến lúc đó làm Dương Nghị Vân có chút kinh ngạc, nàng ra ra túc tắc mới là thượng vị thần vương, cái này nha đầu cũng là, một môn song thần vương, ở màu hà cảnh cái này tiểu địa phương xem như hiếm thấy. Ngày hôm qua hắn quan sát quá toàn bộ màu hà cảnh thần dân, phần lớn đều là thiên thần, thần vương cấp bậc thật đúng là cũng chỉ có này ra tôn hai cái. Thượng thần lần này làm thải điệp đi theo ngươi, liền lo lắng. Túc Tắc nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm nàng có việc. Dương Nghị Vân biết Túc Tắc là làm chính mình chiếu cố hắn cháu gái. Đối Dương Nghị Vân tới nói, bảo hộ một cái thần vương tiểu nha đầu là không thành vấn đề. Thoạt nhìn diện mạo có 18-9 tuổi Túc thải điệp trên mặt có chút phì phì, cười rộ lên có hai cái lúm đồng tiền, thực trêu chọc thích. Hắn tự nhiên sẽ bảo hộ nàng. Đương nhiên không có tâm tư khác. Là một loại trưởng bối xem hậu bối tâm cảnh. Gia Gia yên tâm, thần hà bí địa ta ngựa quen đường cũ, sẽ không có việc gì. Túc thải điệp cười hì hì đối Túc Tắc nói chuyện. Mang theo sủng nếu biểu tình, Túc Tắc bôn khởi mặt nói, nhà đầu nhớ kỹ muốn nghe thượng thần nói, ngươi tuy rằng đi qua vài lần thần hà bí địa, nhưng nơi nào dù sao cũng là thánh giả nơi, là cổ di tích, thay đổi liên tục, vạn không thể đại ý, hảo hảo cấp thượng thần dẫn đường, hết thảy muốn nghe thượng thần an bài. Đã biết ra ra, ngài cứ yên tâm đi. Túc thải điệp nghịch ngợm cười. Hảo hảo hảo, đi trước chuẩn bị một chút đi, ra ra cùng thượng thần nói hai câu lời nói. Túc Tắc nói xong, nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, thượng thần mượn một bước nói chuyện đi. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, cùng Túc Tắc đi hướng bờ sông, hắn xem Túc Tắc lão nhân ánh mắt, tựa hồ như là làm ra cái gì quyết định giống nhau, phải có cái gì bí mật cùng chính mình chia sẻ. Nhưng thật ra cảm giác có điểm ý tứ. Hai người đi vào bờ sông, Túc Tắc nhìn Dương Nghị Vân nghiêm túc mở miệng nói, thượng thần nhưng tin tưởng chi giác. Đột nhiên Túc Tắc tới như vậy một câu. Dương Nghị Vân sửng sốt, nhưng vẫn là gật đầu nói, tin tưởng. Túc Tắc gật đầu phù hợp, ta cũng tin tưởng, không dối gạt thượng thần nói, lão hủ cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy ngài ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền cảm giác ngài là cái đáng tín nhiệm người. Dương Nghị Vân cười cười không nói chuyện, chờ đợi hắn tiếp tục nói. Túc Tắc dừng một chút mở miệng nói, không biết thượng thần nhưng nhìn ra ta cháu gái thải điệp có cái gì bất đồng sao? Dương Nghị Vân sửng sốt, thật đúng là không đi cẩn thận quan sát Túc thải điệp, chỉ là nhìn biểu tượng, hắn minh bạch Túc Tắc hỏi như vậy, tất nhiên là Túc thải điệp nội tại bất đồng, nhưng hắn lần đầu tiên thấy, không có khả năng đi nội coi quan sát nhân gia tiểu cô nương, không trải qua người khác đồng ý, trực tiếp đi nội coi quan khán người khác, đây là tối kỵ. Nhưng ngẫm lại sau Dương Nghị Vân vẫn là nói, nếu thật muốn nói có cái gì bất đồng, đó chính là ngươi cháu gái tu vi cùng ngươi giống nhau đều là thượng vị thần vương, lẽ ra các ngươi thiên tộc trời sinh ra tu vi cảnh giới chính là chú định, rất ít có thể đột phá tự thân cực hạn tiến giai, do đó có thể đi xa hơn, chẳng lẽ là ngươi cháu gái có thể tiến giai tu luyện. Túc Tắc gật gật đầu lại lắc đầu nói, cũng là, nhưng cũng không phải. Dương Nghị Vân cũng có chút hồ đồ, lời này nói như thế nào? Túc Tắc mở miệng nói, thải điệp nha đầu kỳ thật vừa sinh ra thời điểm chính là cái thượng vị thiên thần cảnh giới, chính là nàng đi qua một lần thần hà bí địa lúc sau, ra tới liền trực tiếp là thượng vị thần vương, nhưng từ nay về sau lại rốt cuộc không có đột phá tiến hóa, lão hủ cũng quan sát quá, nàng trong cơ thể căn bản liền không có cái gì tiến hóa dấu hiệu. Thiên tộc sinh ra chính là thần linh, so sánh với tam giới mặt khác sinh linh, có được trời ưu ái ưu thế, khá vậy có thiên đạo công bằng. Sinh ra đã có sẵn có tiến hóa gông xiềng, ở thần hồn trong vòng liền có một đạo tiến hóa gông xiềng tồn tại, hạn chế tiến hóa tu luyện,